Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 167. Đại Thánh mời yên tâm, ta tự nhiên sẽ không quên. Hiên Viên Mặc Tà trầm giọng nói, hắn không hề cho rằng, Ý Văn Đại Đế có năng lực giết chết Mạc Huyết Minh, có thể thay hắn ngăn lại ma binh, đừng để cho Minh Điện quấy rối, hắn đã hài lòng. Mà lúc này, Thiên Đạo Cung Sơn Môn, cũng có tất cả ma binh, điên cuồng gieo hò, sách hồng mông cổ kiếm, ngang nhiên liều chết xung phong đi lên. Nghênh địch, Bi Thiện Đại Đế thất kinh, lật đật dẫn người nghênh kích, một khi bị ma binh giết tới Sơn Môn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mạc Huyết Minh lại có thể chia binh hai đường. Hiên Viên Mặc Tà cảm thấy được một màn này, nhất thời sắc mặt thay đổi. Hắn nhưng là không nghĩ tới, Mạc Huyết Minh lại có thể chia binh hai đường, trên trời dưới đất, đều có ma binh liều chết xung phong, tình cảnh vô cùng khẩn trương. Mà tay hắn cầm thiên địa phù chiếu, khí cơ cùng thiên địa tương liên, chính là chứng đạo thời khắc mấu chốt, không thể tiện tay ra tay, nếu không khí cơ rối loạn, muốn lại chứng đạo, liền muôn vàn khó khăn. Quảng trường bốn phía các tân khách, nhìn 100.000 ma binh, trên trời dưới đất điên cuồng liều chết xung phong, nhất thời đều có điểm luống cuống, một khi bị Minh Điện giết tới Sơn Môn, vạ lây người vô tội, bọn họ cũng phải chết. Các vị không cần kinh hoàng, ta Thiên Đạo Cung có tuyệt đối thực lực, có thể ngăn trở ngoại địch xâm lược, các vị an tâm một chút chớ nóng. Hiên Viên Mặc Tà khẽ mỉm cười, miễn cưỡng duy trì tại chỗ trật tự. Cùng lúc đó, Tuyệt Hàn Đế Cung. Ngụy Dĩnh ở ban đầu Diệp Thần xuất hiện ở nặng khói điện thời điểm, liền rời đi giới vực thành, trở lại nàng ở trước đây không lâu thiết lập Tuyệt Hàn Đế Cung. Diệp Thần mặc dù đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói là trong cuộc đời người trọng yếu nhất. Nhưng là nàng có nàng sứ mạng. Tuyệt Hàn Đế Cung báo thù, Tuyệt Hàn Đế Tôn giao phó, nàng đều phải tiến hành tiếp. Nàng ngồi ở trên đại điện, cả người quần áo trắng lưu chuyển nhàn nhạt ánh sao. Cao quý lại băng hàn. Giờ phút này, nàng con người đang ngưng mắt nhìn ngọc giản trong tay, thần sắc có chút ngưng trọng. Hồi lâu, nàng buông xuống ngọc giản, nhìn về phía trên đại điện duyên dáng yêu kiều Bạch Nhi, mở miệng nói, Bạch Nhi, người điều tra là thật sao? Bạch Nhi trịnh trọng gật đầu, cung chủ, đoạn thời gian này ngươi ở giới vực thành, ta một mực đang điều tra chuyện này, ta đã nhiều lần xác định. Ngụy Dĩnh đứng lên, hai tay chắp sau lưng, đi tới lui, hồi lâu đối với Bạch Nhi nói, dựa theo ta đối với Diệp Thần biết rõ, Diệp Thần hẳn sẽ đi tham gia thí sư đại hội. Như vậy, Đế Uyên Điện vị kia cũng có thể phát hiện Diệp Thần tồn tại. Nhưng hẳn còn không cách nào xác định Diệp Thần là luân hồi chi chủ. Diệt Thế Tài Ương sau lưng thiên ma, người khác không được rõ, ta nhưng mà rất rõ ràng, đều là Đế Uyên Điện vị kia sau lưng nắm trong tay. Hắn nhận vì mình áp đảo luân hồi và vận mệnh bên trên, thật là buồn cười. Điều khiển người khác sống chết, thần quốc bất quá là hắn đồ chơi. Như vậy cơ hình trong lòng, cũng chỉ có Đế Thích Thiên sẽ như vậy. Bạch Nhi, cùng thí sư đại hội sau đó, ta chuẩn bị đi một chuyến, cũng nên cho Đế Thích Thiên một chút phiền toái, chỉ ít để cho hắn không rảnh chiếu cố đến Diệp Thần chuyện. Bạch Nhi nghe được câu này, môi đỏ mọng khẽ nhếch, cung chủ. Người hiện tại mặc dù bước chân vào thánh tổ cảnh, nhưng là vực ngoại cường giả như mây. Huống chi người đối mặt là vực ngoại chấp trưởng hết thảy Đế Thích Thiên à. Đây không thể nghi ngờ là chịu chết à. Ngụy Dĩnh cười lạnh một tiếng, Bạch Nhi, ai nói ta phải đối mặt Đế Thích Thiên, người suy nghĩ quá nhiều. Tuyệt Hàn Đế Tôn tài sản có thể không đơn thuần là tài nguyên tu luyện. Còn có vậy quan hệ đến thượng cổ bí mật. Ta biết Đế Thích Thiên quan tâm cái gì. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Cung, sát cơ nồng đậm hội tụ. Giờ khắc này, vây xem tất cả mọi người đều rối loạn trận cước. Nhưng là giờ phút này, Hiên Viên Mặc Tà có đầy đủ tự tin. Dẫu sao, hắn giết sư phụ chứng đạo, càng nhiều người làm chứng, công đức càng thâm hậu. Lúc này, Ý Văn Đại Thánh ngạo nghễ lập ở trên trời, đồ sộ bút nắm chặt nơi tay, quát lên, tà ma ngoại đạo, ngày hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Khu ma đáng tà, thanh thiên nhân hoàng bút, cho ta trấn áp. Hắn sử dụng nhân hoàng bút, ở trong hư không, vạch ra một cái thật to giết chữ, khủng bố mà ác liệt mũi nhọn, nhất thời mãnh liệt ra, đi bốn phía bạo giết đi. Giữa trời đất sắc bén nhất, không phải đao kiếm, mà là đầu bút lông. Thánh nhân đầu bút lông, dễ dạy hóa thiên hạ, định lập quy tắc luật lệ, lại có thể đáng địch tà ma, tru diệt hết thảy.
Thánh tổ cảnh uy áp, tự ý văn đại đế trên mình tràn ra tới, hắn đầu bút lông, hung mang nổ tung, đơn giản là muốn phá vỡ thiên địa, không có người nào có thể ngăn cản. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Trong nháy mắt, chung quanh chừng mấy trăm đầu ma binh, bị hắn đầu bút lông chém giết, liền thi thể cũng không có để lại, ở đầu bút lông nghiền ép hạ, trực tiếp hình thần câu diệt. Thiên đạo cung bên ngoài, một tòa trên núi hoang, một cái hồng bào nam tử thủ quyết nặn động, trước người xương máu sôi trào, hình thành một bức máu họa, thiên đạo cung lên chiến đấu hình ảnh, đều rõ ràng hiện ra. Ha ha, ý văn đại đế, không hổ là thượng cổ đại thánh, đầu bút lông quả nhiên ác liệt. Không muốn theo hắn dây dưa, trực tiếp xông lên đánh tiếp. Mạc Huyết Minh phát ra mệnh lệnh, nếu như theo ý văn đại đế quyết chiến, hắn 100.000 này ma binh, sợ là phải tổn thất thảm trọng. Tránh mũi nhọn, mới là tốt nhất lựa chọn. Vậy từng cái ma binh, nhận được Mạc Huyết Minh mệnh lệnh, lập tức tránh xa xa ý văn đại đế, điên cuồng đi phía dưới quảng trường xông lên đánh tiếp. Ma binh số lượng, thực ra quá nhiều, coi như chia binh hai đường, nhưng ở trên trời, cũng có mấy chục ngàn người chi nhiều, người người đạp hồng mông phi kiếm, thân pháp vô cùng linh hoạt. Ý văn đại đế vùng bút giết liền, trong nháy mắt lại chém giết mấy trăm người, nhưng càng nhiều hơn ma binh, nhưng là tránh hắn đầu bút lông, ngang nhiên đi xuống phương phóng tới, muốn gây ra hỗn loạn. Bầu trời bên trong, rất nhiều thiên đạo cung trưởng lão và đệ tử, rối rít sử dụng pháp bảo thần thông, tạo thành một tầng thiết mạc, lật đật cản đường. Tà ma ngoại đạo, dám ở ta thiên đạo cung địa bàn quấy rối. Một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên. Viêm thiên long thần hóa thành cự long, đột nhiên xông lên bay lên trời, long chảo hung hăng giết ra, ngăn trở minh điện ma binh xâm lược. Hắn bạch hổ đoạn hồn đao, mặc dù đã bị hiến tế, nhưng tự thân có thiên thần cảnh tầng 8 tu vi, thực lực tương đương không tầm thường, lập tức phối hợp ý văn đại đế, đem một đám ma binh gắt gao ngăn lại. Ngưng kiếm thành trận, phá cho ta giết. Một cái minh điện ma tướng hét lớn một tiếng, chung quanh rất nhiều ma binh sử dụng phi kiếm, một cái cầm mang hồng mông hơi thở kiếm khí, hình thành một đạo kinh khủng kiếm lưu, suy suy vang dội, hung hăng đi về trước chém chết. Binh bịch bịch. Thiên đạo cung phòng ngự trận thế, ở nơi này kiếm chảy dưới sự xung kích, nhất thời xuất hiện rung chuyển, tựa hồ muốn tán loạn. Suy. Ngay tại lúc này, một đạo quỷ dị bóng người, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở ma binh trận hình bên trong, trường đao thoáng qua, từng cái ma tướng đầu, nhất thời bị chém rơi. Đáng chết, đây là chui thiên bí mật đi thuật. Có ma tướng cảm thấy không ổn, muốn né tránh, nhưng thân ảnh kia quỷ mị như điện, ra đao vô cùng mau lẹ. Chuyên chém tướng lãnh, đao vô hư phát, ra tay tất thấy máu. Mà người xuất thủ, chính là Thiên Lang. Hắn thi triển chui thiên bí mật đi thuật, nhưng là im hơi lặng tiếng, xông vào minh điện ma binh trận thế bên trong, đem từng cái ma tướng chém chết. Một đám ma binh mất đi đầu não, mất đi chỉ huy, nhất thời thành con ruồi không đầu. Viêm Thiên Long thần thừa dịp này cơ hội, lập tức dẫn người phản kích. Rút lui. Thiên đạo cung bên ngoài. Mạc Huyết Minh thấy một màn này, nhất thời sắc mặt trầm xuống, ra lệnh. Chúng ma binh đều nhịp, nhanh chóng rút lui, động tác dứt khoát lưu loát, không chút nào rông dài, hiện ra nghiêm chỉnh kết cấu. Nguyên bản đông nghịt bầu trời, nhất thời khôi phục trong sạch. Thiên đạo cung quả nhiên nội tình thâm hậu. Ta còn lấy là muốn xảy ra chuyện. Không nghĩ tới Minh Điện thật xé rách ra mặt, ồ ạt tấn công Thiên đạo cung. Quảng trường bốn phía. Mọi người thấy ma binh thối lui, đều là thở phào nhẹ nhõm. Ý văn đại đế, Thiên Lang, Viêm Thiên Long thần ba người lập trên bầu trời, cũng không có đuổi theo, miễn được chúng địch nhân kế sách. Trên trời ma binh tuy lui, nhưng trên mặt đất, còn có từng đợt sóng ma binh, không ngừng tấn công trước thiên đạo cung sơn môn. Bi thiện đại đế chỉ cảm thấy áp lực to lớn, thật may đoạn thời gian này, hắn ở Lục Hào Sơn tu luyện điều dưỡng, thượng cổ lực lượng đã khôi phục rất nhiều. Ngược lại là miễn cưỡng có thể ổn định trận thế, không có bị minh điện ma binh công phá phòng tuyến. Ngưng kiếm thành trận, giết tới đi. Nhưng mà, một đám minh điện ma binh, nhưng bỗng nhiên liên kết, sử dụng một cái cầm hồng mông phi kiếm, hóa thành một đạo ngập trời kiếm lưu, hung hăng đi thiên đạo cung sơn môn đánh tới. Không tốt. Bi thiện đại đế mặt liền biến sắc, hắn cũng không có Thiên Lang cái loại này ám sát thuật, có thể ám sát ma tướng giải khốn. Mắt xem vậy hồng mông kiếm lưu giết tới, lật đật quát lên. Mở hộ sơn đại trận. Tiếng nói rơi xuống, thiên đạo cung hộ sơn đại trận,
nhất thời thả ra sáng chói thần quang, vững vàng trông nom sơn môn. Bình bịch bịch, một cái cầm hồng mông phi kiếm, đụng vào đại trận trên, nhất thời bị xa xa đánh bay ra ngoài. Bi Thiện đại đế thở phào nhẹ nhõm, Thiên đạo cung hộ sơn đại trận có ba nói, hiện tại hắn có thể mở, chỉ là vòng ngoài một đạo. Mặc dù chỉ là vòng ngoài một đạo, nhưng muốn ngăn trở ma binh đánh vào, vậy là đủ rồi. Giết! Rất nhiều Thiên đạo cung đệ tử, dựa vào vòng ngoài đại trận, triển khai phản kích, giết được Minh điện ma binh lần lượt tháo chạy. Xa xa, một cái ẩn núp xó xỉnh, Diệp Thần, Diệp Lăng Thiên, Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, Tử Ngưng các người, cũng yên lặng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Lần này, Diệp Thần vốn dự định để cho Tử Ngưng và chúng nữ cũng ở lại Phục Ma Điện. Dẫu sao Thiên Đạo Cung đánh một trận quá nguy hiểm. Nhưng Tử Ngưng nhưng là trước thời hạn ở Thiên Đạo Cung chờ đợi, Diệp Thần vậy không thể làm gì. Mang theo Tử Ngưng lớn nhất lý do, vẫn là bởi vì Tử Ngưng nắm trong tay một khối luân hồi huyền bi. Nói không chừng thời khắc mấu chốt, thật có thể làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cử chỉ. Ồ, cái này hộ sơn đại trận, hơi thở có cổ quái. Diệp Thần nhìn hộ sơn đại trận ánh sáng, trong phảng phất có chút rợn cả tóc gáy. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này hộ sơn đại trận, lại có hắn kiếp trước nhân quả hơi thở. Thiên đạo cung hộ sơn đại trận, lại có thể và ta kiếp trước có liên quan, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hoàn toàn kinh hãi, hoàn toàn muốn không rõ ràng, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Oanh! Hắn đang trần chờ gian, một đạo to lớn tiếng đánh vang lên. Hống! Một hồi động trời tê giác gầm to, chấn động tiêu vũ. Nhưng gặp u oanh quỷ dữ, cưỡi kim loan thiên tê, mang một đội minh điện ma binh, liều chết xung phong ra, hung hăng đụng vào hộ sơn đại trận điểm yếu. Phụng tu la chi chủ hiệu lệnh, đạp bể thiên đạo cung, cho ta xông lên. U oanh quỷ dữ hét lớn một tiếng, dẫn ma binh tiểu đội, hung hăng đụng vào đại trận. Diệp Thần và Mạc Huyết Minh hợp tác, U Anh Quỷ Dữ và Kim Loan Thiên Tê đều được tiên phong, dẫn đầu xung phong xông trận. Nguy rồi! Bi Thiện Đại Đế sắc mặt chợt biến, U Anh Quỷ Dữ đánh địa phương, chính là điểm yếu, không lại có bao nhiêu người bảo vệ. Thiên Đạo Cung bị tình báo giả trì hoãn, trở về thủ không đủ thời gian, vội vàng dưới, trận hình phòng ngự rất nhiều nhược điểm, lập tức bị U Anh Quỷ Dữ thấy nhược điểm, mãnh liệt dẫn người đánh vào. Quỷ hỏa bay vút lên, ăn mòn yêu đao, phá cho ta. U oanh quỷ dữ vung lên lưỡi đao, từng luồng quỷ hỏa, không ngừng nổ lên, kinh khủng ăn mòn hơi thở, ở trong hư không tràn ngập. Rắc rắc, nó mượn kim loan thiên tê thế sông, vung đao bổ một cái, chỉ nhất kích, liền bổ ra hộ sơn đại trận màn sáng, đánh ra một đạo lỗ hổng. Đạp bể thiên đạo cung, giết hà. U oanh quỷ dữ gào một tiếng, dẫn người cuồng vọt vào, bên trong lẻ tẻ một ít ngày đạo cung đệ tử. Nhất thời bị Kim Loan Thiên Tê và Minh Điện Ma Binh bước chân, đạp thành thịt nát, hóa thành hư vô. Hoàn toàn chết. Bi Thiện Đại Đế nơi này chiến trường, rất nhiều ma binh thấy lỗ hổng xuất hiện, nhất thời buông tha chiến đấu, xoay người hướng lỗ hổng phương hướng phóng tới, Bi Thiện Đại Đế cản vậy không ngăn được. Chỉ chốc lát sau, tất cả ma binh cũng dọc theo lỗ hổng, vọt vào Thiên Đạo Cung Sơn Môn. Hộ Sơn Đại Trận đã phá, cũng giết đi vào. Xa xa. Mạc Huyết Minh xa xa chỉ huy hết thảy, mới vừa từ trên trời rút lui xuống ma binh, nhất thời như nước thủy triều xuất hiện, như ong vỡ tổ dọc theo lỗ hổng kia, điên cuồng xông lên đánh ra. Ở 100.000 ma binh dưới sự xung kích, lỗ hổng không ngừng mở rộng, cuối cùng toàn bộ hộ sơn đại trận, đều là trực tiếp tan vỡ, tiêu tán vô hình. Thoáng chốc tới giữa, Thiên Đạo Cung liên miên dãy núi trên, khắp nơi đều là ma binh, tràn đầy núi khắp nơi, giống như châu chấu thủy triều. Đông nghịt ma khí thẳng sông lên trời cao, tình cảnh sáng đẹp nguy nga. Đáng sợ hơn phải, tất cả ma binh đều cầm một cái hồng mông cổ kiếm, lực sát thương to lớn, theo dọc đường, từng cái tu vi thông thường Thiên Đạo Cung đệ tử, đều bị chém chết, tiếng kêu thảm thiết dày đặc. Bi Thiện Đại Sư, mau ngăn lại bọn họ à, ngươi không phải có Hy Nhật Thiên Thư phù chiếu sao, mau thả ra à. Mấy cái trợ giúp phòng thủ Thiên Đạo Cung trưởng lão, nhìn tràn đầy núi khắp nơi tán loạn ma binh. Hoàn toàn tuyệt vọng, lật đật kêu to. A-di-đà Phật, cái này. Vội vàng tới giữa, lão nạp vậy không kịp phóng thích thiên thư phù chiếu, mời các vị thứ lỗi. Bi Thiện Đại Đế cúi đầu đọc một cái Phật hiệu, hắn dẫu sao chỉ là khách khanh, cũng không muốn vì Thiên Đạo Cung, dùng hết mình lá bài tẩy.
Đáng chết! Lão lừa ngốc, uổng ta Thiên Đạo Cung như vậy hậu đãi ngươi. Ngươi chết không được tử tế. Mấy cái Thiên Đạo Cung trưởng lão lớn tiếng mắng, dưới sự bất đắc dĩ, mình dẫn người đánh ra, muốn ngăn lại Minh Điện ma binh bước chân. Nhưng 100.000 ma binh, ma khí ngút trời, kiếm quang tương liên, uy danh thật lớn ngất trời, giống như sắt thép nước lũ, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Đi, chúng ta đi vào. Tử Ngưng, ngươi lưu tại chỗ, tiếp ứng chúng ta. Diệp Thần vung tay lên, thừa dịp cái này hỗn loạn thời cơ, mang Diệp Lăng Thiên, Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, lặng yên không một tiếng động bước lên Thiên Đạo Cung Sơn Môn, mà Tử Ngưng thì lưu tại chỗ, phụ trách tiếp ứng. Bên kia, U Oanh Quỷ Dữ cưỡi Kim Loan Thiên Tê, mang như thủy triều ma binh, lớn chém lớn giết, một đường giết tới Thiên Đạo Cung Trung ương, thí sư đại hội hiện trường. Hai đầu thượng cổ đại hung. Minh Điện từ nơi nào tìm cái này hai đầu đại hung? Chạy mau à! Hiện trường bên trong, rất nhiều tân khách thấy ma binh hạ xuống, nhất thời cả kinh thất sắc, đặc biệt là thấy U Oanh Quỷ Dữ và Kim Loan Thiên Tê bóng người, lại là chấn động ngạc. Ước chừng 100.000 ma binh, như nước thủy triều bao vây tới, chung quanh đông nghịt tất cả đều là ma khí, tựa hồ muốn chìm ngập hết thảy. Trong thoáng chốc, toàn trường một phiến xôn xao, tất cả mọi người đều muốn chạy trốn. Các vị không cần kinh hoàng, truyền thụ ta hiệu lệnh, mở đạo thứ hai hộ sơn đại trận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên Viên Mặc Tà quát to một tiếng, lập tức đạo thứ hai hộ sơn đại trận, trực tiếp mở. Rào. Một món màu xanh biếc ánh sáng, từ giữa quảng trường nổ lên, nhanh chóng hình thành một tầng vòng bảo vệ bình phong che chở, đem toàn bộ quảng trường đều bao phủ vào. Bình bịch bịch. Hắc chiều vậy ma binh, đụng ở nơi này hộ sơn đại trận trên, nhất thời gặp phải chấn động, bị liền liền đẩy lui. Mà chung quanh các tân khách, ở hộ sơn đại trận dưới bảo vệ, cũng là tạm thời an toàn. Giết đi vào. U Oanh Quỷ Dữ ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhưng là phát hung tính, vung đao chém mạnh đại trận, dẫn người điên cuồng liều chết xung phong. 100.000 cái ma binh, liền giống như 100.000 đầu ác quỷ, 100.000 đầu mãnh thú, toàn bộ hộ sơn đại trận, đều bị đụng được kịch liệt chấn động, nổi lên rung động vậy sóng gợn, tựa hồ tùy thời có thể bể tan tành. Lục Dương Thần Hỏa Giám, phá cho ta. Hạ một sát, U Oanh Quỷ Dữ sử dụng một tấm phù chiếu cháy, lại là hóa thành một mặt bảo giám. Từng tia sáng chói kính quang, không ngừng từ bảo giám bên trong tản mát ra, ngưng tụ thành một đạo cột sáng, như đao kiếm vậy, điên cuồng đánh thẳng vào đại trận vòng bảo vệ. Tấm phù chiếu này, dĩ nhiên là Diệp Thần ban cho nó, hàm chứa Lục Dương Thần Hỏa Giám năng lượng, thậm chí còn có một chút Long Viêm Thần Mạch hơi thở. Ở mãnh liệt như vậy dưới sự xung kích, hơn nữa 100.000 ma binh không ngừng đụng, toàn bộ hộ sơn đại trận, bể tan tành sắp tới. Bảo vệ mọi người an toàn. Viêm Thiên, ngươi mang Huyền Thiên Cơ Hội đi xuống, thí sư đại hội tạm hoãn. Thiên Lang, ngươi đi xem Hạ Nhược Tuyết, chú ý xảy ra chuyện. Xem ra ngày hôm nay muốn ta đại khai sát giới, trước san bằng Minh Điện, chúng ta mới có thể tiếp tục cử hành đại hội. Thiên Viên Mặc Tà nhìn một màn này, ánh mắt vô cùng âm trầm, nhanh chóng phân phó. Hắn tiếng nói rơi xuống, mấy cái thái thượng trưởng lão, liền dẫn từng cái Thiên Đạo Cung cường giả, bảo vệ chung quanh tân khách. Nếu như tân khách xảy ra chuyện, gặp thảm giết chết, phần này tội nghiệt, có thể coi là đến Hiên Viên Mặc Tà trên đầu, rất khó cọ rửa sạch sẽ. Rào. Viêm Thiên Long Thần lắc mình một cái, hóa thành hình người, đi về phía giữa quảng trường, chuẩn bị giải đi Thiên Cơ Đạo Nhân. Mà Thiên Lang, thì dọc theo nói, nhanh chóng đi Thiên Đạo Cung lao ngục, nghiêm phòng có người đục nước béo cò, cứu đi Hạ Nhược Tuyết. Trên tay hắn, nhưng mang một tấm phù chiếu. Là Hiên Viên Mặc Tà tạm thời ban cho hắn tinh đế kiếm phù, đủ để đối phó hết thảy đột phát bất ngờ. Tới ám thần mạch, mở. Ngay tại lúc này, một hồi kinh khủng hắc ám khí tức, cuốn sạch thiên địa. Cái này cổ hơi thở, mang nồng nặc cửu u ma khí, đơn giản là muốn nuốt mất hết thảy. Ngay lập tức, trên trời dưới đất, rơi vào tuyệt đối hắc ám bên trong, không thấy được một chút ánh sáng. Đây là cái gì? Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên. Không đúng. Thiên Viên Mặc Tà thấy hắc ám hạ xuống, nhất thời cảm thấy không ổn, hắn còn tưởng rằng là Vĩnh Dạ Đại Ma trời, nhưng chung quanh cũng không có hồng mông hơi thở. Nguyên bản liền hỗn loạn quảng trường, theo Vĩnh Dạ hắc ám bao phủ, nhất thời rơi vào càng cục diện hỗn loạn, mọi người xôn xao gào thét,
một phiến bất an. Phịch! Giờ phút nguy hiểm đó, ở hắc ám bên trong, 100.000 ma binh chọc thủng hộ sơn đại trận, cuồng sát đi vào, kêu gào kêu to, huy động hồng mông cổ kiếm, không ngừng chặt cây trước bên trong sân thiên đạo cung đệ tử. Tinh đế thần quang, chiếu sáng sơn hà, phá cho ta. Thiên viên mặc tả ánh mắt sắc bén, chỉ một cái thần quang điểm ra, xuyên qua trùng trùng hắc ám, như sáng chói tinh thần chiếu sáng bầu trời đêm. Thoáng chốc tới giữa, tất cả hắc ám cũng bị đuổi tản ra, thiên địa khôi phục quang minh. Nhưng giữa quảng trường, thiên cơ đạo nhân không thấy. Không tốt. Thiên viên mặc tà sắc mặt cuồng biến, hiển nhiên, mới vừa có người thừa dịp hắc ám, đem thiên cơ đạo nhân cứu đi. Giết! U oanh quỷ dữ cưỡi kim loan thiên tê, mang 100.000 ma binh, ở chung quanh sông ngang đánh thẳng, gặp người liền giết. Dĩ nhiên, bọn họ giết, đều là thiên đạo cung đệ tử, không có lạm sát kẻ vô tội tân khách, miễn được uổng tạo tội nghiệt. 100.000 này ma binh, mỗi một cái đều mang hồng mông cổ kiếm, kiếm khí nối thành một phiến, đơn giản là vô địch, giết được thiên đạo cung một đám đệ tử, không còn sức đánh trả chút nào. Rất nhiều thiên đạo cung trưởng lão, liền tự vệ cũng khó khăn, thấy thiên cơ đạo nhân không thấy, vậy không rảnh chiếu cố đến. Cung chủ đại nhân, làm thế nào? Viêm Thiên Long thần hoàng hồn, liền vội vàng hỏi. Đừng hoảng hốt, đều là Mạc Huyết Minh âm mưu, chúng ta không nên tự loạn trận cước. Thiên viên mặc tà hừ một tiếng, ở toàn trường hỗn loạn giây phút, hắn ánh mắt nhưng đặc biệt bình tĩnh, ngẩng đầu vọng hướng bầu trời. Bầu trời bên trong, ánh mặt trời vô cùng sáng chói, đặc biệt nhức mắt. Nhưng mà, ở ánh mặt trời chói mắt hạ, hắn nhưng thấy được ba đạo thân ảnh. Diệp Thần, Diệp Lăng Thiên, Thiên Cơ Đạo Nhân. Nguyên lai, mới vừa Diệp Thần mở tới ám thần mạch, mượn vĩnh dạ hắc ám, nhanh chóng cứu đi Thiên Cơ Đạo Nhân, cũng sử dụng lục dương thần hỏa giám, thả ra sáng chói kính quang, ngụy trang thành ánh mặt trời hình dáng, định che giấu thân hình, man thiên quá hải, thoát đi hiện trường. Nhưng hiên viên mặc tà người thế nào, muốn lừa gạt được hắn, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Diệp Thần, quả nhiên là ngươi. Ngươi muốn chạy, hỏi qua bổn tọa chưa? Trở lại cho ta. Hiên viên mặc tà ngửa mặt lên trời gầm lên, cả người tinh đế hạo nhiên khí bạo phát, bước chân đạp một cái, phóng lên cao, hung hăng hướng Diệp Thần lướt đi. Hắn khí cơ động một cái, và thiên địa phù chiếu liên lạc, nhất thời sinh ra chập chờn, trong tay thiên địa phù chiếu, ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống, hắn muốn lại chứng đạo, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Bất quá, thiên cơ đạo nhân đều phải bị bắt đi, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, trước cầm người cướp trở lại hãng nói. Oanh! Ngất trời tinh đế hạo nhiên khí, đơn giản là bàng bạc khoáng đạt, coi trời bằng vung. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, hắn rất biết mình và hiên viên mặc tà chênh lệch. Trước mắt hiên viên mặc tà, không phải là chia thân, mà là đường đường tránh tránh chân thân, có chừng thánh tổ cảnh hậu kỳ thực lực. Hắn bây giờ đối mặt thánh tổ cảnh nhất tầng thiên cũng không nhất định có thể hoàn toàn đánh chết. Huống chi thánh tổ cảnh hậu kỳ. Thần quốc võ đạo, là như thế nào uẩn dục hiên viên mặc tà cái loại này nghịch thiên tồn tại. Bất quá Diệp Thần mơ hồ nhận ra được hiên viên mặc tà trên mình đột phá hơi thở dày đặc. Chắc hẳn đoạn thời gian này có không thể địch nổi kỳ ngộ. Thánh tổ cảnh hậu kỳ, vậy đơn giản là vô địch tồn tại, tiện tay chỉ một cái, cũng có thể nghiền bạo sơn hà, chớ nói chi là hiên viên mặc tà cả người tinh đế thở mạnh vần quanh, uy thế lớn, đơn giản là muốn chân áp chư thiên. Hiên viên mặc tà, không hổ là thần quốc đệ nhất cao thủ. Ở chỗ này nhóm cao thủ uy áp hạ, Diệp Thần chỉ cảm thấy mình đặc biệt nhỏ bé, sợ rằng vừa đối mặt, sẽ bị trong nháy mắt giết. Không có chút nào sống sót có thể, trừ phi là vận dụng luân hồi huyền bi, còn có lục đạo luân hồi pháp, mới có một chút điểm sức sống, nhưng muốn chiến thắng, cơ hồ không có có thể. Dẫu sao cảnh giới chênh lệch, chân thực quá mức to lớn. Ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, coi như nghịch thiên thần thông pháp bảo, cũng rất khó đền bù. Mạc đại nhân, dựa vào ngươi. Diệp Thần âm thầm truyền ra thần niệm, hắn cũng không có và hiên viên Mạc tà chiến đấu dự định. Hiên viên mặc tà, khi dễ tiểu bối, coi là bản lãnh gì? Người địch thủ, là ta Mạc Huyết Minh. Một đạo động trời uống tiếng vang lên, như hồng trung đại lữ, chấn động cửu tiêu. Liền gặp một cái hồng bào nam tử, mang huyết khí cuồn cuộn tu la uy áp, giống như địa phủ minh vương, từ chân trời hạ xuống xuống. Ung ung, theo hồng bào chàng trai hạ xuống, trong hư không,
lại có thể nổ lên đạo đạo màu máu tia chớp, có vô số tu la ác ma, đang không ngừng ngâm sướng, hắn mỗi bước ra một bước, đều có nhiều đóa hoa sen màu máu, ở tách thả ra sinh mạng, hiện ra ngập trời thở mạnh voi. Mạc Huyết Minh, là ngươi. Hiên Viên Mạc Tà con ngươi co giúp một cái. Kiếm tới. Mạc Huyết Minh vung tay lên, trên mặt đất 100.000 ma binh, vậy 100.000 cầm hồng mông cổ kiếm, đồng loạt bay vút lên lên trời, vờn quanh ở hắn thân thể quanh thân. Xuy xuy xuy. Ước chừng 100.000 cầm hồng mông phi kiếm, bộc phát ra nhọn kiếm khí, xuy xuy vang dội, dường như muốn xẻ thịt chư thiên, triển lộ ra cao nhất bá đạo mũi nhọn. Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, cho ta chém giết. Hạ một sát, Mạc Huyết Minh vẫy tay ngự kiếm, 100.000 thanh phi kiếm, ùng ùng vang dội, hóa thành một đạo kiếm trụ, không ngừng xoay tròn vặn cổ, cuồng như vậy hướng Hiên Viên Mạc Tà chém tới. Đã từng là Mạc Huyết Minh, cũng là và Hiên Viên Mạc Tà chênh lệch không lớn cường giả, vì luyện hóa tu la hóa huyết khung, từ chém tu vi, rớt xuống nhất tầng thiên, nhưng dựa vào tu la hóa huyết khung năng lượng, hắn muốn điều khiển 100.000 thanh phi kiếm, dễ như trở bàn tay. Tinh đế hạo nhiên khí, cho ta trấn áp. Hiên Viên Mạc Tà ánh mắt tức giận, vung tay lên, chư thiên tinh thần linh khí cổn đáng, hóa thành một cái kinh khủng tinh thần đại thủ ấn, hung hăng hướng phi kiếm nước lũ, trấn áp xuống đi. Ung ung, tinh thần đại thủ ấn vừa ra, trên trời dưới đất, nhất thời tràn đầy nồng nặc ánh sao, vô số ánh sao bồng bềnh, như lưu huỳnh bay hoa, sáng chói tới cực điểm. Mà xanh thẳm thương khung, vậy hiện ra nửa đêm tinh không hình dáng. Có từng cái ngân hà, từng viên tinh thần, ở rất xa 9 tầng trời, và Hiên Viên Mạc Tà hơi thở hô ứng, tạo thành đặc biệt tiết tấu. Giờ khắc này, Hiên Viên Mạc Tà tựa như chúa tể chư thiên tinh không sức mạnh to lớn, muốn nhất kích nghiền nát Mạc Huyết Minh. Hắn nhìn ra Mạc Huyết Minh tu vi, chẳng biết tại sao, so với trước kia rớt xuống một tầng, và hắn kém một cái cảnh giới nhỏ. Thánh tổ cảnh cái loại này tồn tại, chính là chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, đều là khác biệt một trời. Cho nên, hắn có rất lớn lòng tin, có thể nhất kích nghiền nát Mạc Huyết Minh. Ung ung, khổng lồ tinh thần giấu tay, và ngập trời phi kiếm nước lũ, hoàn toàn va chạm. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Một cái cầm hồng mông phi kiếm, ngay tức thì bị tinh thần giấu tay nghiền nát, hóa thành huyết khí phiêu tán. Mà ngôi sao kia giấu tay, vậy gặp phải kiếm khí cắt kim loại, tan tành, rất nhanh tán loạn. Cái này một tí giao phong. Lại là lực lượng tương đương. Không đúng, có cổ quái. Hiên Viên Mạc Tà hơi biến sắc mặt, Mạc Huyết Minh tu vi, rõ ràng so hắn kém một tầng, cái này tầng một chênh lệch, tuyệt đối là trời đất phân nê, dựa theo lẽ thường suy đoán, hắn cũng có thể nhất kích nghiền nát Mạc Huyết Minh. Nhưng hiện tại, Mạc Huyết Minh thậm chí không có bị thương, mới vừa va chạm giao phong, hai người kỳ cổ tương đương. Hiển nhiên, Mạc Huyết Minh ngoài ra có lá bài tẩy, thật to chặn lại tinh đế hạo nhiên tức giận chân áp. Hiên Viên Mạc Tà nhưng không đoán ra, cái này lá bài tẩy là cái gì. Phốc xích. Mà ở hai người kinh thiên va chạm hạ, trên mặt đất, có rất nhiều tu vi hơi yếu người, cũng khạc ra máu tươi, bị trọng thương. Rút lui. U Oanh Quỷ Dữ quyết định thật nhanh, lập tức mang 100.000 ma binh rút lui. Thiên Cơ Đạo Nhân đã được cứu đi, nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Hiện tại toàn trường ma binh, trong tay hồng mông cổ kiếm, đều bị Mạc Huyết Minh thu về, sức chiến đấu giảm bớt nhiều, nếu như lại lưu lại nữa, sợ rằng phải bị Thiên Đạo Cung giết ngược. Ngay lập tức, 100.000 ma binh rút lui sạch sẽ, động tác dứt khoát lưu loát. Mà trên quảng trường, nhưng lưu lại đầy đất Thiên Đạo Cung đệ tử thi thể, tình cảnh bừa bãi. Kiếm tới. Trên bầu trời, Mạc Huyết Minh lần nữa phát ra tiếng quát, cả người khí huyết cổn đáng. Lại là ngay lập tức tới giữa, lại đúc ra 100.000 thanh phi kiếm, vô số phi kiếm vẩn quanh quanh thân, mang ác liệt mũi nhọn, lần nữa chém về phía Hiên Viên Mạc Tà. Tên này, thực lực lại có thể như vậy hùng hồn. Hiên Viên Mạc Tà thầm kinh hãi, không đoán ra Mạc Huyết Minh lá bài tẩy, mắt xem phi kiếm giết tới, vội vàng mở ra tinh đế hạo nhiên khí, bảo vệ tự thân, và Mạc Huyết Minh đánh nhau. Đi! Diệp Thần thừa dịp này cơ hội. Vội vàng mang Diệp Lăng Thiên và Thiên Cơ Đạo Nhân rút lui. Hiện tại Hiên Viên Mạc Tà, đã bị Mạc Huyết Minh trì hoãn ở, là hắn rút lui lớn thời cơ tốt. Bất quá để cho Diệp Thần kỳ quái chính là, Thiên Đạo Cung hộ sơn đại trận, lại có hắn kiếp trước nhân quả hơi thở, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Mới vừa trên quảng trường,
vậy đạo thứ hai hộ sơn đại trận, kiếp trước hơi thở nồng hơn mãnh liệt, thiếu chút nữa để cho lòng hắn thần thất thủ. Hắn nhưng muốn không rõ ràng, thiên đạo cung trận pháp, tại sao có thể có mình kiếp trước dấu vết. Hụ hụ, sư thúc, đa tạ cứu giúp. Thiên cơ đạo nhân tằng hắng một cái, hắn bị thiên đạo cung tống giam lâu ngày, vết thương chồng chất, khí huyết suy kiệt, giờ phút này thoát khốn ra, chỉ cảm thấy thân tim mệt mỏi. Không sao, thiên cơ tiền bối, người căn cơ hao tổn tựa hồ khá là nghiêm trọng, ta trước mang người đi ra ngoài. Diệp thần thu liễm nghĩ bậy, mang thiên cơ đạo nhân, nhanh chóng đi bên ngoài bay đi. Đứng lại, Viêm Thiên Long thần thấy không ổn, hét lớn một tiếng, hóa thành hình rồng, đột nhiên đuổi giết đi lên. Lăng Thiên, người cản ở phía sau. Diệp thần chỉ muốn cứu người, không muốn làm vô vị chiến đấu. Điện chủ. Diệp Lăng Thiên ánh mắt đông lại một cái, tay cầm đau buồn tím kim thương, ngang nhiên liều chết xung phong ra, ngăn ở Viêm Thiên Long thần trước mặt. Cút ngay. Viêm Thiên Long thần giận dữ, một móng vuốt phung ra, đột nhiên hướng Diệp Lăng Thiên đánh tới. Hừ. Diệp Lăng Thiên nghiêm nghị không sợ, quăng lên tím kim thương, ngang nhiên đánh trả. Hắn luyện hóa cổ đế đan sau đó, đã đạt được chiêu võ đại đế truyền thừa, thực lực đạt tới thiên thần cảnh tầng 8, và Viêm Thiên Long thần tướng làm. Lập tức một người một rồng, ở trên trời chiến đấu chung một chỗ. Trên người của hai người, đều có từng cơn sáng chói thần đế ánh sáng, không ngừng bùng nổ, mũi nhọn lộ ra, không ai nhường ai, trong chốc lát khó khăn gặp thắng bại. Mà Diệp thần, nhân cơ hội mang thiên cơ đạo nhân, bay đến thiên đạo cung bên ngoài sơn môn. Diệp thần, thành công. Một đạo xinh xắn bóng người, sớm đang đợi tiếp ứng, chính là Tử Ngưng. Thấy Diệp thần trở về, còn mang thiên cơ đạo nhân, Tử Ngưng trên gương mặt, nhất thời phủ đầy vui mừng. Ừ, thiên cơ tiền bối căn cơ hao tổn nghiêm trọng, Tử Ngưng sư tỷ, người thay hắn chữa thương. Diệp thần đỡ thiên cơ đạo nhân, ở trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Tử Ngưng đầu ngón tay huy động, từng luồng xanh mơn mởn lưu quang, mang tí ti sức sống, trốn vào thiên cơ đạo nhân trong cơ thể, bồi dưỡng người sau mạch máu. Lần trước Tử Ngưng đại kiếp cuộc đời còn lại, bị Diệp thần nghịch chuyển sống chết, đối với linh bia nắm trong tay, càng thành thạo, mượn linh bia hiệu quả trị liệu, thiên cơ đạo nhân bị tổn thương mạch máu, vậy đang dần dần khôi phục. Không cần uổng phí khí lực. Nhưng mà, thiên cơ đạo nhân nhưng lắc đầu một cái, một mặt thở dài hình dáng. Ta bị thiên đạo cung hành hạ hồi lâu, liền bổn mệnh pháp bảo thanh long định hồn kính, cũng bị cướp lấy đi, ta căn cơ hao tổn quá nghiêm trọng, đã ngày giờ không nhiều. Sư thúc, người cứu ta thoát khốn, để cho ta không cần chết ở hiên viên mặc tà thủ hạ, ta rất là cảm kích. Nhưng ta đèn cạn dầu, đã không có hy vọng sống sót, người không cần ở trên người ta, không lãng phí khí lực. Ngay lúc nói chuyện, thiên cơ đạo nhân sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, tình huống đặc biệt không ổn. Thiên cơ tiền bối. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ như thế khổ cực cứu ra thiên cơ đạo nhân, người sau cuối cùng là khó thoát tai ách. Sư thúc, ta trước khi chết, có một cái bí mật, phải nói cho ngươi. Thiên cơ đạo nhân chăm chú nhìn Diệp thần, chậm rãi nói. Bí mật gì? Diệp thần hơi sững sờ. Thiên cơ đạo nhân nhìn xem Tử Ngưng, tựa hồ rất có kiêng kỵ. Nàng là vợ ta, là người mình, thiên cơ tiền bối cứ nói đừng ngại. Diệp thần lại không có để ý. Tử Ngưng nghe được hắn mà nói, nhất thời tâm thần hỗn loạn, ánh mắt mang theo một chút si yêu và cảm kích. Ừ, thiên cơ đạo nhân gật đầu một cái, nói ta phải nói bí mật, quan hệ đến hiên viên mặc tà cuối cùng lá bài tẩy. Cuối cùng lá bài tẩy. Nghe được cái này bốn chữ, Diệp thần nhất thời tim đập loạn. Thiên cơ đạo nhân nói tiếp, những năm này, cơ hồ không người biết hiên viên mặc tà thực lực chân thật kết quả như thế nào, hắn cực kỳ giỏi về ẩn núp và bố trí, hắn trên đầu, có một kiện nghịch thiên pháp bảo, ở 33 thiên hồng mông chí bảo bên trong, xếp hạng thứ nhất, kiều bích lạc hoàng tuyển đồ, đây là đã từng thời đại thượng cổ, luân hồi chi chủ pháp bảo. Luân hồi chi chủ pháp bảo, bích lạc hoàng tuyển đồ. Nghe thiên cơ đạo nhân mà nói, Diệp thần hoàn toàn kinh hãi, tim đập được kịch liệt hơn. Luân hồi chi chủ, là thời đại thượng cổ thần quốc đệ nhất cường giả, lại là ở thượng giới và vực ngoại lưu lại rất nhiều truyền thuyết, hắn chấp trưởng lục đạo luân hồi, vậy bích lạc hoàng tuyển đồ, là hắn hạch tâm pháp bảo, bên trong nước suối vàng, có thể tẩy chư thiên vong hồn trí nhớ, cầm người biến thành một tờ giấy trắng, vô trần vô cấu,
lại vào luân hồi chuyển kiếp, có chấn định thiên luân, uy ninh tứ biển oai, vô cùng lợi hại. Thiên Cơ đạo nhân giọng bên trong, mang một chút ngưỡng mộ, hiển nhiên là bội phục luân hồi chi chủ phong thái. Nhưng hắn cũng không biết, luân hồi chi chủ người thừa kế, ngay tại hắn trước mắt. Diệp Thần nghe xong Thiên Cơ đạo nhân một phen, đầu kịch chấn, các loại nhân quả tầng tầng mở ra. Hắn mau chóng tỉnh ngộ, mình kiếp trước, trừ lục đạo luân hồi pháp, còn có một lá bài tẩy, đó chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cùng trời cuối đất là mảnh thiên địa này tới giữa, đáng sợ nhất, nhất pháp bảo lợi hại một trong, có thể tẩy chư thiên vạn giới, nơi có sinh linh trí nhớ, hết thảy nhân quả tội nghiệt, cũng có thể toàn bộ cọ rửa sạch sẽ, để cho người biến thành một tờ giấy trắng, chuyển thế đầu thai sau đó, cũng sẽ không nhớ lại chuyện của kiếp trước tình. Ở thời đại thượng cổ, luân hồi chi chủ muốn nắm giữ thiên địa, thành lập công đức giáo hóa, lấy lúc còn sống công đức, phán định người sau khi chết luân lý, thiện giả đầu thai giàu sang, cả đời cơm áo không lo, người ác rơi vào nghèo khổ, thậm chí lâm vào là heo cẩu súc sinh, không được siêu thoát. Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, chính là tẩy địch nhân trí nhớ, để cho người biến thành giấy trắng, thuận lợi chuyển thế chỗ mấu chốt. Luân hồi chi chủ chết sau đó, vậy Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, cũng không biết rơi vào phương nào, sư thúc, người có thể còn nhớ Bạch Hổ. Thiên Cơ đạo nhân đột nhiên hỏi. Bạch Hổ, ta tự nhiên nhớ, hắn và Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ có liên quan. Diệp Thần âm thầm ngạc nhiên, Bạch Hổ là Bạch Hổ đoạn hồn đao khí linh, đã từng và hắn cũng có khá nhiều ân oán, cuối cùng bị hắn đánh chết, ném cho tiểu hoàng cắn nuốt. Để cho hắn ấn tượng nhất sâu sắc, chính là Bạch Hổ học trộm qua tinh đế hạo nhiên khí. Hắn lần đầu tiên thấy được tinh đế hạo nhiên tức giận uy thế, cũng không phải ở Hiên Viên Mặc Tà trên mình, mà là ở Bạch Hổ trên mình. Không sai, hắn du lịch bốn phương, tình cờ phát hiện Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ tung tích, nhưng mình không có năng lực thu lấy, liền cầm điều bí mật này, nói cho Hiên Viên Mặc Tà. Hiên Viên Mặc Tà khí vận ngút trời, nhưng là thuận lợi lấy được rồi Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, còn lĩnh ngộ một chút Hoàng Tuyền Đại Đạo Diệu Pháp, đây là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Hoàng Tuyền Đại Đạo, so với tinh đế hạo nhiên khí, sùng quang thần hà cung, cũng lợi hại hơn. Ngươi cũng nên cẩn thận. Thiên Cơ đạo nhân ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nói một hơi như thế nhiều, gương mặt càng ngày càng trắng bệch. Diệp Thần hoàn toàn kinh hãi, khó trách Bạch Hổ học trộm tinh đế hạo nhiên khí, Hiên Viên Mặc Tà cũng không có trách phạt hắn, nguyên lai hắn đã từng lập được công lớn, để cho Hiên Viên Mặc Tà lấy được Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Cũng khó trách Hiên Viên Mặc Tà dã tâm lớn như vậy, lại muốn phi thăng thượng giới, khiêu chiến nữ hoàng mũi nhọn, nguyên lai hắn trên đầu, lại có xếp hạng thứ nhất Hồng Mông Chí Bảo. Thiên Cơ tiền bối, đa tạ cho nhau biết. Diệp Thần ngưng tiếng nói cảm ơn, Thiên Cơ đạo nhân tình báo này, đối với hắn vô cùng trọng yếu. Chỉ muốn đoạt lại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, lại phối hợp lục đạo luân hồi pháp, hắn thực lực tuyệt đối muốn đột nhiên tăng mạnh. Cùng tiểu hoàng bên kia, cứu ra Nhược Tuyết, chúng ta liền có thể đi. Diệp Thần ánh mắt nhìn về Thiên Đạo Cung Sơn Môn, hắn và tiểu hoàng chia binh hai đường, hắn cứu Thiên Cơ đạo nhân đồng thời, tiểu hoàng vậy bí mật đi hầm giam, đi cứu Vãn Hạ Nhược Tuyết. Mà Thiên Đạo Cung bên trong, Hiên Viên Mặc Tà và Mạc Huyết Minh, đấu được khó phân nan giải, trong thời gian ngắn, sợ rằng không phân được thắng bại. Mắt gặp Thiên Cơ đạo nhân bị bắt đi, Hiên Viên Mặc Tà trong nội tâm, nhưng là đặc biệt tiêu đốt, âm thầm truyền ra thanh âm, quát lên. Bi Thiện Đại Sư, cho ta đuổi giết Diệp Thần, đoạt lại Thiên Cơ đạo nhân. Sau khi chuyện thành công, ta ban cho ngươi một món thánh tổ chân nguyên, có thể bảo ngươi đột phá chí thánh tổ cảnh, nghịch thiên cải mệnh. Thanh âm truyền ra, ở Thiên Đạo Cung Sơn Môn vùng lân cận, Bi Thiện Đại Đế nhất thời trong lòng động một cái. Hắn tu vi, là thần đế cảnh giới, khoảng cách thánh tổ cảnh, chỉ có một bước xa. Nhưng bước này chênh lệch, nhưng là rãnh trời hồng câu, không biết muốn khổ tu nhiều ít năm. Mà hiện tại, Hiên Viên Mặc Tà hứa hẹn, chỉ cần hắn đoạt lại Thiên Cơ đạo nhân, là có thể lấy được một món thánh tổ chân nguyên ban thưởng, có thể bảo hắn nghịch thiên đột phá. A-di-đà Phật, Hiên Viên đại nhân đợi lão nạp thật dày, đại nhân có phân phó, lão nạp tự nhiên không thể thoái thác. Bi Thiện Đại Đế xa xa hướng Hiên Viên Mặc Tà thi lễ một cái, chợt kim cương trừng mắt, chán ý định giết người bùng nổ, bước chân bay vút, hướng Diệp Thần đuổi giết đi. Hừ, cái này lão lừa ngốc, không thấy thỏ không thả ưng. Hiên Viên Mặc Tà nội tâm âm thầm mắng, nếu như không phải là hắn trên đầu,
đã không người nào có thể dùng, hắn cũng sẽ không cắt cử Bi Thiện Đại Đế ra tay. Ngay lập tức, Bi Thiện Đại Đế giết tới Diệp Thần trước mặt, sử dụng Hy Nhật Thiên Thư phù chiếu, ngưng mà không phát, quát lên, to gan nghịch tặc, mau giao ra Thiên Cơ đạo nhân, còn có Lục Dương Thần Hỏa Giám, lão nạp tha ngươi không chết. Nếu không lão nạp một đạo Hy Nhật phù chiếu chân áp xuống đi, tất kêu ngươi gần cốt đốt nứt ra, hóa thành bụi bặm. Ha ha ha, lão lừa ngốc, lại dám uy hiếp đại ca ta. Hỏi qua ta bàn cổ đại đế chưa? Diệp Thần còn không có trả lời, trên bầu trời, nhưng là có một đạo vang dội cười tiếng vang lên. Một đạo như lửa bóng người, tựa như chiếu sáng thương khung. Viêm Khôn bóng người, uy vũ đường đường, từ trên trời hạ xuống. Viêm Khôn. Diệp Thần ánh mắt vui mừng, chỉ cảm thấy Viêm Khôn hơi thở, so với trước kia không biết lợi hại nhiều ít, đã đến thiên thần cảnh tầng 8, hiển nhiên lịch luyện kết thúc, Càn Khôn thần tộc huyết mạch, đã toàn bộ hồi phục. Đại ca, ta tới bảo vệ ngươi. Phần Giã Thiên Tinh Bạo, cho ta trấn áp. Viêm Khôn ngửa mặt lên trời hét lớn, bàn tay một chấn, từng luồng huyết khí ngưng tụ, hóa thành một viên long lanh trong suốt huyết hạch. Hạ một sát, huyết hạch nổ, đưa tới ngập trời đợt khí, hung hăng hướng Bi Thiện Đại Đế lướt đi. À, Phần Giã Thiên Tinh Bạo, Càn Khôn thần tộc bí kỹ. Bi Thiện Đại Đế mặt liền biến sắc, cũng nghe qua Phần Giã Thiên Tinh Bạo lợi hại, cái này bí kỹ ngưng huyết nổ, uy lực lớn, đủ để bạo diệt sơn hà, đốt diệt thiên giã, quả thực là vô cùng lợi hại. Hy Nhật Thiên Thư, sắc. Bi Thiện Đại Đế không dám thở ơ, lập tức thúc giục Thiên Thư phù chiếu cháy, nhưng hóa thành một vòng kinh khủng mặt trời, từ từ bay lên không. Oanh! Viêm Khôn Thiên Tinh Bạo, nổ ở nơi này bánh xe mặt trời bên trên, nhất thời nổ lên ngập trời lưu hỏa, vô số viêm mang không ngừng cổn đáng, trên trời dưới đất tựa hồ trở thành biển lửa, từng luồng màu đỏ ánh mặt trời cuộn sạch bốn phía. Diệp Thần ôm Tử Ngưng, mang Thiên Cơ đạo nhân, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn cũng không có ra tay, bởi vì Hiên Viên Mạc Tà và Mạc Huyết Minh, đều là ngập trời uy hiếp, hắn muốn cất giữ đủ thực lực, lấy đối phó không thay đổi. Đại ca, ta tới ngăn lại hắn, ngươi cứ yên tâm. Viêm Khôn hăm hở, từ trên trời hạ xuống sắp xuống, từng luồng huyết khí ngưng luyện, hóa thành chiến đao, hung hăng đi Bi Thiện Đại Đế bổ tới. Hắn tu vi, mặc dù so Bi Thiện Đại Đế kém một tầng, nhưng vì bảo vệ Diệp Thần, nhưng là chết trận không tiếc. Hừ, chính là thiên thần cảnh tầng 8, lại dám cùng lão nạp là địch. Tự tìm cái chết. Bi Thiện Đại Đế hừ một tiếng, liều mạng thúc giục Hy Nhật Thiên Thư, từng luồng kinh khủng nguyên khí, mang nóng rực thần mặt trời uy, điên cuồng cuộn sạch ra. Lão lừa ngốc, ta bàn cổ đại đế, sợ gì đánh một trận. Viêm Khôn ánh mắt sắc bén, không sợ chút nào, lại đón Hy Ngày Nguyên Quang, bước nhanh trước sông lên, một đao hướng Bi Thiện Đại Đế chém tới. Rào 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 rào. Ở Hy Nhật Thiên Thư nghiền ép hạ, Viêm Khôn ra, nhất thời bị nướng rạn nứt, cả người đỏ bừng, hình dáng đặc biệt đáng sợ. Nhưng mà, hắn vẫn còn không có trả xúc, đại đao bổ về phía Bi Thiện Đại Đế đầu lâu. Cái này người điên. Bi Thiện Đại Đế gương mặt chấn động, lật đật lui về phía sau. Quỷ dữ, thiên tê, nhanh tới tương trợ. Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, biết rõ Bi Thiện Đại Đế lợi hại, lúc này kêu gọi U Oanh Quỷ Dữ và Kim Loan Thiên Tê trợ chiến. Hống. Một tiếng động trời thú hống truyền ra, ngay sau đó là đất rung núi chuyển rậm chân tiếng, chỉ gặp U Oanh Quỷ Dữ, xách trước Kim Loan Thiên Tê, nhanh chóng chạy tới hiện trường. Không tốt. Bi Thiện Đại Đế mặt liền biến sắc, liền gặp Kim Loan Thiên Tê xông lên đụng tới, thanh thế lớn, đơn giản là trời long đất lỡ, hắn không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau tránh. Hô, đa tạ đại ca. Có U Oanh Quỷ Dữ và Kim Loan Thiên Tê tương trợ, Viêm Khôn áp lực lớn giảm, nhất thời tinh thần phấn chấn. Lập tức một người hai hung, liên thủ đánh ra, và Bi Thiện Đại Đế chiến đấu chung một chỗ. Bi Thiện Đại Đế lấy một địch ba, nhưng dựa vào Hy Nhật Thiên Thư, lại còn miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong. Diệp Thần thầm kinh hãi, trong truyền thuyết Thiên Thư, quả nhiên là không nói phải trái mạnh mẽ. Thật may Bi Thiện Đại Đế trên tay, chỉ là một đạo phù chiếu, cũng không phải là Hy Nhật Thiên Thư bản thể. Nếu như hắn xem Hạ Nhược Tuyết như vậy, hoàn toàn lĩnh ngộ Thiên Thư bí ẩn, Viêm Khôn ba người sẽ không có chút nào phần thắng. Dừng một chút, Diệp Thần nhìn một chút Tử Ngưng. Tử Ngưng trên đầu, cũng có một quyển Thiên Thư, nếu như nàng có thể lãnh ngộ,
không biết sẽ cường đại đến cái gì bước. Đáng chết! Mà xa xa, Thiên Đạo Cung bầu trời, Hiên Viên Mạc Tà thấy Bi Thiện Đại Đế bị nghẹt, nhất thời cắn răng, hắn bị Mạc Huyết Minh kéo, nhưng là không thể phân thân. Hắn ngược lại là rất muốn thoát thân, đuổi theo giết Diệp Thần, nhưng cao thủ tỉ thí, mỗi một chiêu đều liên lụy sống chết, nếu như ai có thể tiến thối tự nhiên, là có thể tùy tiện giết chết đối phương tánh mạng, há có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Y Văn Đại Đế, ngươi không phải nói phải đối phó Mạc Huyết Minh sao? Làm sao không gặp động thủ? Hiên Viên Mạc Tà cướp công mấy chiêu, đều không thể thoát thân, lập tức nghiêm túc tiếng quát to, nhìn về một bên Ý Văn Đại Đế. Lúc này Ý Văn Đại Đế, đứng ở Xích Huyết Lôi Nha trên sống lưng, ánh mắt mang theo một chút mờ mịt và rung động. Mạc Huyết Minh hạ xuống, vậy ngập trời tu la uy thế, đơn giản là muốn nghiền ép hết thảy, hắn thật sâu chấn động, chỉ cảm thấy ở Mạc Huyết Minh trước mặt, mình chân thực quá mức nhỏ bé, cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Đây cũng không phải là thuộc về hắn thời đại. Nhưng hắn đã đáp ứng, coi như hợp lại hết tánh mạng, cũng phải chém chết Mạc Huyết Minh. Cái này một tí, Hiên Viên Mạc Tà đòn cảnh tỉnh, Ý Văn Đại Đế mau chóng tỉnh ngộ. Thôi, thánh nhân chi đạo, biết rõ không thể làm mà thôi. Ý Văn Đại Đế ánh mắt, bỗng nhiên đổi được ác liệt đoạn tuyệt, lại cũng không có vẻ mờ mịt. Hắn huy động nhân hoàng bút, ở trong hư không, thiết họa ngân câu, buộc vòng quanh một cái thánh chữ. Thoáng chốc tới giữa, khoáng đạt thánh nhân hơi thở, ở trên người hắn từng tầng một tràn ngập ra, đầu bút lông múa gian, một khoản như điện, hướng Mạc Huyết Minh đâm đánh tiếp. Xuy xuy xuy, Mạc Huyết Minh hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy sau lưng tiếng xé gió nhanh cấp, vội vàng ngự kiếm đón đỡ. Ý Văn Đại Đế, ngươi không phải ta địch thủ, mau thối lui, ta không bị thương tính mạng ngươi. Mạc Huyết Minh ánh mắt lãnh khốc, ngưng mắt nhìn Ý Văn Đại Đế. Hắn là thánh tổ cảnh hậu kỳ cao thủ, mà Ý Văn Đại Đế chỉ là thánh tổ cảnh nhất tầng thiên, hoàn toàn không phải là địch thủ của hắn, bất quá hắn phải đối phó Hiên Viên Mạc Tà, nhưng không nghĩ phân tâm. Tà ma ngoại đạo, hôm nay bản thánh cho dù vừa chết, cũng sẽ không mặc cho ngươi cản rỡ. Nữ hoàng phù chiếu, sắc. Ý Văn Đại Đế quát lên một tiếng lớn, lại là trực tiếp sử dụng nữ hoàng phù chiếu. Từng tia màu tím số mệnh hơi thở, nhất thời ở trên người hắn nổ lên, đúng cần thanh thiên nhân hoàng bút, cũng toát ra chói mắt ánh sáng rực rỡ, hơi thở bạo tăng. Cái gì, lại là nữ hoàng phù chiếu? Mạc Huyết Minh trợn to hai mắt, hắn chỉ biết là Ý Văn Đại Đế là Thiên Đạo Cung người giúp, lại không tra được hắn nguyên lai cầm nữ hoàng phù chiếu. Trọng yếu như vậy tình báo, Thiên Lang tự nhiên không thể nào nói cho hắn. Suy, Ý Văn Đại Đế vung lên bút. Đầu bút lông sen lẫn ngập trời vận mệnh nước lũ, ùng ùng nghiền ép tới, thật là làm người ta nghẹt thở. Mạc Huyết Minh hít sâu một hơi, không dám khinh thường, phân ra một cái thanh phi kiếm, lật đật ngăn cản. Có Ý Văn Đại Đế tương trợ, Hiên Viên Mạc Tà áp lực suy giảm, vèo một tiếng, phóng lên cao, thẳng hướng Diệp Thần bay đi. Diệp Thần, đi mau. Mạc Huyết Minh nổi giận gầm lên một tiếng, muốn kéo Hiên Viên Mạc Tà, nhưng có Ý Văn Đại Đế cản trở. Hắn vậy không có biện pháp. Hiên Viên Mạc Tà hoàn toàn thoát khỏi dây dưa, nhanh chóng như điện, ngay tức thì đi tới Diệp Thần đỉnh đầu bầu trời. Ông ông ông! Từng vòng tinh thần chói lọi, ở Hiên Viên Mạc Tà quanh thân quanh quẩn, trên trời dưới đất, khắp nơi hiện đầy ánh sao, chín tầng trời thương khung, vô số vũ trụ tinh thần, nguyên từ cực quang khí tượng, không ngừng cút trào. Mạnh mẽ, vô địch, khoáng đạt uy áp, từ chân trời ào ào rơi xuống. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, chỉ cảm thấy khí cơ trệ chất, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Đối mặt Hiên Viên Mạc Tà chân thân, hắn chỉ cảm thấy mình là một con kiến hôi. Cảnh giới chênh lệch, thực sự quá lớn. Tử ngưng, đi mau. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần vung tay lên, một đạo kinh lực quét ra, đem Tử ngưng và Thiên Cơ đạo nhân, cũng xa xa đưa đi. Ha ha, muốn đi, cho ta chết. Hiên Viên Mạc Tà cười lạnh một tiếng. Bàn tay một quyển, vừa muốn đem Thiên Cơ đạo nhân bắt trở lại. Hiên Viên Mạc Tà, người địch thủ là ta. Sư tôn, mượn ta lực lượng. Xích Trần thần mạch, mở. Diệp Thần liền liền chợt quát, tung người bay vút lên lên, bàn tay toát ra đạo đạo kim quang sôi trào gian, ngưng tụ thành một đạo canh kim vách sắt, ngăn ở Hiên Viên Mạc Tà trước mặt. Thằng nhóc, hôm nay đối kháng Hiên Viên Mạc Tà, sống chết một phát, ngươi ngàn vạn lần đừng chết à. Luân hồi mộ địa bên trong,
Tô Nhược Hy thanh âm ôn hòa, sau đó đem mình lực lượng, không giữ lại chút nào, toàn bộ truyền đến Diệp Thần trong cơ thể. Ha ha, thằng nhóc, chúng ta những thứ này lão xương, vẫn chờ ngươi đi giải cứu, đáp ứng ta, nhất định phải còn sống. Thương sóng lưu ly ly, cho ta hiến tế. Thái cổ đan tôn cởi mở cười một tiếng, ngược lại là khá là rộng rãi, đem tự thân toàn bộ lực lượng, cũng bơm vào cho Diệp Thần. Đồng thời, bàn tay hắn vung lên, phương xa giới vực thành phương hướng, thanh ra trong phòng kho, vậy thương sóng lưu ly ly phá không bay ra, ngay tức thì biến dạng hư không, đến thiên đạo cung bầu trời, trực tiếp bị hiến tế, bộc phát ra một chùm ảnh sáng chói màu xanh ra trời thần quang, toàn bộ lạc ở Diệp Thần trên mình. Làm xong hết thảy các thứ này, thái cổ đan tôn bóng người, nhanh chóng nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Mà Tô Nhược Hy, cũng không ngoại lệ, hoàn toàn tiêu tản mát, chỉ lưu lại một cái cổ dương. Nương tử, đợi ta một chút. Phong ma tôn giả cổ Hàn Lâm, thấy Tô Nhược Hy tiêu tán, phát ra bi thương thanh âm quyết tuyệt, vậy cháy hết mình tất cả năng lượng, đi theo Tô Nhược Hy tiêu tán đi. Hắn ban đầu bị thương nặng, ở lại sát kiếm bên trong, đi qua nhiều ngày điều dưỡng, đã khôi phục một phần chia lực lượng, nhưng giờ khắc này, hắn nhưng là không giữ lại chút nào, tất cả lực lượng cháy, đi theo Tô Nhược Hy chết. Hai người bọn họ ước định chính là cùng nhau sinh, cùng chết, cùng xuất hiện ở luân hồi mộ địa, cũng phải cùng nhau hoàn toàn biến mất. Dù là bọn họ chỉ là một đạo thần niệm. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc, mà Diệp Thần, lấy được ba vị sư tôn tương trợ, còn có thương sóng lưu ly ly hiến tế năng lượng, cả người gân cốt nổ tung, hơi thở ổn định leo lên, bộc phát ra vô cùng cuồn cuộn thần uy. Đây là Diệp Thần lực lượng trình độ cao nhất. Tuy không thuộc về Diệp Thần, tuy không so ngắn ngủi, nhưng đủ để có tư cách chống lại trước mắt. Ồ, Hiên Viên Mặc Tà có hơi kinh ngạc, chỉ cảm thấy ngay lập tức, Diệp Thần hoàn thành lột xác, đổi được vô cùng mạnh mẽ, sợ rằng phổ thông thánh tổ cảnh sơ kỳ cao thủ, đều phải bị hắn chém chết. Các vị sư tôn, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, xích trần thần mạch mở đến mức tận cùng, tầng tầng canh kim chói lọi, sáng chói lóa mắt. Phịch, Hiên Viên Mặc Tà ngút trời nhất kích, hung hăng đánh vào canh kim vách sắt trên. Rào, vách sắt bể tan tành, hóa thành đầy trời lưu quang tiêu tán. Phốc xích, Diệp Thần ngửa mặt lên trời phun ra máu tươi, chỉ cảm thấy lực phản chấn to lớn, lại là trực tiếp bị thương. Đây chính là Hiên Viên Mặc Tà lực lượng. Diệp Thần hoàn toàn ngây ngẩn, xích trần thần mạch, được gọi là lực phòng ngự mạnh nhất thần mạch, hắn lại dung hợp cổ Hàn Lâm, Tô Nhược Hy, thái cổ đan tôn ba vị đại năng toàn bộ hơi thở, thậm chí còn có thương sóng lưu ly ly hiến tế hơi thở, vốn cho là có thể ung dung ngăn trở Hiên Viên Mặc Tà nhất kích. Nhưng không nghĩ tới, Hiên Viên Mặc Tà nhất kích hạ xuống, xích trần thần mạch phòng ngự vách sắt, lại là ngay tức thì bể tan tành, hắn vậy được nội thương. Mặc dù miễn cưỡng chặn lại, nhưng giá phải trả quá gian nan, quá khổng lồ. Ha ha, Diệp Thần, người thật sự là thần quốc ngàn năm qua mạnh nhất thiên kiêu, nhưng ta cảnh giới, có thể so với ngươi lợi hại hơn. Ngươi trước đây đối đãi bất quá là ta phân thân và thần niệm lực, đó bất quá là ta một chút lực lượng. Mà hiện tại, là ta chân thân, là ta toàn bộ lực lượng. Hiên Viên Mặc Tà lơ lửng ở trên trời, tựa như chúa tể chư thiên tinh thần, khí độ khoáng đạt muôn vàn. Ta chân thân hạ xuống, ngươi nhiều hơn nữa lá bài tẩy cũng không dùng, ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Hắn quan sát Diệp Thần, tựa như nhìn một con kiến hôi. Tinh đế hạo nhiên khí, cho ta trấn áp. Vung tay lên, một cái ngôi sao to lớn giấu tay, mang các loại tinh không bức họa, vũ trụ văn lạc, lăng không trấn áp xuống, hung hăng hướng Diệp Thần lướt đi. Hiên Viên Mặc Tà, lại có thể như vậy mạnh mẽ. Trần bia, phong bi, viêm bia, ám bia, bảo vệ. Diệp Thần hoàn toàn lộ vẻ xúc động, cái này một tí tự mình và Hiên Viên Mặc Tà giao thủ, hắn mới cảm thấy người sau cường giả, đơn giản là không thể chiến thắng. Hắn thực lực trước mắt, và Hiên Viên Mặc Tà so sánh, chân thực kém được quá lớn, người sau chỉ cần động một ngón tay, là có thể ung dung nghiền chết hắn, sẽ không so nghiền chết một con kiến khó khăn nhiều ít. Trừ phi hắn vận dụng lục đạo luân hồi pháp, nếu không không có chống lại có thể. Nhưng nếu như vận dụng lục đạo luân hồi pháp chiến đấu, khí tượng chập chờn quá lớn, tất nhất định sẽ đưa tới thượng giới và đế uyên điện nhìn chăm chú, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nguy cấp,
Diệp Thần đem 4 khối luân hồi huyền bi, toàn bộ sử dụng tới, bảo vệ tự thân. Hắn thức tỉnh lục đạo luân hồi pháp sau đó, vậy hoàn toàn luyện hóa cái này 4 khối luân hồi huyền bi, có thể trực tiếp vận dụng. 4 khối luân hồi huyền bi, như 4 tòa núi cao, còn quấn Diệp Thần thân thể, thả ra từng cơn chói lọi, bảo vệ hắn tánh mạng. Phá cho ta! Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt như điện, tinh thần đại thủ ấn không có chút nào xinh đẹp, hung hăng nghiền đè xuống. Ai dám đả thương nhà ta Diệp Bức Vương? Ngay tại lúc này, một đạo thanh thúy khẽ kêu tiếng vang lên. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh, biến dạng hư không, ngang nhiên hạ xuống. Dẫn đầu một người, nhưng là một cái cô bé, cả người tràn ra từng tia nặng nguyên khói độc, vô tận khói độc trải thiên bao phủ, diễn hóa thành một cái cột khói, điên cuồng hướng Hiên Viên Mặc Tà cuộn sạch đi. Kỳ Lâm. Diệp Thần ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, cô bé kia chính là Kỳ Lâm. Mà ở Kỳ Lâm sau lưng bóng người, chính là Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh tóc trên, cắm một chi ngọc châm, chạm trổ chu tước khắc hoa văn, còn có từng luồng tê hà đám mây. Lại là chu tước phi hà châm. Nàng vượt quá lấy được rồi chu tước phi kiếm, liền tê hà ngọc châm cũng nhận được tay, phi kiếm ngọc châm hoàn bích kết hợp, nhất thời khôi phục thượng cổ hồng mông uy nghiêm. Diệp Thần thiên nhãn thấy rõ, liếc mắt liền nhìn ra sau lưng một phần chia nhân quả, mơ hồ tới giữa, tựa hồ có giả thiên ma đế và huyết long bóng người, hai người ở vực ngoại tựa hồ có kỳ ngộ nào đó, tu vi mãnh vào, hai người lấy được Kỳ Tư Thanh kiếp trước vật, liền phái người cầm tê hà ngọc châm gửi vẫn còn cho nàng. Chu tước phi kiếm, tê hà ngọc châm, cũng vật quy nguyên chủ. Thượng cổ nữ võ thần lực lượng, cũng ở đây Kỳ Tư Thanh trong huyết mạch, dần dần hồi phục. Võ thần ý, hạ xuống ta thân. Kỳ Tư Thanh mắt đẹp ác liệt, bước liên tục bước ra, nhất thời gian, thiên địa sấm sét, bát hoang nếp sống, vô cùng vô tận phong lôi cuồng bạo, bốn phía hỗn loạn. Sau lưng nàng, nổi lên một đạo cổ xưa nữ võ thần hư ảnh, khoáng đạt, bàng bạc, thật lớn, coi trời bằng vung, nghịch thiên vô địch. Kiếm tới. Hạ một sát, Kỳ Tư Thanh thét mắng một tiếng, chu tước phi hà châm phá giết ra, hóa thành một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này, phía trên những in phi hà đám mây, có các loại tiên linh huyền khí, so với đơn thuần chu tước kiếm, không biết lợi hại hơn nhiều ít. Suy. Kỳ Tư Thanh tiêm vung tay lên, chu tước phi hà kiếm lăng không chém xuống, một đạo ngập trời kiếm mang lướt qua, phốc xích một tiếng, chỉ nhất kích, liền chặt đứt Hiên Viên Mặc Tà tinh thần đại thủ ấn. Tư Thanh, ngươi. Diệp Thần trợn to hai mắt, ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng nhìn Kỳ Tư Thanh. Hiển nhiên, lấy được chu tước phi hà châm, Kỳ Tư Thanh thu vi bão táp tiến mạnh, dựa vào thượng cổ nữ võ thần huyết mạch, lại có thể phá ra Hiên Viên Mặc Tà nhất kích, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Ừ, thượng cổ nữ võ thần, khí tức thật là cường đại. Hiên Viên Mặc Tà bộ dạng sợ hãi kinh hãi, không nghĩ tới nữ võ thần truyền nhân, lại là tự mình hạ xuống. Suy suy suy. Mà cùng lúc đó, Kỳ Lâm nặng nguyên khói độc, cũng là hung hãn giết tới. Kỳ Lâm tu vi, mặc dù xa xa kém hơn Hiên Viên Mặc Tà, nhưng cái này nặng nguyên khói độc, nhưng là giữa thiên hạ lợi hại nhất khói độc, có đặc biệt kinh khủng kịch độc hiệu quả. Hiên Viên Mặc Tà không dám khinh thường, tinh đế hạo nhiên khí chấn động, lật đật xua tan khói độc xâm nhập. Mà Kỳ Lâm và Kỳ Tư Thanh, cũng bay đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Bức Vương, không có sao chứ? Kỳ Lâm kéo Diệp Thần tay, bĩu môi nói, hừ, làm sao có thí sư đại hội cái loại này việc lớn, đều không kêu ta cùng đi. Nghe vậy, Diệp Thần nhưng là bật cười khanh khách, thí sư đại hội vô cùng nguy hiểm, hắn nhưng không nghĩ Kỳ Lâm và Kỳ Tư Thanh xảy ra chuyện. Hiên Viên Mặc Tà tu vi quá mạnh mẽ, chúng ta không phải địch thủ, đi mau. Một bên Kỳ Tư Thanh, ánh mắt nhưng là ngưng trọng, gương mặt hàng loạt trắng bệch, bước chân cơ hồ cầm nặn không yên, muốn từ trên bầu trời rơi xuống. Tư Thanh, cẩn thận một chút. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lật đật đỡ nàng nhu nhược thân thể. Hiển nhiên, lúc này Kỳ Tư Thanh, đặc biệt yếu ớt. Nữ võ thần lực lượng, mặc dù vô cùng cường đại đến đủ để và Hiên Viên Mặc Tà tranh phong bước, nhưng Kỳ Tư Thanh, vậy không có biện pháp thời gian dài duy trì, chỉ có thể bạo gởi một cái ngay tức thì, thân thể liền chống đỡ không nổi nữa. Đi mau. Kỳ Tư Thanh thúc giục, nếu như không đi nữa, sợ rằng bọn họ ba người, cũng phải chết ở chỗ này. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này ôm Kỳ Tư Thanh, lại một nắm tay Kỳ Lâm, nhanh chóng chạy trốn xa đi.
Hiên Viên Mặc Tà muốn đuổi theo, nhưng kiêng kỵ nữ võ thần Thiên Uy, cũng không dám vọng động. Hắn nhưng là không biết, Kỷ Tư Thanh chỉ có thể bùng nổ ngắn ngủi thời gian, nếu như hắn đuổi giết đi lên, có thể ung dung giết chết Diệp Thần ba người. Đáng tiếc, hắn không dám lỗ mãng, dẫu sao, một cái nữ võ thần, lại phối hợp Diệp Thần, còn có một cái khí độc ngập trời nha đầu, hắn sợ rằng khó mà chống đỡ. Chẳng lẽ ta ngày hôm nay, chỉ như vậy thất bại? Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt mê mang, không dám tiếp nhận trước mắt thực tế. Hắn hao phí thiên đại khổ tâm, chính là vì hôm nay thí sư đại hội, nhưng không nghĩ tới, lại có thể rơi được thảm như vậy loãng thu tràng, như thế nào có thể đủ cam tâm. Mà lúc này, Tiểu Bạch cưỡi Tiểu Hoàng, đang nhanh chóng chạy tới thiên đạo cung tù khốn hầm giam bên trong. Tiểu Hoàng, đi bên này. Không phải bên này rồi, là bên này, nhanh lên một chút nha. Tiểu Bạch kẹp hai chân, nắm kéo Tiểu Hoàng lông, líu díu, chỉ trỏ, nội tâm đặc biệt nóng nảy, chỉ muốn nhanh lên một chút cứu ra Hạ Nhược Tuyết. Nàng là Hạ Nhược Tuyết thú cưng, huyết mạch tương liên, một bước vào thiên đạo cung, liền bắt được Hạ Nhược Tuyết hơi thở. Chớ ồn ào, ta biết đường. Tiểu Hoàng lườm một cái, theo hầm giam càng ngày càng đến gần, hắn vậy bắt được Hạ Nhược Tuyết hơi thở, nhanh chóng chạy đạp đi. Thiên đạo cung đệ tử, phần lớn cũng ở bên ngoài, dọc theo đường đi, Tiểu Hoàng ngược lại không có đụng phải bao nhiêu người cản đường, có lẻ tẻ mấy cái thiên đạo cung trưởng lão, đều bị hắn trực tiếp giải quyết. Nếu như là trước kia, Tiểu Hoàng có thể phải ngay tức thì biến dạng, sẽ không lưu lại người sống, nhưng hiện tại, Tiểu Bạch cưỡi ở hắn trên sống lưng, chẳng biết tại sao, ở Tiểu Bạch trước mặt, hắn nhưng không nghĩ hổ giết người lung tung, tạo thành máu tanh hình ảnh. Rất nhanh, hắn chờ Tiểu Bạch, rốt cuộc đã tới hầm giam cổng vào. Là ai? Đột nhiên, Tiểu Hoàng ánh mắt cảnh giác, cảm nhận được chung quanh, cất giấu một đạo mịt mờ hơi thở. Hô! Hắn móng vuốt mãnh giết, con người chập chờn, hư không mơ hồ biến dạng, hung hăng nhất kích, hướng một phương hướng đánh tới. Suy, mà cái hướng kia, nhưng có một đạo bóng người, bỗng nhiên bay vút né tránh, chính là Thiên Lang. Đáng chết! Thiên Lang cắn răng, hắn phụng Hiên Viên Mặc Tà mệnh lệnh, chạy tới hầm giam bảo vệ, âm thầm dùng chui thiên bí mật đi thuật, che giấu ở thân hình, nhưng không nghĩ tới, lại bị Tiểu Hoàng khám phá, hắn muốn âm thầm ám sát đều không thể. Ừ, thế nào sẽ có như vậy đáng ghét hơi thở? Tiểu Hoàng trong mắt trầm xuống. Hắn dung hợp giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, còn cắn nuốt hoang cổ đế tiêu khí huyết, thực lực thật to tăng vọt, Thiên Lang che giấu thuật, tự nhiên không gạt được hắn. Nhưng ở Thiên Lang trên mình, hắn nhưng bắt được một chút quen thuộc mùi. Đó là hoang cổ đế tiêu hơi thở. Để cho hắn đặc biệt ghét. Bổn tọa niệm tình ngươi tu vi không dễ, không muốn giết ngươi, cho ta cút đi. Tiểu Hoàng hừ một tiếng, chịu đựng trong lòng chán ghét, có Tiểu Bạch ở chỗ này. Hắn chẳng muốn lạm khai sát giới. Thiên Lang sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy Tiểu Hoàng hơi thở, vô cùng cường đại, chân thực không phải mình có thể tương đương. Tinh đế phù chiếu, sắc. Trong lúc nguy cấp, Thiên Lang móc ra tinh đế kiếm phù, đột nhiên thả ra. Hắn tuyệt không thể lui về phía sau, bởi vì sau lưng chính là thiên đạo cung hầm giam bí địa, nếu như bị người xông vào, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thật may! Ở trên tay hắn có một tấm tinh đế phủ chiếu, hàm chứa Hiên Viên Mặc Tà lực lượng cùng với hơi thở, vô cùng cường đại. Suy suy suy, tinh đế phủ chiếu vừa ra, từng luồng kiếm khí, liền xen lẫn sáng chói tinh thần hơi thở, ngang nhiên xuyên qua hư không, hướng Tiểu Hoàng phá giết đi. Không tốt, Tiểu Bạch thấy kiếm khí tấn công tới, chỉ cảm thấy sức lực gió biến dạng, da phát đau, hù được nàng lật đật nằm xuống, siết chặt chẽ ở Tiểu Hoàng cổ, kêu lên Tiểu Hoàng. Mau tránh ra nha. Mạnh như vậy mãnh liệt kiếm khí, đủ để phá giết Sơn Hà, nàng không dám ngăn cản. Sợ cái gì, chút tài mọn, cũng dám ở diện tiền bổn tọa phô trương. Trừ phi Hiên Viên Mặc Tà đích thân tới, nếu không trong thiên đạo cung, không người là bổn tọa địch thủ. Tiểu Hoàng trong mắt bên trong, lộ ra cuồng ngạo vẻ, đạp một cái bước, tung người bay lên, móng vuốt mãnh kích ra, một đạo ác liệt chảo mang, hung hăng nghiền ép đi. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Vậy từng luồng kiếm khí, ở Tiểu Hoàng chảo mang nghiền ép hạ, nhất thời tiêu tán vô hình. Cái gì? Thiên Lang thấy một màn này, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hiên Viên Mặc Tà ban cho phù chiếu, coi như là thánh tổ cảnh nhất tầng thiên cao thủ, cũng không dám cứng rắn đụng mũi nhọn.
Nhưng là, tiểu hoàng một móng vuốt, liền hoàn toàn đánh nát phủ chiếu kiếm khí, không phí nhiều sức, đơn giản là vô địch. Tiểu hoàng, ngươi, điều này sao có thể? Nguyên lai ngươi mạnh như vậy sao? Thấy vậy, tiểu bạch hoàn toàn kinh hãi, không nghĩ tới tiểu hoàng thực lực chân chính, lại có thể như vậy đáng sợ. Hừ, bổn tọa cảnh giới, há là ngươi cái này con thỏ nhỏ có thể hiểu. Tiểu hoàng khinh thường hừ một tiếng, ngập trời yêu khí, từ trên người hắn bùng nổ, kinh khủng ác mộng hơi thở, như sóng biển vậy từng tầng một cuộn sạch đi ra ngoài. Nói bao nhiêu lần, người ta không phải con thỏ nhỏ, là thượng cổ thập hung đứng đầu, thái âm ngọc thỏ. Tiểu bạch nhéo một cái tiểu hoàng tông mao, hơi có điểm tức giận hình dáng. Mà thiên lang, ở tiểu hoàng ác mộng yêu khí dưới sự xung kích, chỉ cảm thấy trời long đất lở, khí cơ trệ chất, hoàn toàn không thể ngăn cản. Thái âm ngọc thỏ, sư tỷ, nguyên lai là ngươi. Thiên lang nghe tiểu bạch nói, một hồi hoảng hốt, ngưng thần cảm ứng dưới, quả nhiên cảm nhận được liền thái âm ngọc thỏ hơi thở. Hắn chân thân, cũng là thượng cổ đại hung, kêu ba mắt thiên lang, bàn về bối phận, thái âm ngọc thỏ là hắn sư tỷ. Bất quá, hắn cũng không có cảm ứng được thái âm ngọc thỏ tinh hồn hơi thở, hiển nhiên, ngày xưa thái âm ngọc thỏ, đã bị đoạt xác. Sư tỷ, con thỏ nhỏ, ngươi biết hắn, hắn là sư đệ của ngươi. Tiểu hoàng âm thầm cau mày, thu hồi trên người yêu khí, không có tổn hại thiên lang. Không biết nha, có thể trước kia là đi, bây giờ không phải là. Tiểu bạch bĩu môi, nàng đoạt xác thái âm ngọc thỏ thân thể sau đó, chỉ dung hợp bộ phận trí nhớ, còn có rất nhiều trí nhớ và huyết mạch năng lượng, không có thức tỉnh. Phải không, tốt lắm. Tiểu hoàng trong mắt chuyển động, trong lòng có quyết đoán, nâng lên móng vuốt, ngút trời yêu khí lại lần nữa bùng nổ, hướng thiên lang chấn áp xuống đi, muốn nhất kích chụp choáng váng. Thiên ma tan giã đại pháp, bảo. Mà thiên lang ánh mắt, nhưng là bỗng nhiên ác liệt, hai tay liền liền kết ấn, từng luồng ma khí, từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Thiên ma tan giã đại pháp, là thiên ma tộc bí kỹ, thân là hơn cổ đại hung, thiên lang tự nhiên đặc biệt tinh thông. Cái này một tí, hắn quyết tâm dẫn thể tự bảo, cũng phải ngăn trở tiểu hoàng, không để cho hắn đạp vào địa lao. Cung chủ đại nhân, ta tận lực. Ở sinh mạng cuối cùng, thiên lang nhớ lại hiên viên mặc tà tài bồi và tín nhiệm. Trong lòng từng cơn thổn thức, nhưng ánh mắt nhưng là đoạn tuyệt, hiển nhiên là ôm phải chết ý niệm, cũng phải ngăn lại tiểu hoàng. Trong cơ thể hắn, có hoàng cổ đế tiêu khí huyết, cái này một tí tự bạo, không chỉ là nổ mình thân thể, còn muốn nổ hoàng cổ đế tiêu hơi thở. Đáng sợ hơn phải, tiểu bạch trên thân thể, lại có thể vậy tràn ra từng tia ma khí, có tự bạo hình dáng. Ai yêu, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu bạch kinh ngạc nhìn mình thân thể. Chỉ gặp ma khí lượn lờ, tầng tầng không tiêu tan, trong cơ thể khí huyết kịch liệt chấn động, tựa hồ tùy thời có thể nổ. Sư tỷ, người theo ta tự bảo, chúng ta cùng chung lao tới hoàng tuyền đi. Thiên lang nhếch môi, lắc mình một cái, nhưng là lộ ra nguyên hình, hóa thành một đầu kinh khủng à chó sói, cả người lông đen nhánh, ma khí tràn ngập, trên trán mọc một viên một mắt, hình dáng đặc biệt khủng bố. Nguyên lai thượng cổ thập hung, huyết mạch tương liên, hắn muốn tự bảo. Có thể đem gần trong gang tấc tiểu bạch, vậy cùng nhau kéo xuống nước. Tiểu hoàng, cứu mạng nha. Tiểu bạch nhưng là hoàng hồn, chỉ cảm thấy cả người khí huyết, hoàn toàn không bị khống chế, lực lượng cuồng bạo tràn ngập toàn thân, thì phải nổ. Ngươi muốn tự bạo, có hỏi qua ta không? Tiểu hoàng ánh mắt như điện, hai con ngươi tản ra cực kỳ kinh người phù văn. Hắn lạnh lùng nhìn trời chó sói, hung hăng một móng vuốt chân áp, hào hùng ác mộng hơi thở tràn ngập ra. Chung quanh thiên địa hư không, lại có thể ngay tức thì gặp phải phong tỏa. Thiên lang muốn tự bạo, nhưng cả người khí cơ, ngay tức thì bị phong tỏa ở, căn bản nổ không ra. Tiểu bạch trên người ma khí, cũng là nhanh chóng lui tản mát. Ngươi. Thiên lang một mặt đờ đẫn, ngạc nhiên nhìn tiểu hoàng. Hắn biết tiểu hoàng mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới cường đại đến tình cảnh này, một móng vuốt nghiền ép thiên địa, phong tỏa hư không. Giam cầm người khí cơ mạch máu, đơn giản là vô địch. Hồ đồ ngu xuẩn, bổn tọa còn muốn lưu tính mạng ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tự tìm cái chết, vậy cũng trách ta không được, tiểu bạch, nhắm mắt lại. Tiểu hoàng trong mắt bên trong, sát khí mãnh liệt. À, tiểu bạch theo bản năng nhắm hai mắt lại. Hạ một sát, nàng nghe được móng vuốt phá không thanh âm, sau đó là thiên lang tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, cuối cùng là chiếm đoạt máu thịt thanh âm.
Cùng nàng mở mắt ra, lưu tại chỗ, chỉ có một vũng máu. Thiên lang, đã bị tiểu hoàng hoàn toàn đánh chết, hoàn toàn cắn nuốt. Tiểu bạch thân thể mềm mại run lên, đàng hoàng cưỡi ở tiểu hoàng trên sống lưng, cũng không dám lộn xộn nữa. Nàng rốt cuộc rõ ràng, mình dưới háng mãnh thú, có cường đại giường nào, khủng phố giường nào. Nàng một mực tung tăng, tiểu hoàng không theo nàng so đo mà thôi, một khi nghiêm túc, coi như thượng cổ thập hung toàn bộ hạ xuống, chỉ sợ cũng không phải là địch thủ của hắn. Đi, chúng ta đi vào. Tiểu hoàng nâng lên bốn chân, chờ tiểu bạch, vội vàng xông lên vào địa lao bên trong. Hầm giam bên trong, một phiến tĩnh mịch. Hạ Nhược Tuyết, bị tống giam ở chỗ này. Tiểu hoàng vốn cho là còn có thể ở chỗ này thấy luân hồi mộ địa đại năng. Nhưng là, hắn nhưng phát hiện nơi đây chỉ có Hạ Nhược Tuyết. Hiển nhiên ở Hiên Viên Mặc Tà xem ra, những cái kia bị kẹt cường giả giá trị vượt qua xa Hạ Nhược Tuyết. Lúc này mới ở thí sư đại hội mở sau đó, lần nữa rời đi. Nhược Tuyết cô nương. Tiểu hoàng ánh mắt ngưng trọng, hết thảy các thứ này nhìn như quá thuận lợi. Thuận lợi hắn cảm thấy từng tia không đúng. Tuyết tỷ tỷ. Tiểu bạch thấy được Hạ Nhược Tuyết, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, xoay mình nhảy xuống, vừa chạy một bên khóc, vò tới phòng giam trước. Nhưng cửa tù khóa chặt, nàng nhưng không vào được. Tiểu bạch, các ngươi làm sao tới? Hạ Nhược Tuyết tiểu tụy gương mặt, cũng là lộ ra vui mừng, lật đật đi lên, cách cửa tù, và tiểu bạch ôm thật chặt ôm. Nhược Tuyết cô nương, phụng chủ nhân mệnh lệnh, ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. Tiểu hoàng quanh thân linh khí chập chờn, một móng bỗng nhiên lộ ra, đánh mở cửa tù. Tuyết tỷ tỷ, ngươi không có sao chứ? Tiểu bạch khóc chạy vào đi. Xít sao ôm Hạ Nhược Tuyết, đầu ở trên người nàng ai ai xoa một chút. Không có sao. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng sờ tiểu bạch đầu, trên mình từng cái xiềng xích những ràng buộc, động tác khá là bất tiện. Tuyết tỷ tỷ, ta tới cứu ngươi. Tiểu bạch muốn tháo ra xiềng xích, nhưng phát hiện những thứ này xiềng xích, có tầng tầng cấm chế, cũng không phải tốt như vậy mở ra. Nguyệt nhận, phá. Nàng cắn răng, sử dụng thiên phú nguyệt nhận bí kỹ, chém ở trên ống khóa. Chanh một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, cũng không gặp chút nào hư hại. Đừng uổng phí khí lực, những thứ này xiềng xích là ngoài bầu trời tinh kim đúc, hơn nữa có thiên đạo cung đặc thù bố trí cấm chế, nếu như không có thiên đạo cung độc môn bí quyết, không thể nào cởi ra. Hạ Nhược Tuyết mở miệng nói. Tại sao có thể như vậy? Tiểu bạch khẽ cắn răng, vành mắt nước mắt yêu kiều, quay đầu nhìn tiểu hoàng, nói tiểu hoàng, ngươi như thế lợi hại, mau tới mau cứu Tuyết tỷ tỷ nha. Ừ, tiểu hoàng ngưng trọng gật đầu, chui vào phòng giam bên trong, một móng vuốt đánh vào trên ống khóa, chỉ cảm thấy khóa chất liệu, đặc biệt bền bỉ, hơn nữa phủ đầy cấm chế, muốn phá hủy, chân thực không dễ dàng. Cho dù là hắn, có chút phiền toái. Tiểu hoàng ánh mắt trầm xuống, Hạ Nhược Tuyết nói không sai, nếu như không có thiên đạo cung độc môn bí quyết, quả thực không dễ tháo ra. Tiểu hoàng, người vậy không có biện pháp sao? Chẳng lẽ chúng ta muốn một chuyến tay không? Tiểu bạch một mặt nóng nảy, Hạ Nhược Tuyết đang ở trước mắt, nàng lại không thể giải cứu ra đi. Ta có thể cháy máu tươi, bỏ ra điểm giá phải trả, hẳn có thể dung hết những thứ này xiềng xích, nhưng cần một chút thời gian, không thể bị người quấy rầy. Tiểu hoàng chỉ sợ phát sinh bất ngờ, thiên đạo cung cường giả rất nhiều, không biết bên ngoài tình huống chiến đấu như thế nào, nếu như hắn cháy máu tươi thời điểm, có cường giả xông tới. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Được, tiểu hoàng, ta vì ngươi hộ pháp, nếu như có người dám quấy rầy ngươi, ta liền giết hắn. Tiểu bạch ánh mắt đoạn tuyệt, trên mình tràn ra từng luồng ma khí, đi tới hầm giam bên ngoài, vững vàng coi giữ lối ra. Mới vừa bị thiên lang kích thích, thái âm ngọc thỏ bộ phận trí nhớ hồi phục, bữa trước ma tan giã đại pháp bí quyết, nàng đã nắm giữ. Nếu như có kẻ địch xâm phạm, nàng coi như tự mình hy sinh, cũng sẽ không để cho tiểu hoàng bị quấy rầy. Tiểu hoàng ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, con thỏ nhỏ, khổ cực ngươi. Chợt, hắn ánh mắt ngưng luyện, bắt đầu cháy máu tươi của mình, đi hòa tan những cái kia xiềng xích, chỉ có như vậy, mới có thể cứu ra Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết đối với Diệp Thần tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, đã đi đến bước này, vô luận bỏ ra giá bao nhiêu, hắn cũng sẽ đem người cứu ra ngoài. Mà lúc này, thiên đạo cung sơn môn bầu trời, Mạc Huyết Minh và Ý Văn Đại Đế chiến đấu, vậy mau thắng bại kết quả cuối cùng. Ý Văn Đại Đế dẫm ở Lôi Nha trên sống lưng,
vung bút cuồng quét, mượn nữ hoàng phù chiếu uy áp, đơn giản là muốn càn quét thiên địa, coi như là vậy thánh tổ cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng không đỡ được. Nhưng đứng ở trước mặt hắn, cũng không phải người bình thường, mà là thánh tổ cảnh hậu kỳ Mạc Huyết Minh. Cho một mình ngươi cơ hội, mau thối lui, tha ngươi không chết. Mạc Huyết Minh khí định thần nhàn, đối mặt Ý Văn Đại Đế tấn công, cũng không có nhiều ít áp lực hình dáng. Cảnh giới chênh lệch, thực sự quá lớn. Hắn là thánh tổ cảnh hậu kỳ, mà Ý Văn Đại Đế chỉ có thánh tổ cảnh nhất tầng thiên, cho dù có nữ hoàng phù chiếu, có vượt biên giới khả năng, cũng không phải là địch thủ của hắn. Bất quá, Mạc Huyết Minh không muốn cùng nữ hoàng nháo được quá căng, cho nên không nhúc nhích sát thủ. Hừ, tà ma ngoại đạo, hôm nay ta muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Ý Văn Đại Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng ác liệt, biết rõ Mạc Huyết Minh lợi hại, dựa hết vào nữ hoàng phù chiếu, tuyệt đối không có khả năng chiến thắng, chỉ có dùng sau cùng biện pháp, mới có cơ hội giết chết. Thiên ma tan giã đại pháp, bảo. Hắn quát lên một tiếng lớn, trên mình lại nổ lên tầng tầng ma khí, thì phải tan giã tự bảo, và Mạc Huyết Minh ngọc đá cùng vỡ. Thiên ma này tan giã đại pháp, là thiên ma tộc bí pháp, ở thời đại thượng cổ, Ý Văn Đại Đế diệt trừ thiên ma, tự nhiên vậy tiếp xúc qua môn thần thông này, rất đơn giản liền học biết. Ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, thiên ma tan giã đại pháp tu luyện độ khó thấp nhất, tư chất yêu cầu vậy đơn giản nhất, cơ hồ người người cũng có thể luyện, nhưng thi triển giá phải trả, nhưng là đặc biệt to lớn, muốn hy sinh tự bạo, chân thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Ha ha, cái này người điên, thật tan giã tự bạo, muốn cùng Mạc Huyết Minh lấy mạng đổi mạng, hay lắm, hay lắm. Xa xa, Hiên Viên Mạc Tà thấy một màn này, nhất thời cười lên. Hắn mới vừa gặp phải thượng cổ nữ võ thần đánh vào, tâm thần chính là suy sụp tinh thần, giờ phút này thấy Mạc Huyết Minh bỏ mạng ở tức, nhất thời tinh thần chấn động. Ý Văn Đại Đế muốn nổ tung, không chỉ là tự thân khí huyết, còn có thời đại thượng cổ tích lũy công đức, một khi nổ vọt lên, uy lực không cách nào tưởng tượng. Không tốt! Mạc Huyết Minh sắc mặt cuồng biến, một khi Ý Văn Đại Đế tự bạo, hắn tu vi thông trời, mặc dù sẽ không thật bị nổ chết, nhưng tuyệt đối phải bị thương nặng. Hiên Viên Mạc Tà mắt lom lom, chỉ cần hắn một tầng tổn thương, cái trước một kiếm chém chết, hắn liền không đỡ được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. U Tà Lục Hồn Phiên, cho ta trấn áp. Trong lúc nguy cấp, Mạc Huyết Minh vung tay lên, một mặt in đầu khô lâu đồ đằng, âm khí dày đặc lá cờ vải, đột nhiên phiêu bay ra. Khặc khặc, đông nghịt ma khí, từ lục hồn phiên bên trong phóng lên cao, ma khí bên trong, có vô số âm hồn ác quỷ, yêu ma ác phách. Không ngừng phát ra tiếng cười the thé, làm người ta rợn cả tóc gáy. Rào 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 rào. Âm phong thổi mạnh, ở giữa thiên địa, nhất thời âm u một phiến, trên bầu trời phủ đầy mây đen, ánh mặt trời đều bị che đậy, mênh mông bát hoang, chỉ có bóng tối quỷ khí. Cái này, đây là... U Tà Lục Hồn Phiên, đây là Đế Uyên Điện pháp bảo. Tại sao sẽ ở Mạc Huyết Minh trên tay? Xa xa, Diệp Thần thấy một màn này, ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Cái này lục hồn phiên, hắn trước kia là đã gặp, rõ ràng cho thấy Đế Uyên Điện pháp bảo, nhưng không nghĩ tới, giờ phút này lại có thể rơi vào Mạc Huyết Minh trên tay. Chẳng lẽ Mạc Huyết Minh, lại có thể và Đế Uyên Điện có hợp tác? Diệp Thần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, xem ra Mạc Huyết Minh sau lưng, len lén gạt mình, ngoài ra có mưu đồ. U Tà quỷ khí, diệt lục tinh hồn. Mạc Huyết Minh liền liền niệm chú, vậy U Tà lục hồn phiên. Hạ xuống đến Ý Văn Đại Đế trên đỉnh đầu, từng luồng oan hồn, điên cuồng bạo giết ra, quỷ khóc sói chu, hung hăng nhào tới Ý Văn Đại Đế trên mình. À! Ý Văn Đại Đế phát ra một tiếng hét thảm, thoáng chốc tới giữa, hắn thân thể, liền bị trăm ngàn cái ác hồn, trăm ngàn đầu ác quỷ, hung hăng quấn quanh. Vậy vô số ác hồn ác quỷ, không ngừng chiếm đoạt hắn chân nguyên, hắn cả người khí huyết, cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Không có đầy đủ khí huyết. Căn bản không thể thi triển thiên ma tan giã đại pháp. Thanh thiên nhân hoàng bút, phá cho ta. Sống chết trước mắt, Ý Văn Đại Đế ngoắc tay, cho đòi tới nhân hoàng bút, muốn phá vỡ lục hồn phiên giam cầm. Hừ, người bị ác quỷ triền thân, còn muốn sống. Cho ta chết. Mạc Huyết Minh hừ lạnh một tiếng, pháp quyết nặn động, đạo đạo linh khí thúc dục lục hồn phiên. Trong thoáng chốc, lục hồn phiên quỷ khí hừng hực, vậy tất cả ác quỷ lệ hồn, như phụ cốt chi thư. Như con kiến châu chấu, rậm rạp chẳng chịt đóng đầy Ý Văn Đại Đế toàn thân.
Ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian, Ý Văn Đại Đế liền hoàn toàn bị ác quỷ chiếm đoạt, tất cả khí huyết cũng tan tẫn, thành một cái khô héo hài cốt. Hiên Viên Mặc Tà, Diệp Thần các người, còn có trên mặt đất, rất nhiều Thiên Đạo Cung đệ tử, một đám tân khách, toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, đều sợ ngây người. Mới vừa còn đám người hỗn loạn, hoàn toàn tĩnh mịch một phiến, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Một đời đại đế, trong truyền thuyết thượng cổ thánh nhân môn đồ, lấy giáo hóa thiên hạ là nhiệm vụ của mình, có lớn hoài bão, lớn lý tưởng Ý Văn Đại Đế, lại có thể chỉ như vậy, sống sờ sờ bị ác quỷ chiếm đoạt, trở thành khô thi. Ô, vậy Thanh Thiên Nhân Hoàng bút, mất đi chủ nhân, phát ra một tiếng rên rỉ, từ bầu trời đánh mất, trùng trùng rơi xuống rơi trên mặt đất, thẳng tắp cắm lập, giống như giơ lên trời chi trụ, không ngừng chấn động ông minh, tựa hồ ở kêu rên. À, ma diễm tàn phá, thánh đạo không tích chữ. Ta không cam lòng sao? Nữ hoàng bệ hạ, thay ta trả thù, thay ta trả thù. Giết ta người, mạc huyết minh là ta. Từng đạo vang vọng thê lương thanh âm, ở trong hư không liền liền chấn động. Đây là Ý Văn Đại Đế còn sót lại ý chí, và thượng cổ công đức đồng tình, phát ra sau cùng tuyệt vọng bi tiếng. Ung ung, hắn thanh âm, cuồn cuộn truyền đạt, ở trên cao cổ công đức đồng tình hạ, trực tiếp truyền đến thượng giới đi. Mạc huyết minh sắc mặt chợt biến, hắn dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn, giết chết Ý Văn Đại Đế, lúc này, coi như là hoàn toàn đắc tội Huyền Cơ Nguyệt, nếu như sau này phi thăng thượng giới, sợ rằng Huyền Cơ Nguyệt sẽ không để cho hắn tốt hơn. Cái này Mạc huyết minh, không hổ là tu la chi chủ. Thủ đoạn thật là ác độc sao, thật là không phải là người. Sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết tâm ma chi chủ, mới có hắn như vậy tàn nhẫn. Ngày hôm nay hắn nếu như đánh bại Hiên Viên Mặc Tà, sợ rằng toàn bộ thần quốc, đều phải bao phủ ở hắn ma uy hạ. Trên mặt đất, mọi người xì xào bàn tán, thanh âm đều mang một chút khủng hoảng. Mạc huyết minh thủ đoạn, đích thực quá đáng sợ, giết người không sao cả, nhưng dùng ác như vậy cay thủ đoạn, ác quỷ triền thân, sống sờ sờ nuốt cắn người tánh mạng, đơn giản là táng tận thiên lương. Hừ, Mạc huyết minh thu hồi lục hồn phiên, cũng không có để ý người ngoài nghị luận. Hắn nếu tự phong tu la chi chủ, liền quyết định không chừa thủ đoạn nào, vậy muốn tiêu diệt hết thảy kẻ địch, cuối cùng chặt đứt tất cả nhân quả, phi thăng thượng giới, thoát khỏi con cờ vận mệnh. Rát! Ngay tại lúc này, một tiếng quạ đen kêu to, hòa lẫn lôi âm cuồn cuộn, bỗng nhiên vang tận mây xanh. Nhưng gặp Ý Văn Đại Đế thú cưng, đầu kia xích huyết lôi nha, ánh mắt đột nhiên đổi được tàn bạo, ngang nhiên đánh về phía Mạc huyết minh. Từng luồng ma khí điên cuồng từ xích huyết lôi nha trên mình tràn ngập ra. Ung ung. Hạ một sát, ma khí bùng nổ, đúng đầu xích huyết lôi nha, ở trên trời bên trong, nổ thành một đoàn mây hình nấm. Cuồng bạo khí lãng nổ, hung hăng hướng Mạc huyết minh nghiền ép đi. Không tốt. Mạc huyết minh sắc mặt cuồng biến, hắn sự chú ý một mực ở Ý Văn Đại Đế trên mình, nhưng bỏ quên xích huyết lôi nha tồn tại. Cái này một tí, xích huyết lôi nha mắt thấy chủ nhân chết thảm. Lại là lấy thân chết theo, sử dụng thiên ma tan giã đại pháp, liều mạng tự mình hy sinh, cũng phải nổ bị thương Mạc huyết minh. Mạc huyết minh rất rõ ràng, xích huyết lôi nha thực lực, mặc dù chỉ có thiên thần cảnh tầng 8, xa xa kém hơn Ý Văn Đại Đế, nhưng một khi tự bạo, hắn tuyệt đối phải bị nổ bị thương. Một bên Hiên Viên Mặc Tà, đang mắt lom lom, một khi hắn bị thương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phách đao phù chiếu, sắc. Trong lúc nguy cấp, Mạc huyết minh sử dụng một tấm phù chiếu, phù này chiếu phía trên, lại có từng tia thiên thư nguyên khí, không ngừng cổn đáng trước. Suy suy suy, phù chiếu sử dụng, một cái cầm hung mãnh phi đao, mang động trời thô bạo, ngay tức thì phá giết ra. Lại là phách đao thiên thư phù chiếu. Tên này, từ đâu tới thiên thư phù chiếu? Chẳng lẽ trong truyền thuyết phách đao thiên thư, lại có thể ở trên tay hắn? Mọi người thấy một màn này, nhất thời kinh ngạc. Phách đao thiên thư, là đao kiếm Nhật Nguyệt một trong bốn cuốn thiên thư, Nhật Nguyệt thiên thư đều ở đây Đế Uyên Điện bên trong, nhưng đao kiếm thiên thư, nhưng không có ai biết rơi ở phương nào. Giờ phút này Mạc huyết minh, đột nhiên sử dụng phách đao thiên thư phủ chiếu, quả thực kinh hãi tất cả người. Vậy một cái cầm phi đao, ngang trời chém chết, nhất thời đem xích huyết lôi nha tự bạo đợt khí, toàn bộ làm tan rã. Hô! Mạc huyết minh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng không có bị thương. Mà bên kia, hầm giam bên trong,
ở tiểu hoàng máu tươi cháy hạ, Hạ Nhược Tuyết trên người xiềng xích, rốt cuộc bị hòa tan. Nhược Tuyết cô nương, không sao chứ? Tiểu hoàng giọng có chút yếu ớt, hàng loạt máu tươi cháy, hắn cảm thấy mệt mỏi, cần thời gian điều dưỡng nghỉ ngơi. Tiểu hoàng, đa tạ ngươi, ta không sao, chúng ta đi nhanh đi. Hạ Nhược Tuyết đứng dậy, hoàn toàn thoát khỏi khóa trói buộc, khôi phục tự do. Bất quá, nàng bị tống giam lâu ngày, khí huyết gặp phải giam cầm, giờ phút này coi như thoát khốn, vậy là đặc biệt yếu ớt, không có chút nào sức chiến đấu. Tuyết tỷ tỷ, ngươi không sao. Tiểu Bạch vui mừng vạn phần, sải bước chạy vào. Tốt vô cùng vận khí, Thiên Đạo Cung phải làm trước đối phó Minh Điện, căn bản không có ai qua tới quấy rầy, tiểu hoàng rất thuận lợi liền cứu người thoát khốn. Ừ, chúng ta mau đi ra, và Diệp Thần hội hợp. Hạ Nhược Tuyết chăn thủ nhẹ một chút, lúc này cùng Tiểu Bạch cưỡi Tiểu Hoàng sống lưng, đảo mắt nhìn phòng giam một mắt, lẩm bẩm nói, đáng tiếc các vị tiền bối bị Hiên Viên Mặc Tà trước thời hạn rời đi, nếu không, có lẽ chúng ta còn có thể cứu đi Diệp Thần các vị sư tôn. Các tiền bối, các người yên tâm, không bao lâu, ta và Diệp Thần liền sẽ lại bước lên Thiên Đạo Cung, tiêu diệt hết thảy địch, cứu vãn các người đi ra ngoài. Lập tức Tiểu Hoàng chở Hạ Nhược Tuyết, Tiểu Bạch, nhanh chóng rời đi hầm giam, chạy tới và Diệp Thần hội hợp. Hắn tận lực tránh đại lộ, dọc theo đường mòn sông lên bay, dọc theo đường đi không có gặp phải cái gì ngăn trở, rất nhanh ra Thiên Đạo Cung Sơn Môn. Mà Diệp Thần, đã mang Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm, và Tử Ngưng, Thiên Cơ Đạo Nhân hội hợp, hắn xa xa thấy Tiểu Hoàng và Hạ Nhược Tuyết bóng người, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện, kêu lên. Tiểu Hoàng, Nhược Tuyết. Tiểu Hoàng chạy như điên tới, dừng lại ở bước chân, thở dốc một tiếng, nói. Chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Diệp Thần mừng rỡ gật đầu, ngươi làm rất khá. Lúc này đỡ Hạ Nhược Tuyết xuống, rất muốn ôm chặt lấy nàng, nhưng Kỷ Tư Thanh và Tử Ngưng đều ở đây cạnh, hắn không thể làm gì khác hơn là kềm chế tâm tình kích động, chỉ nắm tay nàng, nói. Nhược Tuyết, ngươi chịu khổ. Không có sao. Hạ Nhược Tuyết ôn hòa cười một tiếng, trong mắt nhưng hơi ửng đỏ, những ngày qua ở Thiên Đạo Cung lao ngục bên trong, lo lắng sợ hãi, hiện tại cuối cùng trốn bay lên trời, lần nữa thấy Diệp Thần, nàng nội tâm bên trong, lại là vui sướng, lại là ủy khuất, lại là đau khổ, tựa hồ có rất nhiều lời nói muốn kể lể. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, Thiên Cơ Đạo Nhân và Hạ Nhược Tuyết đều đã khoác cứu ra, chính là chạy trốn lớn thời cơ tốt. Mặc dù Thiên Cơ Đạo Nhân căn cơ bị tổn thương, nhận vì mình sắp chết. Nhưng Diệp Thần tự nhiên có biện pháp trợ giúp Thiên Cơ Đạo Nhân. Hắn thức tỉnh một phần chia luân hồi chi chủ đồ. Mặc dù chỉ là cực nhỏ một phần chia. Hơn nữa một khi thi triển, giá phải trả vậy sẽ khá là to lớn. Nhưng hắn vậy sẽ đem hết toàn lực bảo vệ cái này trợ giúp mình nhiều lần ông già. Nếu như không phải là bởi vì mình, đối phương cũng sẽ không rơi vào như vậy tình cảnh. Viêm Khôn, Lăng Thiên, phải đi. Còn có Mạc Huyết Minh, nên rời đi. Diệp Thần thanh âm truyền đi. Mạc Huyết Minh thực lực cường đại, Diệp Thần tuy khinh thường người này. Thậm chí có thể sẽ ở cuối cùng chu diệt người này là Thương Cổ Y Thần trả thù. Nhưng không có người này kéo Hiên Viên Mặc Tà, hắn cũng không khả năng cứu ra Thiên Cơ Đạo Nhân và Hạ Nhược Tuyết. Đối phương còn có giá trị. Viêm Khôn bên kia, vẫn còn ở và Bi Thiện Đại Đế kịch chiến, mà Diệp Lăng Thiên và Viêm Thiên Long Thần tướng đấu, cũng là khó phân nan giải. Hai người nghe được Diệp Thần mà nói, liền liền cướp công, chỉ muốn tìm được cởi chiến cơ hội. Mà Mạc Huyết Minh, đang cùng Hiên Viên Mặc Tà rằng co. U Tà Lục Hồn Phiên, Phách Đao Phù Chiếu, tên này, rốt cuộc còn có nhiều ít lá bài tẩy. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt âm trầm. Mới vừa Mạc Huyết Minh dùng trước lục hồn phiên, tiêu diệt Ý Văn Đại Đế, lại dùng phách đao phủ chiếu, đánh bại Xích Huyết Lôi Nha, rung động thật sâu hắn tâm thần. Hiển nhiên, Mạc Huyết Minh thủ đoạn, so hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều, hắn suy đoán không ra người trước thực lực chân chính. Mạc Huyết Minh mũi nhọn chính là ác liệt, nhìn Hiên Viên Mặc Tà tâm thần lay động hình dáng, nhất thời trong lòng động một cái, muốn, nếu như ta lúc này ra tay, giết hắn một cái bất ngờ không kịp đề phòng. Có lẽ có thể một lần hành động chân áp. Diệp Thần đứng ở đàng xa, bắt được Mạc Huyết Minh ý định giết người, nhất thời sắc mặt cuồng biến, truyền âm quát lên, Mạc đại nhân, không thể lỗ mãng. Đừng quên chúng ta kế hoạch, chỉ cứu người, không muốn hành động thiếu suy nghĩ.
hắn rất rõ ràng, Hiên Viên Mặc Tà thực lực, tuyệt đối không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy, người sau nhất định có lá bài tẩy, thậm chí còn có nhất nghịch thiên hồng mông chí bảo, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Nếu như Mạc Huyết Minh dám động thủ, ép Hiên Viên Mặc Tà, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng Mạc Huyết Minh, nơi nào nghe lọt? Cao thủ đối lập, tâm thần hơi có sơ sót, đều là chí mạng tồn tại. Hiện tại hắn thấy Hiên Viên Mặc Tà tâm thần hoảng hốt, chính là hắn xuất thủ lớn thời cơ tốt, một khi bỏ lỡ, đời này cũng không biết lại còn, có thể nói là ngàn năm một thuở. Tu La Hóa Huyết Cung, cho ta trấn áp. Mạc Huyết Minh trong mắt đột nhiên ác liệt, vung tay lên, cả người ma khí bùng nổ, một đạo máu màu đen tinh mang, phóng lên cao. Ung ung, hạ một sát, đúng phiến thương khung, ngay tức thì hóa thành một phiến đen nhánh, từng mảnh mây đen, che khuất bầu trời. Vô số bóng tối sấm sét đang điên cuồng toát ra, tí tách vang dội. Hô hô hô, trên trời dưới đất, nổi lên nhọn tiếng gió, từng trận quỷ kêu, từng trận gào khóc, không ngừng chấn động. Trên 9 tầng trời, có vô tận tu la quỷ bái, phát ra ngập trời ma âm, hỗn loạn sơn hà. Từng mảnh màu đen hoa sen, không ngừng sinh diệt, toát ra sáng chói ma hy, từng đạo địa ngục phù văn điên cuồng xen lẫn. Vào giờ khắc này, bầu trời tựa như thành địa ngục, tràn ra vô cùng quỷ dị khí tượng. Sau đó, một tòa nguy nga khổng lồ, toàn thân ma hy nổ tung cung điện, chậm rãi từ trên trời hạ xuống, mang bao phủ bát hoang mặt đất khí thế, một chút xíu chân áp xuống. Tòa cung điện này, có vô số tu la ác quỷ, vô số lệ hồn ma phách, đang không ngừng gầm thét múa lên, âm phong gào thét, quỷ khí từng cơn, làm người ta không lạnh mà run. Đây là Tu La Hóa Huyết Cung. Trong truyền thuyết Thiên Cung Ngũ Bảo, Tu La Hóa Huyết Cung. Không thể nào, như thế cường đại pháp bảo, Mạc Huyết Minh là làm sao luyện hóa. Trên mặt đất, mọi người thấy cung điện chậm rãi hạ xuống, toàn đều lộ ra kinh hãi sợ hãi thần sắc. Ở tòa cung điện này bao phủ xuống, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, mình tựa như một con kiến hôi, trong phút chốc sẽ bị chấn giết, không có chút nào sống sót có thể. Tu La Hóa Huyết Cung. Mạc Huyết Minh. Người lúc nào luyện hóa? Hiên Viên Mặc Tà nhìn chằm chằm Mạc Huyết Minh, cũng là một mặt khiếp sợ vẻ ngạc nhiên. Ở 33 thiên hồng mông chí bảo bên trong, Tu La Hóa Huyết Cung xếp hàng thứ 10, là truyền thuyết bên trong, địa phủ Minh Vương chỗ ở, có trấn áp sơn hà, nhiếp phục vạn ma oai, đặc biệt khó luyện hóa. Hắn lại không nghĩ rằng, Mạc Huyết Minh lại có thể luyện hóa thành công, cái này một tí thả ra ngoài, đơn giản là ma uy chấn thiên, kiêu căng cuồn cuộn, gần như vô địch. Ha ha, Hiên Viên Mặc Tà, ta từ chém tu vi, chính là vì luyện hóa ma cung, đem ngươi trấn áp. Mạc Huyết Minh ánh mắt lãnh khốc, bàn tay huy động gian, Tu La Hóa Huyết Cung ma uy dày đặc, lăng không chậm rãi hạ xuống, tốc độ tuy không tính là mau, nhưng trầm ổn phong phú, như thái sơn áp đỉnh, kêu người không thể ngăn cản. Từ chém tu vi, khó trách, khó trách. Hiên Viên Mặc Tà lẩm bẩm nói nhỏ, không nghĩ tới Mạc Huyết Minh có lớn như vậy quyết đoán. Dám từ chém tu vi, cũng phải luyện hóa Tu La Hóa Huyết Cung. Khó trách Mạc Huyết Minh hơi thở, so hắn thấp một cái cảnh giới nhỏ, nguyên lai tu vi đã sớm chém rất nhiều. Nhưng dựa vào Tu La Hóa Huyết Cung năng lượng, Mạc Huyết Minh chân chính sức chiến đấu, nhưng là chút nào không kém. Cung chủ đại nhân, chú ý. Một chỗ khác bầu trời, Viêm Thiên Long Thần kêu to. Nhưng mà, ở Tu La Hóa Huyết Cung bao phủ xuống, Hiên Viên Mặc Tà cả người khí cơ cũng bị phong tỏa, căn bản không thể ngăn cản. Hạ một sát, ma cung như núi, thanh thế thật lớn, hung hăng nghiền đè xuống. Cả tòa Tu La Hóa Huyết Cung, trùng trùng rơi vào trên quảng trường, tựa hồ thành Thiên Đạo Cung một tòa kiến trúc. Mà Hiên Viên Mặc Tà, cũng bị hoàn toàn trấn áp tại ma cung dưới, chút nào không thể nhúc nhích. Cung chủ đại nhân, Viêm Thiên Long Thần cả kinh thất sắc, trong con người tất cả đều là hoảng sợ. Diệp Lăng Thiên đang cùng hắn đánh nhau, gặp lòng hắn thần thất thủ, quát một tiếng, phá. Một nhát thương đâm ở hắn thân rồng trên. Phốc xích. Nhất thời, Viêm Thiên Long Thần thân thể chảy máu, mấy phiến vảy rồng đánh mất. Mà Diệp Lăng Thiên, cũng không có thừa thắng truy kích, mà là nhân cơ hội cởi chiến, nhanh chóng bay trở về Diệp Thần bên người. Điện chủ. Diệp Lăng Thiên chắp tay thi lễ. Diệp Thần nhưng là mặt đầy rung động hình dáng. Ngắm nhìn Thiên Đạo Cung phương hướng. Lúc này, Hiên Viên Mặc Tà hoàn toàn bị trấn áp, mà Tu La Hóa Huyết Cung, nhưng là rơi xuống đất mọc rễ,
vững vàng đứng sừng sững. Ta là Tu La chi chủ, tiêu diệt hết thảy địch. Mạc Huyết Minh hai tay cử thiên, liền liền ngâm sướng, từng luồng ma khí, như nước thủy triều vậy, từ Tu La hóa huyết trong cung tràn ngập ra, hướng toàn bộ Thiên Đạo Cung sơn môn, cuộn sạch đi. Còn có tất cả mãnh quỷ, tất cả Tu La lệ hồn, khặc khặc rít lên trước liều chết xung phong ra, ùn ùn kéo đến, bao phủ bốn phương. Quảng trường vùng lân cận, từng cái Thiên Đạo Cung đệ tử, dẫn đầu gặp phải mãnh quỷ Tu La đạp chết, từng cái miệng phun máu tươi, ngã xuống đất toi mạng. Một ít tu vi cường hãn đệ tử, còn có Thiên Đạo Cung trưởng lão, rối rít sử dụng pháp bảo, bảo vệ tự thân. Nhưng rất nhanh, vô tận ma khí như nước thủy triều, ngay tức thì cuốn tới. Ở ngập trời Tu La ma khí hạ, tất cả pháp bảo cũng mất đi ánh sáng, từng cái Thiên Đạo Cung cường giả gặp phải ma khí xâm nhập, cặp mắt mất đi thần quang, đổi được mê ly trống rỗng, da sinh ra thật dày chất sừng tầng, trên trán sinh ra một sừng, cuối cùng triệt để, mất đi linh trí, biến thành một đầu Tu La quái vật. Đây chính là Tu La hóa huyết cung lực lượng. Diệp Thần Viễn xa thấy một màn này, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Cái này Tu La hóa huyết cung, lực lượng quá đáng sợ, ma khí cuộn sạch đi ra ngoài, lại có thể sống sờ sờ nuốt cắn người linh trí, để cho người biến thành một đầu Tu La quái vật. Mà chung quanh quảng trường, rất nhiều các tân khách, vậy tất cả đều hoảng hồn, thất thanh gào thét tứ tán chạy trốn. Mạc Huyết Minh gương mặt lạnh lùng, hoàn toàn bỏ mặc vô tội tân khách sống chết, ma khí cuộn sạch đi ra ngoài, bước chân chậm hơn người, liền gặp phải ma khí chiếm đoạt, sống sờ sờ lâm vào là quái vật. Tên này, đã điên. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, lúc này Mạc Huyết Minh, mặc dù luyện hóa Tu La hóa huyết cung, nhưng ở ma khí dưới ảnh hưởng, cũng thay đổi được vô cùng hung ác, lạm sát kẻ vô tội, giết người như chém cỏ, đáng sợ tới cực điểm. Khoảnh khắc tới giữa, hơn nửa Thiên Đạo Cung sơn môn, đều bị ma khí cuộn sạch, ngày xưa thần quang sáng chói, vô cùng huy hoàng địa phương, nhất thời thành Tu La địa ngục vậy thế giới, không thấy được một chút quang minh. Trên trời dưới đất, tất cả đều là tối om om quỷ khí, đông nghịt ma khí. Mạc Huyết Minh đứng chắp tay, đứng ở giữa không trung, nhìn bằng nửa con mắt trước đúng vùng núi sông, ánh mắt cuồng ngạo ác liệt, tựa như mình thật thành xẻ thịt thiên hạ Tu La chi chủ. Ở Tu La ma khí xâm nhập hạ, Thiên Đạo Cung phong thủy địa mạch, vậy đang dần dần biến hóa, không bao lâu, thì sẽ hoàn toàn dính ma khí. Đến lúc đó, Thiên Đạo Cung khí vận, sẽ hoàn toàn mất. Mảnh địa phương này, đem lâm vào là Mạc Huyết Minh đạo tràng. Mà Tu La hóa huyết cung, sẽ biến thành Thiên Đạo Cung thánh địa. Giết người giết tim, Mạc Huyết Minh, người đây là giết người giết tim sao? Viêm Thiên Long mắt thần đuôi mắt hết sức nứt ra. Liền liền kêu to. Mạc Huyết Minh cử động này, không chỉ là muốn tắm máu Thiên Đạo Cung, còn muốn chặt đứt Thiên Đạo Cung địa mạch căn cơ, diệt tuyệt đạo chồng, chém chết hết thảy, đơn giản là tàn nhẫn độc. Hộ Sơn Đại Trận, mở. Trong lúc nguy cấp, Viêm Thiên Long thần thân thể dao động, Long chảo nặn quyết liền liền, mở ra Thiên Đạo Cung cuối cùng một đạo Hộ Sơn Đại Trận. Giao. Một chùm sáng chói thần quang, ở Thiên Đạo Cung Sơn môn chỗ sâu sáng lên. Ngăn trở Tu La ma khí xâm lược. Thiên Đạo Cung mọi người nghe lệnh, lập tức chạy tới Sùng Quang Thần Hà Cung. Viêm Thiên Long Thần lớn tiếng gầm thét. Sùng Quang Thần Hà Cung, là Thiên Đạo Cung thánh địa, cũng là cấm địa vậy tồn tại, đệ tử bình thường và phổ thông trưởng lão, đều không tư cách bước vào đi. Nhưng hiện tại, vì bảo vệ Thiên Đạo Cung đạo chồng, Viêm Thiên Long Thần cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức kêu người đi qua tị nạn. Hắn tiếng nói rơi xuống. Còn sót lại Thiên Đạo Cung các đệ tử, liền nhanh chóng hướng Sùng Quang Thần Hà Cung phương hướng chạy tới, còn có rất nhiều tân khách, cũng theo sát. Xa xa Diệp Thần, thấy được Hộ Sơn Đại Trận ánh sáng, nhất thời trong lòng chấn động một cái, lại cảm nhận được liền kiếp trước nhân quả hơi thở. Bất quá lúc này, hắn đã muốn rõ ràng, hắn kiếp trước pháp bảo Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, rơi vào Hiên Viên Mặc Tà trong tay, Hiên Viên Mặc Tà dựa vào bảo này, bố trí Hộ Sơn Đại Trận. Cho nên mới sẽ có hắn kiếp trước hơi thở. Hừ, nhìn Hộ Sơn Đại Trận sáng lên, Mạc Huyết Minh hừ lạnh một tiếng, Tu La hóa huyết cung toát ra càng sáng chói ma quang, một phiến phiến âm u quỷ khí ma hy, cuồng như vậy cuộn sạch ra, bốn phía núi đá cỏ cây, cũng gặp phải chiếm đoạt, có rất nhiều không kịp chạy trốn người, vậy bị giết chết. Ngày hôm nay ta muốn bắt các ngươi tánh mạng tế bảo. Mạc Huyết Minh bàn tay một quyển, chung quanh trong hư không. Từng luồng vong hồn tử khí,
như bách xuyên về biển, dòng nước chảy trở lại Tu La Hóa Huyết Cung bên trong. Tu La Hóa Huyết Cung hấp thu tử khí, ma quang thật to hừng hực, uy lực tăng thêm, không ngừng nghiền ép trước Hiên Viên Mặc Tà. Hiên Viên Mặc Tà bị áp chế ở cung điện phía dưới, nhưng là chút nào nhúc nhích không được. Mạc Huyết Minh rất rõ ràng, Hiên Viên Mặc Tà linh lực hùng hồn, muốn nghiền giết hắn, không như vậy dễ dàng, cho nên, hắn không ngừng giết người chiếm đoạt, lớn mạnh Tu La Hóa Huyết Cung hơi thở, hung hăng trấn áp, thề phải để cho Hiên Viên Mặc Tà hình thần câu diệt. Chỉ cần giết chết Hiên Viên Mặc Tà, diệt tuyệt Thiên Đạo Cung đạo chồng, lại đem Thiên Đạo Cung sơn thủy địa mạch, biến thành đạo của mình trận, dựa vào cái này thiên đại võ huân công đức, hắn đủ để nghịch thiên cải mệnh, phi thăng thượng giới. Ở Tu La Hóa Huyết Cung không ngừng nghiền ép hạ, Hiên Viên Mặc Tà tựa hồ không một tiếng động. Thấy vậy, Mạc Huyết Minh ngửa mặt lên trời cười to, hăm hở, tâm tình thoải mái tới cực điểm. Oanh! Nhưng mà, ngay tại lúc này, Tu La Hóa Huyết Cung dưới, một đạo thần quang sáng chói bóng người, phóng lên cao. Xuy xuy xuy! Thân ảnh kia bốn phía, còn quấn nhất bả phi kiếm, mỗi một thanh phi kiếm, đều mang ngập trời hồng mông hơi thở. Thậm chí còn quanh quẩn tầng tầng tinh thần trói lọi. Mạc Huyết Minh, người thật là lớn bản lãnh à, còn muốn chấn áp ta. Đạo thân ảnh kia, phát ra cười nhạt, vung tay lên gian, vô tận phi kiếm bạo giết, chém thẳng Mạc Huyết Minh. Mà Mạc Huyết Minh, chính là dương dương đắc ý giây phút, căn bản không có phòng bị, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời gặp phải phi kiếm chém, thân thể tan vỡ, máu tươi văng tung tóe, trùng trùng rơi xuống đất. Ngay tức thì trọng thương ngã gục. Hiên Viên Mặc Tà, ngươi. Mạc Huyết Minh người nào chết trong tròng mắt, thấm ra chấn động chỉ thần sắc, nhìn trời trên đạo thân ảnh kia. Thân ảnh kia, chính là Hiên Viên Mặc Tà. Lúc này Hiên Viên Mặc Tà, cả người phi kiếm vần quanh, mỗi một thanh phi kiếm đều là máu tươi đúc thành, đằng đằng sát khí, chiến ý ngút trời, hiển nhiên là Chu Thiên Thần Kiếm Quyết biến thành. Nhưng để cho người rung động phải, hắn Chu Thiên phi kiếm. Hơi thở so với Mạc Huyết Minh, không biết lợi hại hơn nhiều ít, mang một cổ nghịch trảm thương thiên, giết phá hết thảy thở mạnh thế. Nghịch luyện hồng mông, ngươi lại có thể nghịch luyện hồng mông cổ pháp. Mạc Huyết Minh thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Hiên Viên Mặc Tà quanh thân vòng quanh phi kiếm, đích xác là Chu Thiên Thần Kiếm Quyết biến thành, nhưng hơi thở điên đảo nghịch loạn, so với nguyên bản, càng nhiều một tầng nghịch trảm thương thiên. Đánh vỡ hết thảy trật tự đại khí phách, mũi nhọn ác liệt đến mấy giờ. Không sai, ngươi muốn dùng thứ tự điên đảo hồng mông cổ pháp đào hố hại ta, muốn cho ta tẩu hỏa nhập ma, nhưng hết lần này tới lần khác dẫn dắt liền ta, ta hôm nay nghịch luyện hồng mông, muốn nghịch trảm thương thiên, ta kiếm khí, nhưng mà ngươi có thể ngăn cản. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt hung hãn, một cái thanh phi kiếm hoành cướp hư không, suy suy vang dội, kiếm khí khoáng đạt vô địch, làm người ta rung động. Cung chủ đại nhân, một bên Viêm Thiên Long Thần, nhìn Hiên Viên Mặc Tà to lớn phách tuyệt bóng người, cũng là sợ ngây người. Ở nơi này khoáng đạt hơi thở sau lưng, hắn bén nhạy bắt được, Hiên Viên Mặc Tà trên người nghiệp đếm, có bùng nổ dấu hiệu. Hiển nhiên, nghịch luyện hồng mông của pháp, nghiệp đếm quá nghiêm trọng. Hiên Viên Mặc Tà còn không có chứng đạo thành công, giờ phút này phi kiếm đều xuất hiện, nghiệp đếm sắp bùng nổ. Một khi nghiệp đếm bùng nổ, nghịch luyện hồng mông kết cục thảm hại, đem hiển lộ không bỏ sót, Hiên Viên Mặc Tà phải bị sống sờ sờ xé nát, không có chút nào sống sót có thể. Nhưng giờ khắc này, vì đột phá Tu La Hóa Huyết Cung trấn áp, vì chém chết Mạc Huyết Minh, hắn nhưng là không để ý hết thảy, nghịch thiên ngự kiếm, cho dù chết, cũng phải tách thả ra sau cùng huy hoàng. Mạc Huyết Minh trong mắt phủ đầy tuyệt vọng, Hiên Viên Mặc Tà thời cơ xuất thủ, chắc chắn được tốt vô cùng, hắn chính là sơ sót, bị một kiếm chém xuống. Không còn sức đánh trả chút nào. Hiên Viên Mặc Tà ngạo thị bốn phương, ánh mắt rơi ở phía xa Diệp Thần cùng trên người, quát lên. Huyền Thiên Cơ Hội, Diệp Thần, các ngươi còn có thể chạy đi nơi nào? Tinh Đế Phi Kiếm, nghịch trảm thương thiên, cho ta chấn giết. Tiếng nói rơi xuống, Hiên Viên Mặc Tà vung tay lên, ước chừng 100.000 thanh phi kiếm, ngưng tụ thành một đạo ngập trời kiếm khí nước lũ, ùng ùng nghiền phá hư không, hướng Diệp Thần các người chém chết tới. Xong rồi. Diệp Thần sắc mặt cuồng biến, một phiến trắng bệch. 100.000 thanh phi kiếm, mỗi một cầm cũng quán chú tinh đế hạo nhiên khí, hơn nữa nghịch luyện hồng mông, có nghịch trảm thương thiên đại khí phách, mũi nhọn thật là huy hoàng tới cực điểm, hoàn toàn không phải là người có thể ngăn cản.
Đây là Hiên Viên Mặc Tà một kích mạnh nhất, vô địch, khoáng đạt, chém chết hết thảy. Đúng phiến bầu trời, tất cả đều là dữ dằn kiếm khí. Mới vừa che khuất bầu trời ma khí, toàn bộ bị kiếm khí cắn nát. Kinh khủng kiếm khí, chém ngược thương khung, màn trời xuất hiện một cái đáng sợ lớn vết rách, vũ trụ ngân hà tinh không khí tượng, ngẩng đầu có thể gặp. Mà mênh mông mặt đất, ở kiếm khí chấn động hạ, kịch liệt diêu động. Mặt đất văng tung tóe, núi cao tồi hao tổn, đất đá tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, nham thạch nóng chảy bạo dũng, tựa như thành ngày tận thế thế giới. Cái này ngập trời kiếm lưu, còn không có giết tới Diệp Thần cùng trước mặt người, cũng đã bộc phát ra hủy thiên diệt địa thở mạnh thế. Tỷ tỷ, gần đây coi trời bằng vung kỳ lâm, ở 100.000 thanh tinh đế phi kiếm dưới sự uy hiếp, vậy lộ ra thần sắc kinh hoàng, kéo kéo Kỳ Tư Thanh ống tay áo. Đừng sợ, Kỳ Tư Thanh ôm chặt nàng, nhìn phi kiếm nước lũ không ngừng giết tới, thân thể mềm mại khẽ run. Đáng sợ như vậy kiếm lưu, chỉ sợ là vực ngoại, đều phải chấn động. Coi như nàng có thể lại kêu gọi thượng cổ nữ võ thần hư ảnh, vậy tuyệt đối không ngăn được. Hiên Viên Mặc Tà nghịch thiên nhất kích, chân thực thật đáng sợ, quá bá đạo, quá vô địch, đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Từ thiên địa sơ ích tới nay, hắn là nghịch luyện hồng mông cổ pháp người thứ nhất. Cái này nghịch trảm thương thiên uy thế, đủ để tiêu diệt hết thảy địch. Tuyết tỷ tỷ, Tiểu Bạch vậy luống cuống, xít sao lao vào Hạ Nhược Tuyết trong ngực. Đầu nhỏ chôn ở bộ ngực của nàng bên trong, cũng không dám ngẩng đầu. Vậy ngập trời phi kiếm nước lũ, xen lẫn cuồn cuộn tinh đế thở mạnh, để cho người nhìn một cái, thì có loại bằng thây vạn đoạn, hình thần câu diệt ảo giác. Hiên Viên Mặc Tà, ta dạy ra một cái tốt đồ nhi. Thiên Cơ đạo nhân đắng chát cười một tiếng, không nghĩ tới Hiên Viên Mặc Tà lớn gan như vậy, lại có thể nghịch luyện hồng mông, hơn nữa còn thành công. Đáng sợ như vậy thần thông. Đã không phải là sức người có thể ngăn cản. Hắn và Diệp Thần các người, sợ rằng ngày hôm nay đều phải chết. Hiên Viên đại nhân, chậm, chậm, mau thu thần thông, ngươi liền lão nạp cũng phải giết. Bi Thiện đại đế La Thất Thanh, hắn thấy đầy trời phi kiếm đánh tới, chỉ hù được tâm đảm câu liệt, ở kinh khủng như vậy bay kiếm thần thông hạ, hắn tuyệt đối muốn tan thành mây khói, liền cặn bã cũng không biết còn dư lại. Viêm Khôn cũng là rung động. Lùi về phía sau thôi đấu, và u oanh quỷ dú, kim loan thiên tê, trở lại Diệp Thần bên người, hỏi, đại ca, làm thế nào? Toàn bộ người lùi về phía sau. Diệp Thần ánh mắt đoạn tuyệt, không để ý hậu quả. Hắn lòng bàn tay mơ hồ tới giữa, nổi lên từng luồng luân hồi văn lạc. Viêm Khôn, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết các người, lật đật lùi đến hắn phía sau. Nhìn Diệp Thần bóng người, tất cả người hốt hoảng tâm thần. Lại vô hình có một chút chấn định. Mà bầu trời phương xa, Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt nhọn, cũng không có dừng tay ý. Bi Thiện đại đế là đế uyên điện trưởng lão, nếu như ở lúc trước, hắn có thể sẽ kiêng kỵ ba phần, sẽ không qua loa động thủ. Nhưng giờ phút này, phi kiếm chém ngược, khí thế ngút trời, hắn tâm thần, cũng thay đổi được vô cùng cuồng ngạo, liền đế uyên điện đều không đặt ở bên trong mắt. Chỉ cần chém giết Diệp Thần, chém giết Huyền Thiên cơ hội. Chém giết Mạc Huyết Minh, dựa vào cái này ngập trời võ huân, hắn có rất lớn cơ hội, chứng đạo phi thăng, bước vào thượng giới. Đến lúc đó, Đế Uyên Điện thì như thế nào, hắn Hiên Viên Mặc Tà sợ gì? Cũng cho ta chết. Hiên Viên Mặc Tà sát khí lao nhanh, 100.000 thanh tinh đế phi kiếm, ùng ùng nghiền nát hư không, rất nhanh tới sát Diệp Thần cùng trước mặt người. Tất cả người, đều nín thở, ánh mắt trợn to. Chỉ là một thanh phi kiếm. Cũng đủ để chém chết toàn trường, nhưng hiện tại, chừng 100.000 cầm. Bọn họ cho dù có 10.000 cái mạng, cũng không đủ chết. Kỳ Lâm, Tử Ngưng, mượn ta huyền bia lực. Trần bia, phong bi, viêm bia, ám bia, sắc. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt sử dụng 4 khối luân hồi huyền bi. Mà Kỳ Lâm và Tử Ngưng, nghe được hắn mà nói, lật đật đi tới sau lưng hắn, xòe bàn tay ra, một trái một phải. Để ở hắn sau lưng huyệt khiếu trên. Trong phút chốc, trần bia, phong bi, viêm bia, ám bia, 4 khối luân hồi huyền bi, còn quấn Diệp Thần xoay tròn, thả ra từng luồng sáng chói mang khí. Mà Kỳ Lâm độc bia, Tử Ngưng linh bia, năng lượng vậy bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Trong thoáng chốc, Diệp Thần lòng bàn tay luân hồi văn lạc, ánh sáng đổi được vô cùng sáng chói. Lục Dương thần hỏa giám, cho ta hiến tế.
Diệp Thần nội tâm liền liền gầm thét, dẫn đầu thả ra Lục Dương Thần Hỏa Giám, lại là trực tiếp hiến tế. Hủy diệt mộ đạo, cho ta toàn bộ mở ra, không để ý hết thảy. Giao. Một chùm vô cùng nhức mắt, vô cùng sáng chói hồng mông bảo quang, nhất thời quanh quẩn ở Diệp Thần thân thể chung quanh. Chư thiên lục đạo, luân hồi bất tức, lục đạo luân hồi pháp, lên. Mượn Lục Dương bảo quang che chở, Diệp Thần liền liền niệm chú, âm thầm thả ra lục đạo luân hồi pháp. Lục đạo luân hồi pháp, là chư thiên vạn giới lợi hại nhất hồng mông cổ pháp, cũng là luân hồi chi chủ hạch tâm thần thông, nếu như hắn tùy tiện dùng để chiến đấu, khẳng định sẽ đưa tới động trời khí tượng, bị thượng giới và đế uyên điện phát hiện. Đến lúc đó, thượng giới và đế uyên điện rơi xuống phủ chiếu, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi là bước vào thiên thần cảnh, hắn mới có đầy đủ năng lực, che giấu lục đạo luân hồi pháp hơi thở chập chờn. Nhưng hiện tại, Diệp Thần chỉ có hỗn độn cảnh 6 tầng thiên mà thôi, hiển nhiên không giấu được luân hồi hơi thở. Cho nên, hắn trực tiếp hiến tế Lục Dương Thần Hỏa Giám, mượn một chùm oành sáng chói hồng mông bảo quang, che lại lục đạo luân hồi pháp khí tượng. Một cái to lớn luân hồi chi bàn, nhất thời gào thét ra. Luân bàn bên trên, chạm chỗ cửu u địa ngục, lục đạo luân hồi, núi đao biển lửa, máu thịt vũng bùn vân. Vân khắc hoa văn, trong phảng phất quanh quẩn một tầng bóng tối thần quang. Luân bàn trung ương, là một cái đen nhánh vòng xoáy, tựa hồ có thể chiếm đoạt hết thảy, chôn vùi hết thảy. Mà ở luân bàn bên bờ, chính là vô cùng bén lưỡi dao sắc bén, chậm rãi chuyển động, dường như muốn cắn nát thiên địa, xẻ thịt càn khôn, ác liệt tới cực điểm. Cái này luân bàn xuất hiện ngay tức thì, liền bị tầng tầng hồng mông bảo quang, hoàn toàn che lại. Cho nên, toàn trường tất cả người, trừ Diệp Thần, người khác căn bản không biết, đây là luân hồi chi bàn, có lục đạo luân hồi pháp năng lượng. Liền liền Tử Ngưng và Diệp Lăng Thiên, cũng không có nhận ra, bởi vì Lục Dương Thần Hỏa Giám bị hiến tế sau đó, tầng tầng bảo quang sôi trào quanh quẩn, làm cho cả luân bàn, nhìn giống như là một mặt bảo giám, căn bản không nhìn ra hình dáng ban đầu. Đây là pháp bảo gì? Bầu trời xa xăm, Hiên Viên Mặc Tà nhìn cái này luân hồi chi bàn, bữa cảm thấy kinh ngạc, còn tưởng rằng là một kiện nghịch thiên pháp bảo, căn bản không nghĩ tới đây là lục đạo thần thông. Luân hồi chi bàn, bảo vệ. Diệp Thần nội tâm gầm thét, lòng bàn tay văn lạc chớp động gian, luân hồi chi bàn trôi lơ lửng lên, ngăn ở trước mặt hắn. Mặt hắn bàng, đã là một phiến trắng bệch, khí huyết vậy nhanh chóng trôi qua. Thi triển lục đạo luân hồi pháp, cần phải hao phí nhiều tinh lực, thậm chí phải tiêu hao kiếp trước huyết mạch năng lượng. Đây là Diệp Thần giờ khắc này, có thể sử ra mạnh nhất thần thông. Hắn sau lưng, còn có Kỳ Lâm và Tử Ngưng tương trợ, 6 khối luân hồi huyền bi. Lực lượng toàn bộ hội tụ đến luân hồi chi bàn phía trên. Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Diệp Lăng Thiên, Tiểu Hoàng các người, ánh mắt đều là vô cùng khẩn trương. Bọn họ cũng không biết, cái này luân hồi chi bàn là cái gì, nhưng bọn họ nhưng rõ ràng cảm nhận được, từng trận hào hùng bảo vệ hơi thở, không ngừng bao phủ xuống. Cái này luân hồi chi bàn, là bọn họ ngăn cản phi kiếm nước lũ duy nhất dựa vào. Diệp Tiểu Hữu, đợi lão nạp một chút. Một bên Vi Thiện Đại Đế, ở ngút trời kiếm khí chấn động hạ, như gió bên trong tàn lá, mắt xem Diệp Thần tựa hồ có pháp bảo hộ thể, hắn lật đật chạy nhanh tới. Cút! Diệp Thần lạnh lùng nói ra, một nặn quyết, luân hồi chi bàn trung tâm vòng xoáy, chuyển động lực, mãnh liệt hút một cái, liền đem Vi Thiện Đại Đế thân thể, hung hăng lôi kéo đi vào. À! Vi Thiện Đại Đế phát ra một tiếng hét thảm, bị ném nhập luân hồi chi bàn bên trong đi. Thân thể rắc rắc sát vang dội, trong nháy mắt bị xé thành mảnh vỡ, liền cặn bã cũng không có để lại, liền bị luân hồi hơi thở nuốt mất, hoàn toàn tiêu tán mất tăm. Toàn trường tất cả người, sắc mặt đại biến. Đại ca, người đây là pháp bảo gì, thật lợi hại đi. Viêm Khôn trợn to hai mắt, Bi Thiện Đại Đế nhưng mà thượng cổ thần đế cấp bậc cao thủ, hơn nữa có Hy Nhật Thiên Thư phù chiếu, thực lực đủ để sánh bằng thánh tổ cảnh nhất tầng thiên. Nhưng hiện tại, Diệp Thần tiện tay nhất kích, liền trực tiếp trong nháy mắt giết. Pháp bảo này, đơn giản là vô địch. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, cũng không có trả lời. Cái này luân hồi chi bàn, người khác cho là pháp bảo, nhưng trong thực tế là lục đạo thần thông diễn hóa, đừng nói Bi Thiện Đại Đế, coi như là chân chánh thánh tổ cảnh nhất tầng thiên cao thủ, ở lục đạo luân hồi trấn áp xuống, đều phải bị ngay tức thì chém chết, sẽ không có chút nào sống sót có thể.
Bất quá, đây là Diệp Thần cuối cùng lá bài tẩy, dây dưa lực thực sự quá lớn, tự nhiên không thể nào tùy tiện vận dụng. Thậm chí hắn chuẩn bị kỹ càng, căn cơ bị tổn thương. Trọng thương nghiêm trọng, thậm chí rơi vào sống chết để gặp. Hắn không có lựa chọn. Hiên Viên Mặc Tà quá mạnh mẽ. Căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Rốt cuộc, ước chừng 100.000 thanh phi kiếm, mang khoáng đạt tinh đế hạo nhiên khí, ngang nhiên bạo giết tới. Bình bịch bịch, một cái thanh phi kiếm, hung hăng chém vào luân hồi chi bàn trên, kích thích ngập trời chấn động. Từng luồng kiếm khí, bị luân hồi hơi thở nghiền nát. Nhưng phi kiếm số lượng, thực ra quá nhiều, ước chừng 100.000 cầm, đơn giản là coi trời bằng vung. Phốc xích, ở ngút trời phi kiếm dưới sự xung kích, Diệp Thần miệng phun máu tươi, ngay tức thì bị trọng thương. Diệp Thần, Diệp Bức Vương, ngươi không nên chết nha. Tử Ngưng và Kỳ Lâm La thất thanh, liền liền thúc giục luân hồi huyền bi lực lượng, là Diệp Thần bổ sung hơi thở. Nhưng luân hồi chi bàn, dây dưa lực thực sự quá lớn, Diệp Thần cắn chặt hàm răng, nhưng cảm thấy khó mà chống đỡ, ở một cái thanh phi kiếm dưới sự xung kích, nội tạng chấn động, thân thể cơ hồ nổ tung. Hừ, cuối cùng là con kiến hôi, há có thể ngăn cản ta nghịch thiên kiếm lưu. Hiên Viên Mặc Tà tròng mắt lạnh lùng, Diệp Thần cái này pháp bảo, hắn không biết là thứ gì, không có hồng mông hơi thở, nhưng so hồng mông chí bảo còn lợi hại hơn, hắn hoàn toàn không nhìn thấu. Nhưng ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, hết thảy pháp bảo thần thông, đều là vô căn cứ. Hắn 100.000 thanh tinh đế phi kiếm nghiền đánh tiếp, Diệp Thần tối đa ngăn trở một nửa kia, nhưng là vô luận như thế nào, cũng không đỡ được. Cực đạo thiên đế liễn, phá cho ta. Bỗng nhiên, một đạo quát mắng tiếng phóng lên cao. Liền gặp một cái ngồi màu đen linh thú, mang mông lung cái khăn che mặt thiếu nữ, phá không hạ xuống thiên đạo cung sơn môn. Thiếu nữ tiêm vung tay lên, trên bầu trời, thủy khí cuồn cuộn, long ngâm kinh thiên. 9 con thần long, kéo một chiếc thiên đế xe kéo, mang nghiền phá núi sông khí thế, từ trên trời hạ xuống. Phịch, thiên đế xe kéo đụng tại phi kiếm nước lũ phía trên, nhất thời, một cái thanh phi kiếm tán loạn bạo diệt, hóa thành lưu quang tiêu tán. Là ngươi, Diệp Thần ngẩng đầu vọng hướng bầu trời, vậy thiếu nữ khăn che mặt, chính là Tuyệt Hàn đế cung cung chủ. Xin lỗi, ta tới trễ. Ngụy Dĩnh hạ xuống, đi tới Diệp Thần trước mặt, một trường để ở hắn sau lưng, đem linh khí của mình, vậy toàn bộ bơm vào đi vào. Diệp Thần đạt được Ngụy Dĩnh linh khí bồi bổ, nhất thời tinh thần đại chấn, luân hồi chi bàn lần nữa tách thả ra thần mang, ngăn cản phi kiếm nước lũ đánh vào. Mà vậy ngập trời phi kiếm nước lũ, mới vừa bị cực đạo thiên đế liễn đánh vào, đã giải tán rất nhiều, Diệp Thần áp lực lớn giảm nhiều yếu, dựa vào luân hồi chi bàn, cuối cùng lại có thể thật đỡ được. Ô, luân hồi chi bàn lực lượng hao hết, theo gió phiêu tán. Mà vậy 100.000 thanh tinh đế phi kiếm, vậy hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Phốc xích, Diệp Thần nội tạng đau đớn kịch liệt, hộc máu lần nữa. Yếu ớt đến trình độ cao nhất. Lần này vận dụng lục đạo luân hồi pháp, hắn gặp cắn trả, thực sự quá lớn. Không có sao chứ. Ngụy Dĩnh dìu đỡ hắn, mặt đẹp vậy hơi trắng bệch, mới vừa sử dụng cực đạo thiên đế liễn, lại bơm vào linh khí cho Diệp Thần, nàng cũng là tiêu hao to lớn. Diệp Bức Vương, ngươi sẽ không chết chứ. Kỳ Lâm nhìn Diệp Thần hộc máu hình dáng, vành mắt đỏ bừng, chỉ sợ Diệp Thần không chịu nổi. Yên tâm, ngươi còn không có lớn lên, ta làm sao sẽ chết. Diệp Thần khẽ mỉm cười, bóp nặn gương mặt của nàng. Nhưng là toàn thân cắn chả đau, hắn không dám quá nhiều biểu đạt. Hắn bây giờ, quá đau khổ. Giống như lửa cháy bừng bừng ở trong người cháy. Thực cốt chi đau. Thậm chí sẽ hay không đối với căn cơ tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương cũng không biết. Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Tử Ngưng, Tiểu Bạch cũng vây lại, gương mặt đều mang lo lắng thần sắc. Mà Viêm Khôn, Diệp Lăng Thiên các người. Nhưng là sống sót sau tai nạn, không nói ra lời. Ha ha, lại có thể chống đỡ ta nhất kích, có chút ý tứ. Bầu trời phương xa, Hiên Viên Mặc Tà nhìn một màn này, hơi hơi hí mắt. Hắn nhưng là không nghĩ tới, Diệp Thần các người liều mạng ngăn cản, lại có thể thật chặn lại hắn phi kiếm chém chết. Ta đây muốn xem, các người còn có thể hay không ngăn trở lần thứ hai. Hiên Viên Mặc Tà vung tay lên, cả người khí huyết cổn đáng. 100.000 thanh phi kiếm, ngay tức thì đúc thành.
từng luồng tinh đế hạo nhiên khí, bơm vào tại phi kiếm bên trên. Ngập trời phi kiếm nước lũ, lại lần nữa tạo thành. Cái gì? Nhìn một màn này, Diệp Thần sắc mặt chợt biến, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn lá bài tẩy đều xuất hiện, đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng ngăn trở Hiên Viên Mặc Tà nhất kích, tự thân hoàn toàn rơi vào yếu ớt. Hắn lấy là Hiên Viên Mặc Tà, cũng là giống nhau yếu ớt. Nhưng không nghĩ tới, Hiên Viên Mặc Tà thực lực hùng hồn, mới vừa công kích, chỉ là hao phí một chút linh lực, hắn hơi thở, vẫn bàng bạc ngút trời, không có một chút yếu ớt hình dáng. Hiên Viên Mặc Tà cảnh giới, lại có thể cường hãn đến tình cảnh này. Đoạn thời gian này chẳng lẽ nghịch luyện Hồng Mông, đột phá rất nhiều. Kỷ Tư Thanh cũng là ngây ngẩn, không ngờ tới Hiên Viên Mặc Tà hơi thở lại như này miên dài. Tên này vẫn là người sao? Ngụy Dĩnh ra đầu tê dại, thánh tổ cảnh hậu kỳ thực lực, nguyên lai lại có thể như thế đáng sợ. Không nghi ngờ chút nào, Hiên Viên Mặc Tà cảnh giới, đã sắp đến gần thượng giới, hắn chỉ kém một cái chứng đạo thời cơ, là có thể hoàn toàn đột phá, phi thăng tới thượng giới đi. Diệp Thần các người số người tuy nhiều, nhưng cùng Hiên Viên Mặc Tà so sánh, cảnh giới kém được quá lớn, con kiến hôi tồn tại, không có chút nào phần thắng có thể nói. Muốn chiến thắng Hiên Viên Mặc Tà, trừ phi ta có thể trấn áp diệt thế đại kiếp, tiêu diệt thiên ma đại quân, có đại khí vận, đại công đức thêm thân, nghịch thiên cải mệnh, nếu không không có chút nào cơ hội. Diệp Thần sắc mặt vô cùng nặng nề, Hiên Viên Mặc Tà mũi nhọn, so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều, hoàn toàn không thể chống lại, trừ phi diệt thế đại kiếp, hắn có thể hoàn toàn trấn áp, san bằng thiên ma đại quân, đạt được thiên đại khí vận công đức gia trì, một lần hành động nghịch thiên cải mệnh, mới có khả năng chiến thắng. Nhưng ngày hôm nay, Hiên Viên Mặc Tà sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Tinh đế phi kiếm, giết! Hiên Viên Mặc Tà quát lên một tiếng lớn, vung tay lên, ngập trời phi kiếm nước lũ, lần nữa bạo giết ra. Lần này, không có luân hồi chi bàn hơi thở ngăn trở, đầy trời phi kiếm phá giết, tốc độ nhanh như sao rơi tia chớp, cơ hồ là ngay lập tức, liền tới sát Diệp Thần cùng trước mặt người. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Kỷ Lâm, Diệp Lăng Thiên, Huyền Thiên Cơ Hội các người, sắc mặt đều là trắng bệch, ở như vậy khoáng đạt phi kiếm nước lũ nghiền ép hạ, bọn họ giống như con kiến hôi nhỏ bé, sẽ bị hoàn toàn chém chết. Tu La Minh Thần chém. Nhưng bỗng nhiên, một đạo kinh thiên động địa chấn động uống, đột nhiên vang khắp. Chỉ gặp một đạo đen nhánh ánh đao, mang cuồn cuộn Tu La hơi thở, ngang nhiên chém về phía Hiên Viên Mặc Tà. Không tốt. Hiên Viên Mặc Tà sắc mặt chợt biến, cái này một đao chém chết cực nhanh, hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không có ngăn cản, nhất thời chanh một tiếng, đao khí chém ở hắn trên thân thể, phát ra tư thế hào hùng kim loại giọng run rẩy. Thánh tổ cảnh hậu kỳ thân xác, so ngoài bầu trời tinh kim còn cường hãn hơn, đao kiếm chém chết đi lên, liền như chém tường đồng vách sắt, leng keng có tiếng. Phốc xích, vô tận khí lưu phun trào. Hiên Viên Mặc Tà há mồm phun ra một đạo máu tươi, xen lẫn chút mảnh vỡ, cái này một đao, mặc dù không có phá hoại hắn thân xác, nhưng đao khí quá mức tàn bạo, chấn động nội tạng, nhất thời để cho hắn bị nội thương. Ông ông ông, hắn khí huyết chấn động dưới, vậy 100.000 thanh tinh đế phi kiếm, nhất thời tán loạn đi, hoàn toàn hóa thành lưu quang tiêu tán. Diệp Thần đoàn người thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhìn đầy trời phi kiếm, lâm vào là điểm điểm tinh quang lưu huỳnh. Sắc mặt đều là ngạc nhiên rung động. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng tập trung hướng Thiên Đạo Cung Sơn Môn. Mới vừa ra đao người, chính là Mạc Huyết Minh. Hắn vốn là gặp phải Hiên Viên Mặc Tà phi kiếm chém chết, trọng thương ngã gục, thoi thóp, nhưng giờ phút này, hắn nhưng chậm rãi đứng lên, trên mình toát ra tầng tầng tu la ma khí. Vô số ma khí sôi trào gian, hình thành một tầng đen nhánh chất sừng tầng, giống như khôi giáp vậy, bao trùm ở trên người hắn. Chán hắn trên, vậy sinh ra tu la một sừng, trong mắt đổi được một phiến đỏ tươi. Một cái ma khí ngưng luyện chiến đao, nắm thật chặt ở trên tay hắn, lưỡi đao ác liệt. Lúc này Mạc Huyết Minh, đã hoàn toàn hóa thân tu la. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Hắn bên người cách đó không xa, vậy một tòa tu la hóa huyết cung, không ngừng sụp đổ, không ngừng băng diệt, vô số âm hồn gào khóc, quỷ khí ngất trời. Cái này tu la hóa huyết cung. Là thiên cung ngũ bảo một trong, coi như là Hiên Viên Mặc Tà tinh đế phi kiếm, cũng không thể phá hủy. Nhưng hiện tại, đúng tòa cung điện, nhưng ở sụp đổ hủy diệt, hàng loạt mãnh liệt ma khí,
không ngừng cuộn sạch ra, đi Mạc Huyết Minh trên mình ngưng tụ đi. Hiến tế, Mạc Huyết Minh, ngươi dám hiến tế Tu La Hóa Huyết Cung. Đây là ngươi bổn mệnh pháp bảo à? Thấy vậy, Hiên Viên Mạc Tà La thất thanh, hoàn toàn rung động. Hiển nhiên, Tu La Hóa Huyết Cung gặp phải hiến tế, không ngừng sụp đổ bạo diệt, tất cả linh khí cũng bơm vào đến Mạc Huyết Minh trên mình. Bổn mệnh pháp bảo, ngươi cũng dám hiến tế, ngươi sẽ không sợ cắn trả. Hiên Viên Mạc Tà thật sâu động dung, cái gọi là bổn mệnh pháp bảo, đó là tương đương với tánh mạng tồn tại, Mạc Huyết Minh hiến tế Tu La Hóa Huyết Cung, tương đương với hiến tế mình tánh mạng. Ngươi tuổi thọ khô kiệt, chân nguyên đã mất, ngươi còn dư lại tuổi thọ, sẽ không vượt qua một năm. Một năm sau đó, ngươi ắt gặp cắn trả, thân xác băng diệt, hồn phách rơi vào minh phủ, sống không bằng chết, vĩnh viễn bị luyện ngục khổ. Hiên Viên Mạc Tà tuyệt đối không nghĩ tới, Mạc Huyết Minh điên cuồng như vậy, liều mạng trọn đời bị khó khăn khổ sở, cũng phải hiến tế Tu La Hóa Huyết Cung. Cái này một tí, Mạc Huyết Minh hoàn toàn lột xác, Tu La Hóa Huyết Cung năng lượng, toàn bộ hội tụ đến trên người hắn. Hắn thương thế, hoàn toàn phục hồi như cũ. Rơi xuống tu vi, vậy toàn bộ khôi phục. Hiên Viên Mạc Tà, có thể chém chết ngươi, ta vĩnh sinh chịu khổ thì như thế nào? Mạc Huyết Minh trong mắt tàn bạo, bao trùm ở trên người hắn Tu La khôi giáp, từng tầng một ma quang tách thả ra, trong tay hắn chiến đao, cũng là nổ ra một phiến phiến sáng chói phủ văn, mũi nhọn ác liệt đến trình độ cao nhất. Tu La Minh Thần chém. Hạ một sát, Mạc Huyết Minh hóa thành một luồng ánh sáng đen, phóng lên cao, chợt vung đao bạo chém xuống. Rắc rắc sát, Tu La Hóa Huyết Cung, hoàn toàn bể tan tành băng diệt, ngập trời ma khí, toàn bộ bơm vào đến thân đao bên trên. Cái này một đao, hắc khí ngút trời, trình độ cao nhất chói mắt, so mới vừa không biết lợi hại nhiều ít. Thậm chí, còn có một chút mịt mờ nguyên khí, lặng lẽ tràn ngập ra. Một chiêu này Tu La Minh Thần chém, là Mạc Huyết Minh hiến tế ma cung sau đó, một mình lĩnh ngộ bí kỹ, uy lực đã vượt qua thông thường hồng mông cổ pháp, có một chút nguyên hơi thở. Tu La chi nguyên, quỷ khí chi nguyên, tinh đế phi kiếm, bảo vệ. Hiên Viên Mạc Tà chán nổi gân xanh nhô lên, đột nhiên gầm thét một tiếng, cả người khí huyết chấn động, 100.000 thanh phi kiếm bạo vũ ra, vờn quanh ở hắn bên người, tạo thành tầng tầng kiếm tường, từng luồng ánh sao nổ tung, vững vàng bảo vệ hắn thân thể. Phá cho ta! Mạc Huyết Minh một đao mãnh chém xuống đi, lưỡi đao sấm, ung ung chấn động, chỉ nhất kích, liền đem Hiên Viên Mạc Tà phi kiếm vách tường, từng tầng một phá hủy nghiền nát. Phịch! Kinh khủng lưỡi đao! Hung hăng chém vào Hiên Viên Mạc Tà trên thân thể. Phốc xích. Hiên Viên Mạc Tà cuồng phún máu tươi, so ngoài bầu trời tinh kim còn bền hơn cứng rắn thân xác, ngay tức thì tan vỡ, máu tươi chảy như dòng nước. Hắn cả người, cũng bị hoàn toàn chém xuống, trùng trùng rơi xuống đất, kích thích ngút trời bụi mù, thoi thóp, ngay tức thì rơi vào sắp chết. Cung chủ. Một bên Viêm Thiên Long Thần, thấy Hiên Viên Mạc Tà trọng thương, nhất thời kêu lên. Ta là Tu La chủ, chấn giết hết thảy địch. Mà Mạc Huyết Minh, đề ra đao trôi lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sắc bén, im lặng không lên tiếng. Nhưng hắn ý chí, nhưng chấn động hư không, chấn động càn khôn, phát ra nhất trọng trọng ngâm sướng. Vang dội tiếng ngâm sướng, truyền khắp thiên địa sơn hà, chấn triệt vũ trụ tinh không. Liên kết nối với giới, đều thấy được hắn cuồng ngạo mũi nhọn. Vô luận là đế uyên điện, vẫn là thượng giới. Cũng rất rõ ràng, có một viên huy hoàng ngôi sao khổng lồ, từ từ dâng lên. Mặc dù Mạc Huyết Minh tuổi thọ, chỉ còn lại ngắn ngủi một năm. Nhưng ở cuối cùng này trong năm tháng, hắn là mảnh tinh không này, huy hoàng nhất tồn tại. Tu La chi chủ danh hiệu, nhất định uy chấn vạn cổ. Một năm sau đó, hắn có thể sẽ chết, nhưng hắn danh hiệu, thiên thu vĩnh tồn, vạn cổ bất diệt, đủ để cho hậu nhân tưởng niệm. Hắn tồn tại. Đại biểu quỷ đạo trình độ cao nhất, Tu La trình độ cao nhất, đơn giản là vô địch. Diệp thần đoàn người, thấy được Mạc Huyết Minh dáng người, cũng là rung động thật lớn. Mới vừa Hiên Viên Mạc Tà, là bực nào vô địch, bực nào đáng sợ, nhưng ngay chớp mắt, liền bị Mạc Huyết Minh một đao chém xuống, trọng thương ngã gục. Giờ đến phiên các ngươi. Mạc Huyết Minh liếm môi một cái, ánh mắt nhìn về Diệp thần các người, trong mắt đằng đằng sát khí. Hiện tại Thiên Đạo Cung đã đánh bại, hắn giải quyết uy hiếp, có thể chém chết Diệp Thần cái này hậu hoạn. Mới vừa tinh đế phi kiếm chém chết, hắn cứu vãn Diệp Thần,
chỉ là không muốn để cho Thiên Cơ đạo nhân bị giết chết, trắng trắng tiện nghi Hiên Viên Mặc Tà thôi. Hiện tại Hiên Viên Mặc Tà trọng thương sắp chết, không có người nào có thể lại uy hiếp hắn, hắn có thể tự mình động thủ, chém chết toàn trường. Đi mau, Cửu U Hổ, ngăn lại hắn. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, liền liền chợt quát, từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra cổ dương, trực tiếp phóng thích mở ra. Hô! Một món hắc khí, ngay tức thì phóng lên cao. Một đầu kinh khủng đại ma, ở hắc khí sương mù gian liều chết xung phong ra, ngẩng đầu gầm thét, chính là Cửu U Hổ. Khi nhìn đến Mạc Huyết Minh chém xuống Hiên Viên Mặc Tà thời điểm, Diệp Thần liền cảm thấy không ổn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái này một tí thả ra Cửu U Hổ, hắn ngay lập tức dẫn người lui về phía sau. Sư phụ, ta cùng ngươi lưu lại. U Oanh Quỷ Dữ quát to một tiếng, cũng chưa đi, và Kim Loan Thiên Tê cùng nhau, đứng ở Cửu U người hổ bên. Cửu U Hổ thử nhe răng, ánh mắt mang theo một chút tàn bạo, trợn mắt nhìn chúng một mắt, nhưng nó trí nhớ bị phong ấn, trong chốc lát vậy không nhớ nổi bọn chúng thân phận. Ha ha, chính là một đầu thượng cổ đại ma, có thể đỡ nổi ta. Mạc Huyết Minh cười lạnh một tiếng, cầm đao nơi tay, đang muốn chém chết, bỗng nhiên, từng trận trang nghiêm tụng đảo tiếng, ở vang lên bên tai. Đốt ta thân thể không lành lặn, đốt ta chân huyết, thần quang hồi phục, thánh tổ trọng lâm. Tụng đảo người, nhưng là Viêm Thiên Long Thần. Hắn rồng khổng lồ thân thể, chiếm cứ ở trên bầu trời, ánh mắt mang theo thương hại và đoạn tuyệt. Theo hắn ngâm sướng, từng luồng huyết khí, không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, hóa thành một đạo màu máu trùm tia sáng, rơi vào Hiên Viên Mặc Tà trên mình. Viêm Thiên. Hiên Viên Mặc Tà vùng vẫy mở mắt ra, ngơ ngác nhìn trên trời Viêm Thiên Long Thần. Giờ khắc này, Viêm Thiên Long Thần lại có thể ở hiến tế mình, muốn trị liệu hắn thương thế. Ở đây trời huyết quang bồi bổ hạ, Hiên Viên Mặc Tà thương thế, nhanh chóng khôi phục, thân thể lần nữa toát ra thần quang. Ngay lập tức, Viêm Thiên Long Thần khí máu khô kiệt, toàn bộ tinh hoa hiến tế hầu như không còn, nguyên bản máu thịt phong phú thân rồng, hoàn toàn khô héo héo rút, chỉ còn lại một tầng khô héo ra, bao quanh hắn xương cốt. Cung chủ đại nhân, chúc người võ vận xương long, chúng ta giang hồ tạm biệt. Viêm Thiên Long Thần phát ra giọng khàn khàn, ánh mắt thê lương, hoàn toàn lâm vào là một cái khô thi, từ trên trời đánh mất. Viêm Thiên, Hiên Viên Mặc Tà thất thanh kêu to, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ngày nay sập xuống. Nếu như nói trên đời này, hắn còn có cái gì ràng buộc, còn có cái gì người thân cận, vậy cũng chỉ có Viêm Thiên Long Thần. Nhưng hiện tại, Viêm Thiên Long Thần hoàn toàn chết, hắn vậy hoàn toàn thành người cô đơn, chân chính cô độc tồn tại, ngước mắt thiên hạ, lại cũng không có một người thân nhân. Đáng chết! Mạc Huyết Minh thấy Hiên Viên Mặc Tà thương thế khôi phục, nhất thời sắc mặt cuồng biến, lại nữa quản Diệp Thần các người, vùng đao bạo giết xuống. Mạc Huyết Minh, ta muốn người bầm thây vạn đoạn. Hiên Viên Mặc Tà trước mắt bi thương, tràn đầy cừu hận ngập trời tức giận, vung tay lên, ngửa mặt lên trời quát lên. Sùng quang thần hà cung, hạ xuống. Ung ung. Thanh âm rơi xuống, Thiên Đạo Cung chỗ sâu, một tòa khoáng đạt cung điện, đột nhiên nhô lên, như núi cao vậy bay vút tới. Tòa cung điện này, toàn thân thủy khí hòa hợp, hà thải vạn trường, kim quang diễm diễm, có vô tận thần quang, vô tận bảo khí, như trời thượng thần cung, huy hoàng tới cực điểm, chính là trong truyền thuyết sùng quang thần hà cung. Thật ra thì, Hiên Viên Mặc Tà nghịch luyện Hồng Mông sau đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã có đủ thực lực, đi luyện hóa sùng quang thần hà cung. Nhưng hắn nhân quả ràng buộc, còn không có chặt đứt, tùy tiện luyện hóa, có thể sẽ đưa tới cắn trả, cho nên hắn cũng không có ra tay. Mà hiện tại, theo Viêm Thiên Long Thần chết, hắn trên đời này duy nhất thân cận ràng buộc, cũng hoàn toàn gãy lìa. Giờ khắc này, hắn lại cũng không có bất kỳ ràng buộc, siêu thoát tự tại, vung tay lên, thiên cung hạ xuống, thần quang trải trời, uy nghiêm hơi thở cuồn cuộn tán tán, cuộn sạch bát hoang. Xong rồi. Mạc Huyết Minh sắc mặt cuồng biến, ở sùng quang thần hà cung nghiền ép hạ, chỉ cảm thấy thiên đại áp lực, trên người tu la khôi giáp, lại là rắc 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 tan vỡ, lật đật rút người ra lui về phía sau. Mà Hiên Viên Mặc Tà, thân thể như một vòng mặt trời gay gắt, từ từ dâng lên, đứng ở sùng quang thần hà cung đỉnh, quan sát sơn hà mặt đất, hắn ánh mắt vô cùng thê lương, chỉ cảm thấy hết thảy đều là con kiến hôi, hết thảy đều là mây trôi. Chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh. Rào, rào, rào. Tầng tầng thủy khí sáng mờ,
bày khắp toàn bộ Thiên Đạo Cung Sơn Môn. Tất cả tu la ma khí, đều bị rửa sạch, từng cái biến thành tu la đệ tử, tất cả đều khôi phục lúc đầu hình dáng. Mà mới vừa chạy tới thần cung tị nạn tân khách, đệ tử, trưởng lão, giờ khắc này toàn bộ bay ra, nhìn cung trên đỉnh nguy nga sừng sững Hiên Viên Mặc Tà, tất cả mọi người đều rung động thật sâu, trực tiếp quỳ xuống lại. Ta là Thiên Đạo chi chủ, hôm nay tiêu diệt tu la, mời các vị làm chứng. Hiên Viên Mặc Tà tiếng trấn chín cao, như hồng trung đại lữ. Giờ khắc này, hắn trên mình, có cuồn cuộn đại khí vận trói lọi, không ngừng tách thả ra. Ở luyện hóa sùng quang thần Hà Cung sau đó, hắn đã có đầy đủ khí vận, chịu đựng Thiên Đạo chi chủ danh hiệu. Thiên Đạo chi chủ, và Thiên Đạo cung chủ, mặc dù chỉ chênh lệch một chữ, nhưng ẩn chứa ý, nhưng là ngàn kém vạn đừng. Thiên Đạo cung chủ, chỉ là một thân phận. Nhưng Thiên Đạo chi chủ, nhưng tượng trưng hắn muốn đúc lại thiên đạo, đánh vỡ thế giới cũ dã tâm. Mạc Huyết Minh nhìn Hiên Viên Mặc Tà, chỉ cảm thấy nguy nga khoáng đạt, không thể chiến thắng. Hắn rốt cuộc biết, mình và Hiên Viên Mặc Tà chênh lệch. Hắn chỉ muốn phi thăng thượng giới, làm một cái kỳ thủ. Nhưng Hiên Viên Mặc Tà, nghĩ nhưng là đúc lại thiên đạo, lật thế giới cũ bàn cờ, thành lập một cái thế giới mới. Ở nơi này thế giới mới, hắn là duy nhất nắm giữ, hùng phách thiên hạ, không thể địch nổi. Đây chính là hắn dã tâm, nghiền thế giới cũ, đúc lại thiên đạo, thành lập một cái duy ngã độc tôn, thiên hạ quỷ sát. Không người dám nghịch thế giới mới. Tinh đế hạo nhiên khí, cho ta trấn áp. Hiên Viên Mặc Tà thân thể giết trong chớp mắt hư không, mãnh cướp ra, bàn tay ngang nhiên trấn áp xuống, từng luồng ánh sao, không ngừng nổ tung cổn đáng, hóa thành một cái ngôi sao đại thủ ấn, hung hăng nghiền hướng Mạc Huyết Minh. Mạc Huyết Minh ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy trời long đất lở, người như phù trần vậy nhỏ bé, đơn giản là không thể ngăn cản. Hắn tu vi đã khôi phục viên mãn, và Hiên Viên Mặc Tà tương đương. Nhưng vấn đề là, hắn lòng dạ cảnh giới, cuối cùng là kém một tầng, khí thế bữa lộ vẻ yếu kém. Hiên Viên Mặc Tà ngón này trấn áp, đơn giản là bao phủ thiên địa, làm cho không người nào có thể né tránh. Ác quỷ triền thân. Trong lúc nguy cấp, Mạc Huyết Minh quát lên một tiếng lớn, sử dụng U Tà Lục Hồn Phiên. Suy suy suy. Trong nháy mắt, trăm ngàn đầu ác quỷ, trăm ngàn đầu lệ hồn. Điên cuồng liều chết xung phong đi ra, xít sao quấn quanh ở hắn thân thể. Rắc rắc sát. Ở tất cả ác quỷ quấn quanh hạ, Mạc Huyết Minh hơi thở bạo tăng, tu la khôi giáp vết rách tu bổ, ma hi sáng chói, cả người thần uy nổ tung. Nếu như người bình thường bị ác quỷ triền thân, sợ rằng phải xem ý văn đại đế như vậy, bị sống sờ sờ chiếm đoạt giết chết, nhưng Mạc Huyết Minh là tu la chi chủ, cái này một tí ác quỷ triền thân, lệ hồn bơm vào. Hơi thở nhất thời đạt được thiên đại tăng thêm, vô cùng ác liệt. Nhưng coi như vậy, hắn khí thế, và Hiên Viên Mặc Tà so sánh, vẫn là kém một chút. Thiên đạo chi chủ, đánh vỡ thế giới cũ, đúc lại thiên đạo, thành lập thế giới mới, cái này nhìn bằng nửa con mắt tinh không, nhìn xuống hoàn vũ đại khí phách, khí thế chân thực quá khoáng đạt, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Tinh thần đại thủ ấn chân áp xuống, Mạc Huyết Minh trên người ác quỷ lệ hồn. Ngay tức thì bị nghiền nát, hóa thành hắc vụ tiêu tán. Trên người hắn tu la khôi giáp, cũng là từng mảnh rạn nứt, kế cận tan vỡ. Hừ, cái gọi là tu la chi chủ, bất quá như vậy. Hiên Viên Mặc Tà hừ lạnh một tiếng, tinh đế hạo nhiên khí cổn đáng, đang muốn một lần hành động bùng nổ, chấn giết Mạc Huyết Minh. Nhưng bỗng nhiên, Mạc Huyết Minh ánh mắt đoạn tuyệt, giơ lên thân đao, ngón tay nhập lại ở trên lưỡi đao lau một cái. Một tầng đen nhánh quỷ dị, hắc ám tới cực điểm phù văn, nhất thời ở trên thân đao tách thả ra ra. Đây là, tâm ma phù chiếu. Hiên Viên Mặc Tà sắc mặt cuồng biến, nhất thời phát hiện nguy hiểm, muốn rút người ra lui về phía sau. Hi hi. Mạc Huyết Minh trên khuôn mặt, nhưng nổi lên một chút nụ cười quỷ dị, tâm ma phù chiếu lặng yên không một tiếng động, lao đến trên lưỡi đao, từng luồng kinh khủng tâm ma hơi thở. Liền như phụ cốt chi thư vậy, ngay tức thì leo đến Hiên Viên Mặc Tà trên mình. Hiên Viên Mặc Tà coi như muốn lui về phía sau, vậy không còn kịp rồi, bởi vì tâm ma giết người tốc độ, thật sự là quá nhanh, phù chiếu vừa ra, hắn tâm thần, liền kịch liệt chấn động. Ông, hạ một sát, Hiên Viên Mặc Tà chỉ cảm thấy trong lòng giận lên, đầu đau nhức, vô số tu la ác quỷ, đao kiếm chém, vạn kiến phệ tim, trùng cổ nuốt cắn vân.
vân tâm ma ảo ảnh, không ngừng chen chúc lên. À! Thiên viên mặc tà phát ra kêu thảm thiết, cả người giấy lên ngọn lửa màu đen. Đây là tâm ma bùng nổ, thiêu hủy khí huyết, nổ ra lửa cháy mạnh. Cung chủ đại nhân, chung quanh thiên đạo cung các đệ tử, thấy một màn này, nhất thời la thất thanh, một mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa còn ngạo thị thiên địa hiên viên mặc tà, giờ phút này nhưng hoàn toàn đánh bại, cả người bị ngọn lửa đen cháy, da rạn nứt, gân cốt đều bị nướng được biến thành màu đen, chật vật từ trên trời đánh mất, không ngừng trên đất vùng vẫy lăn lộn. Tâm ma đại chú kiếm, quả nhiên lợi hại, quả nhiên vô địch. Mạc huyết minh thấy vậy, cũng là thầm kinh hãi. Thiên viên mặc tà nghịch luyện hồng mông cổ pháp, nghiệp đếm vốn là rất nghiêm trọng, lần này bị vuốt tâm ma, theo nghiệp đếm cùng chung bùng nổ, mặc hắn tu vi thông trời, vậy để không chịu nổi. Mà mạc huyết minh vận dụng tâm ma phù chiếu, toàn bộ khí thức bị tu la quỷ khí che giấu, người ngoài căn bản không có phát hiện khác thường. Chung quanh thiên đạo cung đệ tử, còn có rất nhiều các tân khách, liền gặp hiên viên mặc tà xông lên đi giết, đột nhiên liền phát sinh bất ngờ, cả người ngọn lửa đen cháy, nhiệt đếm mãnh liệt, lâm vào tuyệt cảnh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hu hu hu, chiếm cứ ở trên trời sùng quang thần hà cung, vậy hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn trở lại thiên đạo cung chỗ sâu. Mới vừa thủy hà phân bố thiên địa, nhất thời lâm vào tối mở bên trong. Trên 9 tầng trời, có sấm sét chấn động. Hạ một sát, từng đạo đen nhánh sấm sét hòa lẫn kinh khủng gió bão, gào thét cuộn sạch xuống, nhưng là hiên viên mặc tà tâm ma bùng nổ, dẫn phát thiên địa dị động. Cái này cổ sấm sét gió bão, đặc biệt đáng sợ, một hạ xuống, chung quanh sơn xuyên kiến trúc, từng ngọn cây cọng cỏ, liền ầm ầm sụp đổ hủy diệt, lâm vào là nám đen. Mau rút lui. Một đám thiên đạo cung đệ tử, và rất nhiều các tân khách, lật đật chật vật rút lui, né tránh tâm ma thiên lôi nổ giết. Có người bất hạnh bị sấm sét đánh trúng, nhất thời hóa thành tiêu thi, hoàn toàn mất đi sức sống. Rất nhanh, mảnh thiên địa này, chỉ còn lại Mạc Huyết Minh và Hiên Viên Mạc Tà hai người. Mà Diệp Thần các người, đứng ở đàng xa, có cửu u hổ bảo vệ, ngược lại là không có bị thương tổn. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy Hiên Viên Mạc Tà luân lạc đánh bại, Ngụy Dĩnh các người đều là một mặt ngạc nhiên hình dáng. Cái này, đây là... thật quen thuộc hơi thở. Diệp Thần ánh mắt, nhưng là ác liệt mà nặng nề. Ở một tích tắc này, hắn bắt được tâm ma đại chú kiếm hơi thở. Kiếp trước hắn, kiêng kỵ nhất, chính là tâm ma đại chú kiếm, đây là chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh không, lớn nhất ung thư. Hắn bích lạc hoàng tuyền đồ, có thể tắm địch hết thảy, lọc sạch hết thảy, nhưng hết lần này tới lần khác không thể rửa đi viên này ung thư. Cho nên, tâm ma đại chú kiếm hơi thở, Diệp Thần hết sức quen thuộc. Cái này một tí, hắn rõ ràng cảm nhận được, Mạc Huyết Minh vận dụng tâm ma thần thông, đánh bại hiên viên Mạc Tà. Chính xác mà nói, hiên viên Mạc Tà không phải là bị Mạc Huyết Minh đánh bại, mà là bị tâm ma của mình cắn trả. Tâm ma đại chú kiếm, giết người không thấy máu, kiếm khí không giết người, chỉ câu nhân tâm ma, để cho người rơi vào tâm ma cắn trả thống khổ bên trong đi, đến chết cũng không được siêu thoát. Đừng để ý bọn họ, đi. Diệp Thần quát một tiếng làm, mặc dù không biết Mạc Huyết Minh là làm sao nắm giữ tâm ma, nhưng hiện tại hai đại cao thủ đánh nhau, chính là hắn chạy trốn lớn thời cơ tốt. Hắn cũng không để ý nhiều như vậy, lập tức mang Hạ Nhược Tuyết, Thiên Cơ Đạo Nhân, Kỳ Tư Thanh các người rút lui, lưu lại cửu U Hổ, U Oanh Quỷ Dứ, Kim Loan Thiên Tê cản ở phía sau. Muốn đi. Mạc Huyết Minh ánh mắt run lên, muốn đuổi giết. Nhưng nhìn xem hiên viên mặc tà, lẩm bẩm nói thôi, chờ ta chém chết hiên viên mặc tà, chiếm cứ thiên đạo cung, các ngươi vậy không chạy khỏi. Dứt lời, hắn để ra đao hạ xuống trên đất, từng bước một hướng hiên viên mặc tà đi tới. So với Diệp Thần, hắn quan tâm hơn hiên viên mặc tà sống chết. Tuy nói hiên viên mặc tà tâm ma triền thân, cách cái chết cũng không xa, nhưng không thân tay chém chết, chém đứt đầu lâu, trong lòng hắn khó an. Mạc Huyết Minh, người và tâm ma chi chủ quan hệ thế nào? Thiên viên mặc tà vành mắt hết sức nứt ra, nghiêm nghị quát hỏi. Ha ha, người muốn biết, đời sau đi. Mạc Huyết Minh cười lạnh một tiếng, vung đao chém ra, chém thẳng hiên viên mặc tà cổ. Người muốn giết ta, cũng không như vậy dễ dàng, bích lạc hoàng tuyển đồ, cho ta trấn áp. Thiên viên mặc tà ngửa mặt lên trời gầm thét, một đạo cổ xưa ánh sáng vàng,
từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, ngay tức thì hóa thành một bức sách cổ hình vẽ, phía trên có cửu u hoàng tuyền khí tượng, còn có từng ngọn linh sơn núi lớn, một phiến phiến thác nước, từng cái con sông, từng ngọn thành trì, lại còn có vũ trụ tinh không, nhật nguyệt chìm nổi, tự thành một khối thế giới, huyền diệu tới cực điểm. Rào, rào, rào. Hoàng hà nước trên trời tới. Từng luồng hoàng tuyền nước sông, cuồn cuộn không ngừng, cuồn cuộn từ hình vẽ bên trong chảy xiết ra, như từng cái hoàng long, hung hăng rơi vào Mạc Huyết Minh trên mình. Xuy xuy xuy. Trong thoáng chốc, Mạc Huyết Minh trên thân hình, toát ra tầng tầng khói trắng, quanh thân từng luồng tu la ma khí, ở hoàng tuyền nước sông cọ rửa hạ, không ngừng tiêu trừ chạy đi. À, bích lạc hoàng tuyền đồ, nước suối vàng. Mạc Huyết Minh phát ra kinh hãi tiếng hô, chỉ cảm thấy cả người sắp nứt, ở nước suối vàng tưới hạ, cả người tựa hồ cũng muốn tiêu diệt. Nước suối vàng, truyền thuyết bên trong, có thể lọc sạch hết thảy, tẩy hết thảy tồn tại, vô luận là thần tiên thánh Phật, vẫn là tu la yêu ma, đều phải gặp phải nước suối vàng trấn áp, không có người nào có thể né tránh. Chư thiên tinh không, duy nhất rửa không sạch, chỉ có tâm ma ung thư. Mạc Huyết Minh cũng không phải là tâm ma chi chủ. Ở nơi này nước hoàng tuyền dưới sự xung kích, nhất thời liền liền bốc khói, vô cùng thống khổ. Một tia nước hoàng tuyền, vậy bồi dưỡng hiên viên Mạc Tà thân thể. Hắn tâm ma, rất nhanh dập tắt, cả người khôi phục bình thường. Nước hoàng tuyền rửa không sạch tâm ma ung thư, nhưng chính là một đạo tâm ma phủ chiếu, vẫn có thể tùy tiện nghiền diệt. Cái này một tí, hiên viên Mạc Tà khôi phục, Mạc Huyết Minh bị nước hoàng tuyền phỏng, thế cục lần nữa nghịch chuyển. Thu. Nhưng hiên viên Mạc Tà trên khuôn mặt, nhưng không có vui sướng chút nào vẻ, nhanh chóng thu hồi bích lạc hoàng tuyền đồ, chỉ sợ bị người phát hiện. Cái gọi là thất phu vô tội, trong lòng bích có tội, cái này bích lạc hoàng tuyền đồ, là giữa trời đất xếp hạng thứ nhất hồng mông chí bảo, nếu như bị người biết, hoàng tuyền đồ ở trên tay hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, bích lạc hoàng tuyền đồ trọng lâm thế gian, nước suối vàng dòng nước chảy, đã dẫn phát thiên cơ dị động. Từng tiếng sấm sét nổ âm, tầng tầng hoàng tuyền thần quang, không ngừng chấn động. Thượng giới và vực ngoại rất nhiều cường giả, cũng bắt được dị động. Thượng giới, trong nữ hoàng thiên cung. Đây là, bích lạc hoàng tuyền đồ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Huyền cơ nguyệt một mặt kinh ngạc, nàng cảm nhận được liền bích lạc hoàng tuyền đồ hơi thở, xuất xứ từ thiên đạo cung, xuất xứ từ hiên viên Mạc Tà trên mình. Đây là luân hồi chi chủ pháp bảo. Tại sao sẽ ở hiên viên Mạc Tà trên mình? Chẳng lẽ, hiên viên Mạc Tà chính là luân hồi chi chủ? Hắn là luân hồi chi chủ chuyển thế. Huyền cơ nguyệt hoàn toàn kinh hãi, chỉ có luân hồi chi chủ, mới có thể vận dụng bích lạc hoàng tuyền đồ lực lượng, nếu như không có luân hồi huyết mạch, căn bản không thể sử dụng. Mà hiện tại, hiên viên Mạc Tà thành công sử dụng bích lạc hoàng tuyền đồ, nói cách khác, hắn chính là luân hồi chi chủ. Cái này điên cuồng đáng sợ ý niệm. Ngay tức thì từ huyền cơ nguyệt đầu óc bên trong nổ lên. Không nghĩ tới à, hiên viên Mạc Tà, ngươi lại là luân hồi chi chủ. Ngươi ẩn núp thật tốt sâu sao, ta khổ khổ tìm lâu như vậy, cũng không có phát hiện dấu vết. Nguyên lai ngươi cái này lão tặc, lại là luân hồi chi chủ. Huyền cơ nguyệt thất khiếu bốc khói, mặt đầy nổi nóng, cả người kịch liệt chấn động, nhưng cũng không dám tin tưởng. Nhưng thiết giống vậy sự thật, đặt ở trước mắt. Nàng không thể không tin. Bởi vì chỉ có luân hồi chi chủ, mới có thể sử dụng bích lạc hoàng tuyền đồ, những người khác căn bản không thể nào chấm mút. Kiếp trước luân hồi chi chủ, là cái nhẹ nhàng thanh niên, ngọc thụ lâm phong, tự nhiên vô cùng. Cái này nhất thế, luân hồi chi chủ sau khi sống lại, nhưng thành như vậy hạng người. Huyền cơ nguyệt khó hiểu tới giữa, cảm thấy một chút buồn nôn, tuyệt đối không nghĩ tới, kiếp trước thiếu chút nữa và mình cùng đổ mà ngủ nam tử. Kiếp này lại có thể biến thành cái bộ dáng này. Nếu như không phải là thiết giống vậy sự thật, nàng lại sao dám tin tưởng, hiên viên Mạc Tà là luân hồi chi chủ đâu. Tử vi số mệnh thuật, cho ta trấn áp. Dưới cơn thịnh nộ, huyền cơ nguyệt không để ý hết thảy, hoàn toàn không thấy quy tắc cắn trả, một chỉ điểm ra, ngút trời ánh sáng tím tách thả ra, hóa thành một đạo đáng sợ túc mệnh hồng lưu, xuyên qua thiên địa, hung hăng hướng thiên đạo cung trấn áp xuống đi. Cùng lúc đó, vực ngoại, đế uyên điện. Cung điện chỗ sâu, một khu nhà đơn sơ thảo lư cạnh. Một cái người áo bào đen rút đi áo khoác, lộ ra đầu tóc bạc trắng, còn có thư hùng mặc biện luận gương mặt tuấn tú, chính là đế Thích Thiên.
Ồ, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, Thiên Viên Mặc Tà, cái này không thể nào. Đế Thích Thiên vậy bắt được Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ hơi thở, gần đây trầm ổn lạnh nhạt gương mặt, giờ phút này gần như tan vỡ, lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Thiên Viên Mặc Tà, lại chính là luân hồi chi chủ chuyển thế. Hắn không dám tin tưởng, nhưng Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, tin đồn chỉ có luân hồi chi chủ có thể vận dụng, người ngoài không thể nào chấm mút, đây là sẽ không sai. Ở nơi này thiết giống vậy sự thật trước mặt, Đế Thích Thiên vậy hoàn toàn rung động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình khổ khổ truy tra luân hồi chi chủ, lại chính là Hiên Viên Mặc Tà. Khó trách cái này, dã tâm lớn như vậy, quyết đoán lớn như vậy, lại muốn lật đổ toàn bộ bàn cờ, đúc lại thiên đạo, thành lập suy ngã độc tôn thế giới mới, nguyên lai hắn chính là luân hồi chi chủ. Đế Thích Thiên ánh mắt sắc bén, Hiên Viên Mặc Tà dã tâm, liền hắn đều phải kiêng kỵ. Hiện tại, hắn rốt cuộc rõ ràng, nguyên lai Hiên Viên Mặc Tà, chính là luân hồi chi chủ, cho nên mới sẽ có lớn như vậy dã tâm. Người dám trước thời hạn bại lộ, tự tìm cái chết. Khi ngày phách đao, cho ta trấn áp. Đế Thích Thiên vung tay lên, hai đạo nguyên quang hỗn hợp, hóa thành một bó liệt nhật đao mang, nhất thời giết phá hư không, chạy thẳng tới Thiên Đạo Cung. Cái này hai đạo nguyên quang, một đạo là Hy Nhật Thiên Thư, một đạo là Phách Đao Thiên Thư. Hai đại thiên thư hợp kích, liệt nhật đao mang chém chết, đơn giản là vô địch. Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh nước lũ, còn có Đế Thích Thiên liệt nhật đao mang, cơ hồ là đồng thời gian, hạ xuống Thiên Đạo Cung, hung hăng rơi vào Hiên Viên Mặc Tà trên mình. Hai vị đại nhân vật công kích, chân thực quá nhanh, ngay tức thì nghiền nát hư không, chém chết tới, Hiên Viên Mặc Tà căn bản không có phản ứng kịp, chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng tím một bạo, ánh đao chớp mắt. Sau đó thân thể đau nhức, trực tiếp bị đánh bay, đau được hắn cơ hồ muốn ngất đi. Cùng hắn thoáng phục hồi tinh thần lại, mở mắt vừa thấy, thân thể mình đã xuất hiện một cái đường lỗ to. Một bên Mạc Huyết Minh, thấy một màn này, cũng là sợ ngây người. Hắn bị nước suối vàng phỏng, đang lo lắng bị Hiên Viên Mặc Tà chém chết, không nghĩ tới dị biến nhô lên sắp, Hiên Viên Mặc Tà ngược lại bị người bị thương nặng. Sau lưng nhân vật lớn ra tay, thời tiết muốn thay đổi. Mạc Huyết Minh ánh mắt sợ hãi, không dám lưu lại nữa, xoay người thoát đi. Thượng giới, nữ hoàng thiên cung. Phốc xích. Huyền Cơ Nguyệt há mồm phun ra máu tươi, gương mặt một phiến thảm trắng. Bất chấp quy tắc cắn trả, cưỡng ép ra tay chấn áp, nàng vậy bị nghiêm trọng trọng thương. Lần này thương thế, so với trước kia cộng lại, còn nghiêm trọng hơn mười mấy lần. Đế Uyên Điện tựa hồ vậy ra tay. Trong sâu thẳm. Huyền Cơ Nguyệt cảm nhận được, Đế Thích Thiên vậy ra tay. Hiển nhiên, luân hồi chi chủ sống lại, Đế Thích Thiên cũng không thể dễ dàng tha thứ, phải chém chết. Dẫu sao, luân hồi chi chủ mũi nhọn, đích thực quá đáng sợ, muốn nắm giữ toàn bộ vũ trụ, để cho chư thiên tinh không, vạn giới sinh linh, cũng tiếp nhận luân hồi quản thúc. Muốn đến Đế Thích Thiên, cũng bị quy tắc cắn trả, và ta như nhau trọng thương. Huyền Cơ Nguyệt thoáng định thần. Nếu nàng và Đế Thích Thiên đều bị thương, như vậy chàng này bàn cờ, thế cục vẫn thăng bằng, tạm thời sẽ không có quá biến số lớn. Luân hồi chi chủ, nhất định phải giết chết, tuyệt đối không thể lại để cho hắn ngồi ở bàn cờ trước. Một điểm này, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, đều rất ăn ý. Tiểu Điệp, nhanh tới yết kiến. Huyền Cơ Nguyệt tâm tư chuyển động, phát ra mệnh lệnh. Nữ hoàng bệ hạ, có gì phân phó? Một cái dài cánh bướm. Vô cùng đẹp, cả người tiên khí tràn ngập cô gái, đi vào trong đại điện. Người phụ nữ này, chính là Thiên Hoàng Địa Lão bốn lớn thủ hộ linh một trong, Thiên Tâm Kiếm Điệp. Người đi nhanh Thiên Đạo Cung, chém chết Hiên Viên Mặc Tà, lại bắt Hạ Nhược Tuyết lên trời. Huyền Cơ Nguyệt phân phó, mới vừa nàng vận dụng tử vi số mệnh thuật, rất miễn cưỡng phá vỡ giới vách đá, trấn áp Hiên Viên Mặc Tà, hiện tại giới vách đá xuất hiện một cái lỗ hổng, nàng có thể phái người đi xuống. Mới vừa nàng và Đế Thích Thiên ăn ý ra tay, thế công vô cùng thật lớn, nhưng bởi vì quy tắc hạn chế, uy lực bị suy yếu rất nhiều, giết không chết Hiên Viên Mặc Tà, tối đa trọng thương. Hiện tại, nàng cần phái người giải quyết còn dư lại sự việc. Còn có Hạ Nhược Tuyết, cái này tội nữ, nàng sẽ không quên. Thiên Tâm Kiếm Điệp đáp một tiếng, lập tức xoay người đi ra ngoài. Lúc này, trong Thiên Đạo Cung, Hiên Viên Mặc Tà nằm trên đất. Ngực một cái đường lỗ to, không ngừng khói đen bốc lên, vậy Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ,
cũng bị rung đi ra, hết ở một bên. Hụ hụ. Hắn ảm đạm ho khan, gương mặt trắng bệch, đã trải qua vô cùng nghiêm trọng thương thế. Người đến sao, có ai không? Thiên Viên Mặc Tà thanh âm khàn khàn, nhưng Thiên Đạo Cung các đệ tử, đã sớm tránh được xa xa, không thấy bóng dáng. Trên trời dưới đất, một phiến cô tịch, tựa hồ chỉ còn lại hắn một người, vô cùng thê thảm. Mà bên kia, Diệp Thần Thiên Nhãn thấy rõ, đem hết thảy hình ảnh, cũng xem ở bên trong mắt. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, quả nhiên ở Hiên Viên Mặc Tà trên tay. Hắn sử dụng bảo này, bị thượng giới và đế uyên điện, tưởng lầm là luân hồi chi chủ chuyển thế. Diệp Thần phát hiện những thứ này nhân quả, nhất thời vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, vô cùng hưng phấn. Hắn lo lắng nhất, chính là mình luân hồi chi chủ thân phận, sẽ bộc lộ ra đi. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại Huyền Cơ Nguyệt và Đế Uyên Điện, thấy Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ xuất thế, cũng sinh ra thiên đại hiểu lầm, lấy là Hiên Viên Mặc Tà mới là luân hồi chi chủ, căn bản không tra được hắn trên đầu. Đây thật là, núi trọng thủy phục, liễu tối tăm hoa minh. Cửu U Hổ, các ngươi giết đi vào, chu diệt Hiên Viên Mặc Tà, đoạt lại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Diệp Thần phát ra mệnh lệnh, hiện tại Hiên Viên Mặc Tà bị đánh trọng thương, chính là hắn đánh đau chó rớt xuống nước lớn thời cơ tốt, chỉ cần giết Hiên Viên Mặc Tà, đoạt lại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, hắn là có thể hoàn toàn diệt Thiên Đạo Cung, giải cứu các vị sư tôn. Hống! Cửu U Hổ nhận được mệnh lệnh, lập tức đi Thiên Đạo Cung phóng tới, U Anh Quỷ Dữ và Kim Loan Thiên Tê theo sát ở phía sau. Thiên Viên Mặc Tà đánh hơi được dã thú mùi, dương mắt vừa thấy, ba nhức đầu hung đã tới trước mặt hắn, mắt lom lom. U Anh Quỷ Dữ lanh tay lẹ mắt, đầu tiên nhặt lên Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, vững vàng nắm chặt ở trên tay, lại nhìn Cửu U Hổ một mắt, nói, sư phụ, người mau ra tay, giết tên này. Từ tôn kính, cái này giết địch công lao lớn, nó dĩ nhiên là nhường cho Cửu U Hổ. Cửu U Hổ gầm thét một tiếng, ánh mắt tàn bạo, hai con móng hổ dẫm ở Hiên Viên Mặc Tà trên mình, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, từng tia nước bọt, không ngừng nhỏ xuống đi xuống. Hiên Viên Mặc Tà ngửi được từng cơn tanh hôi nóng ran dã thú mùi vị, không nghĩ tới mình nhất thế thanh danh, cuối cùng lại muốn bị gan bàn tay chiếm đoạt. Hống! Cửu U Hổ một tiếng gào thét, dương ra miệng to, thì phải cắn đứt Hiên Viên Mặc Tà cổ. Hoàng Tuyền Đại Đạo, tẩy phong ấn, bảo vệ ngươi chân linh, đi! Sống chết trước mắt, Hiên Viên Mặc Tà bị buộc ra cuối cùng một chút khí lực, một chỉ điểm ra, một đạo Hoàng Tuyền tinh mang, rơi vào Cửu U Hổ trên trán. Hắn đạt được Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ sau đó, vẫn muốn luyện hóa, mặc dù từ đầu đến cuối không có thành công, nhưng cũng lĩnh ngộ một chút pháp bảo bên trong ẩn chứa Hoàng Tuyền Đại Đạo. Cái này Hoàng Tuyền Đại Đạo, có nước Hoàng Tuyền lọc sạch oai, có thể tẩy hết thảy phong ấn. Rắc rắc, ở Hoàng Tuyền tinh mang dưới sự kích thích, Cửu U Hổ nhất thời ngây người, ánh mắt một phiến mở mịt. Nó đầu óc bên trong, Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy lưu tồn tinh thần phong ấn, nhất thời bị rửa đi. Đạo phong ấn này vốn là giãn ra, hôm nay Hiên Viên Mặc Tà hoàn toàn trừ. Cửu U Hổ, tỉnh lại cho ta. Hiên Viên Mặc Tà tranh thủ cho kịp thời cơ, một tiếng đòn cảnh tỉnh. Ta là ai, ngươi là ai, nơi này là nơi nào? Cửu U mắt hổ quang chấn động, cổ họng phát ra tiếng người, linh trí dần dần khôi phục, nhưng phong ấn là bị cưỡng ép rửa đi, không phải thuật pháp giải trừ, nó trí nhớ sứt mẻ rất nhiều, căn bản không nhớ nổi mình thân phận. Ngươi kêu Cửu U Hổ, là ta thú cưng, ta là ngươi chủ nhân. Hiên Viên Mặc Tà khó khăn nói ra, mới vừa sử dụng Hoàng Tuyền Đại Đạo, hắn cuối cùng một chút khí lực, cũng hoàn toàn đã tiêu hao hết, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Ngươi là ta chủ nhân. Cửu U Hổ ngây ngẩn, nó mới vừa thanh tỉnh, chính là một tờ giấy trắng, Hiên Viên Mặc Tà lời nói này, giống như ở trên tờ giấy trắng, đậy lại mình con dấu. Hắn muốn phản kháng. Nhưng là Hoàng Tuyền Đại Đạo quá cường thế, hắn chỉ có thể lựa chọn ngắn ngủi bị lạc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 167.